Hách Liên thiếu hoàng hừ thoáng cái nói. Còn gánh được, không thành vấn đề. Ân, vậy là tốt rồi. Mạc Tiểu Xuyên lấy kiếm ra, hai tay cầm chuôi kiếm sáp vào trong đại địa, nhất thời một tầng kiếm quang hiện lên, để cho kết giới càng thêm ngưng thực. Cả người địa cốt đều là lệ khí cuồng bạo, trên bầu trời hạ xuống cửu thiên lục đại la hoàn, đồng thời mọi người cùng lúc xuất thủ, lực lượng mênh mông chấn vỡ không gian, từ bốn phương tám hướng kéo đến. Thình thịch, nhục xí sau lưng địa cốt bỗng nhiên vỗ một cái, vô số hồng mang trùng kích ra, đánh sơ sát công kích của mọi người, trong phương viên một dặm trực tiếp trầm xuống mấy trượng, hóa thành một mảnh chân không. Cửu thiên lục đại la hoàn cũng ở trên không trung thình thịch một tiếng nát bấy, hóa thành vô số hồng quang bay trở về trên cổ tuần thiên đấu nghiêu, lóe lên liền biến mất, chỉ để lại một dấu ấn nhỏ bé. Khí tức kinh khủng làm cho trong lòng mấy người đều giật mình. Hóa xa là vừa mừng vừa sợ, vui là địa cốt cuồng bạo, đủ để nghiền nát tất cả, mà hoảng sợ là ở dưới cổ khí tức kinh khủng kia, những người đó vẫn không bỏ chạy, thậm chí trong mắt không có một chút bối rối, điều này làm cho hắn mơ hồ có một loại tâm tình không tốt. Tô Liên Y cả kinh nói, tiền bối, còn có thể đánh sao? Trong mọi người thực lực của nàng yếu nhất, trên mặt sinh ra sợ hãi. Bắc Quyến Nam nói, tất nhiên, cổ lực lượng này ở trong dự tính. Ta và mục địch đại nhân chủ công, ngươi và Trần Thiến Vũ chủ vây, đừng cho hắn chạy. Cái gì, đừng cho hắn chạy? Người Bắc Hải đều là mắt choáng váng, mình vẫn đang suy đoán đám người kia có chạy hay không, làm sao bọn họ ngược lại lo lắng đối phương sẽ chạy. Linh mục địch cũng gật đầu nói. Lúc cuồng bạo sẽ mất đi thần trí, như là mãnh thú, nếu không địch lại tự nhiên sẽ bỏ chạy, mọi người vây cho tốt. Ngân tiên trong tay giống như ngân giản. Ở trên không trung hóa ra hư ảnh, trực tiếp đánh xuống. Trần Thiến Vũ cùng Tô Liên Y lập tức thối lui, đem chiến trường để lại cho Linh Mục Địch cùng Bắc Quyến Nam, đồng thời bảo vệ Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên ở sau lưng. Hai người nhìn nhau một cái, đều thở phào nhẹ nhõm. Thình thịch, nghịch hồn tiên hư ảnh đánh vào trên người địa cốt, thoáng cái liền tan nát. Địa cốt điên cuồng hét lên một tiếng, tựa hồ mang theo một tia thống khổ lao về phía Linh Mục Địch. Nhục xí mở rộng, một cổ không gian chi lực hiện lên, Linh Mục Địch bị trói buộc, trực tiếp kéo vào trong nhục xí. Ha ha! Đột nhiên hóa xà cười như điên, dữ tợn nói. Hai cánh của vân sinh bộ tộc ta cũng có thần thông lực, tuy rằng người nó thân như kim cương, nhưng cũng khó chống thần thông ăn mòn, tất sẽ bị tháo sạch huyết nhục mà chết. Vừa dứt lời, trên hai cánh của địa cốt hiện ra một vòng ngân phong, phía trên lóe ra trận phù. Sau đó một đạo ngân quang xuất hiện ở dưới chân địa cốt, hóa thành trận pháp, thân thể địa cốt bỗng nhiên run rẩy, vô số ngân sắc phóng lên cao. Hai cánh ôm chặt chậm rãi mở ra, một màn để cho hóa xà trợn mắt hốc mồm xuất hiện. Không chỉ Linh Mục Địch không có bất kỳ sự tình, trái lại đem nghịch hồn tiên đưa ngang trước người, một tay chỉ thiên, vô số phù văn ngân sắc chiếu rọi ở trên thân thể thần luyện thép, như đăng ảnh chớp động, túc mục trang nghiêm. Ngược lại, thân thể địa cốt run rẩy kịch liệt, tựa hồ phi thường thống khổ. Nhục thân cường hãn lại ở dưới ngân phong trùng kích không ngừng vỡ ra, huyết nhục từ từ mơ hồ. Cái này, không có khả năng, không thể nào a. Hóa xà hoảng sợ kêu to lên, đã sợ đến không nhẹ, ở trong tiềm thức của hắn, phân sinh bộ tộc cuồng bạo là vô địch thiên hạ mới đúng, nhưng một màn trước mắt đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Không tin, ta không tin. Hắn điên cuống hét lên, hai mắt hóa thành tinh hồng, tựa hồ cũng có dấu hiệu cuồng bạo. Đồng tử của Sa Vưu co rụt lại, Tu Di vô ngã kiếm lập tức chém ra một mảnh long vực, kiếm ý vô tận đánh xuống. Hắn không hy vọng hóa xà cũng cuồng bạo, khí tức trên người địa cốt đã đủ kinh khủng, sợ là đã đạt tới siêu phàm nhập thánh đỉnh phong, cách đăng phong tạo cực cũng không xa. Sở dĩ bị Linh Mục Địch chế trụ dễ dàng, then chốt là độc tính của thất huyễn lục yểm đã thâm nhập nhục thân của địa cốt. Bắt đầu ăn mòn cơ năng, mà Linh Mục Địch lại có thân thể bất diệt, bằng không vừa rồi đã chết. Hơn nữa tựa hồ Linh Mục Địch đối với vân sinh bộ tộc này cũng biết sơ lược, địa cốt lại mất đi thần trí, chỉ số thông minh chênh lệch là khó mà vượt qua. Trơ mắt nhìn thân thể địa cốt ở dưới ngân phong không ngừng tan vỡ, huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình, hóa xà khó mà bình tĩnh, ở dưới Sa Vưu điên cuồng tấn công, hắn ngẩng đầu huýt một tiếng sáo. Một loại thanh âm thê lương mà cổ quái đâm rách không gian, ở trên bầu trời toàn bộ Bắc Hải Vương cung vang lên. Địa cốt ở dưới thanh âm kia run rẩy kịch liệt, thân thể chậm rãi vận chuyển,
khí tức bạo lệ xuyên thấu qua ngân phong truyền ra, quanh thân dâng lên một tầng hồng quang, dần dần ngăn trở ngân quang. Bất hảo! Linh mục địch kinh hô một tiếng nói. Cẩn thận! Trong mắt địa cốt bắn ra lệ khí, nhục xí chấn động, vỗ vào trên người linh mục địch, giống như đạn pháo đánh bay hắn, đánh ra xa mấy trăm trượng. Hiu! Ngân sắc chi trận mất đi ràng buộc, thân ảnh địa cốt lóe lên, một đạo hồng mang lấy tốc độ cực nhanh nhằm về phía Lý Vân Tiêu, hắn vẫn duy trì ý chí trước khi cuồng bạo, phải gạt bỏ Lý Vân Tiêu cùng tân thần, rửa sạch khuất nhục. Bất hảo! Trần Thiến Vũ kinh sợ quát một tiếng, may mà hắn và Tô Liên Y sớm có phòng bị, vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một người chém ra lợi kiếm, hóa thành vô số kiếm ảnh. Người còn lại thì hai tay bấm niệm thần chú, một đóa bảo hoa từ trên trời rơi xuống, ở trong lòng bàn tay tách ra. Thình thịch, nhưng hồng quang đánh tới, kiếm ảnh tan biến, bảo hoa bể nát. Hai người đều bị trùng kích cực lớn, trong nháy mắt bị đánh bay đi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng hai người đều là một trận khó có thể tin, mắt thấy linh mục địch đem thứ này đùa xoay quanh, thầm nghĩ hai người mình liên thủ, làm sao cũng có thể đại chiến hơn 10 hiệp, nhưng không nghĩ tới một chiêu liền trọng thương. Trần Thiến Vũ cùng Tô Liên Y bại, nhất thời Hách Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên cảm thụ được khí tức kinh khủng đập vào mặt, chỉ là uy áp đã để hai người run rẩy. Thiên Chu Đãng Ma Kiếm cũng không ngừng chiến minh. Xèo 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 xèo. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến vô số tiếng sâu kêu, thi lễ phô thiên cái địa bay tới, như là mưa rào, trong nháy mắt đổ xuống trên người địa cốt. Tỉ mỉ nhìn lại, thi lễ này cũng đang liều mạng chui vào trong thân thể địa cốt, tràng cảnh kinh khủng này khiến người tóc gáy dựng đứng, cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân. Đồng thời tuần thiên đấu ngưu cũng đạp ra một bước, phóng xạ một đạo thanh võng, lan tràn tới dưới chân địa cốt, dọc theo thân thể hắn bỏ lên, đem hắn bao vây. Giống. Thanh âm giống giận cùng cuồng bạo không ngừng truyền ra, thi lễ đầy người bị đánh văng rất nhiều, thanh võng dưới chân tuần thiên đấu ngưu cũng hoảng hốt bất định, như tùy thời sẽ vỡ nát. Ầm ầm, hồng mang từ bên trong không ngừng phụt ra, tất cả thi lễ bị chấn bay, ở trên không trung lóe lên liền biến mất, lập tức hóa thành một thanh bảo kiếm, ở trên trời cao chìm nổi. Ngăn hắn lại, Bắc Quyến Nam trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh thân kiếm, một tay nắm lấy, bấm niệm niêm quyết. Một mảnh kiếm ý phúc tán. Muôn đời ngự kiếm. Vô số kiếm ảnh ngưng tụ, ở bên cạnh hắn hóa thành 36 đạo kiếm ảnh, vô số kiếm phù lượn vòng, trong nháy mắt đè xuống. Bản thân Bắc Quyến Nam cũng là tuyệt đại kiếm giả, sau khi gặp Lý Vân Tiêu thi triển vạn kiếm đồ, liền suy tư ra biến hóa chi pháp, dung nhập vào trong kiếm của mình. Vạn kiếm đồ là chân bảo của thần Tiêu Cung, ẩn thiên địa đạo pháp, vạn kiếm quy nhất. Năm đó Khúc Hồng Nhan mang tới để cho Cổ Phi Dương tìm hiểu, mong muốn trợ giúp hắn ở kiếm đạo tiến hơn một bước, đáng tiếc không thể như nguyện. Suy suy suy, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể địa cốt, tức khai ra thịt, bên trong toát ra đại lượng máu màu xanh biếc, có thể thấy được lục độc đã thâm nhập cốt tủy, mặc dù không chiến, địa cốt cũng sống không được bao lâu. Tuần Thiên Đấu Ngưu cũng chạy đến, dùng hai sừng trực tiếp đâm tới. Thình thịch. Địa cốt phung nhục xí, như là tấm chắn ở trước người, ngăn trở lực trùng kích của Tuần Thiên Đấu Ngưu, lại là một mảnh huyết nhục nổ lên. A a a, giống giống giống. Tiếng người cùng thú hống hòa nhập, không phân rõ trước mắt là thú hay người. Phanh. Địa cốt mạnh mẽ vỗ cánh, đánh bay Tuần Thiên Đấu Ngưu, lần thứ hai phá tan kiếm trận, trong mắt một mảnh kiên quyết cùng hung bạo. Mặc dù chết, cũng phải giết hai người kia. Bong bong chanh. Kiếm của Mạc Tiểu Xuyên bị cổ khí tức kia chấn không ngừng chiến minh, trên trán hai người đổ mồ hôi như mưa, cũng đồng dạng là thấy chết không sờn. Muốn giết sư tôn của ta, từ trên thi thể của hai người chúng ta nhảy tới đi. Hách Liên Thiếu Hoàng cũng là một mảnh kiên quyết, thân thể run rẩy đột nhiên ổn định, đan điền chậm rãi sáng lên, đúng là muốn tự bạo đan điền. Đột nhiên một cánh tay vỗ vào trên bả vai hắn nói. Ngu xuẩn, đánh không lại còn gánh. Đây là biện pháp ngu xuẩn nhất. Hai người đều kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân thể Lý Vân Tiêu lóe ra tam sắc quang mang, nhu hòa như nước, ở trên da thịt chảy xuôi, ánh sáng luyện thể thuật màu vàng, ánh sáng ma nguyên đen nhánh, còn có ánh sáng ngọc lưu ly màu trắng thông thấu. Tam sắc quang mang đại biểu cho ba loại lực lượng, đã tương hỗ trải vuốt, phân biệt rõ ràng. Mà trên người của Lý Vân Tiêu đâu còn nửa điểm bị thương, một mảnh nhẵn mịn như ngọc.
trong lúc mơ hồ như lưu ly thông thấu. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hách Liên Thiếu Hoàng vừa mừng vừa sợ, bọn họ tỉ mỉ đem nguyên lực ngưng tụ ở đôi mắt, vậy mà không cách nào thấy rõ dáng dấp của Lý Vân Tiêu. Sư phụ, thương thế của ngươi. Ân, đã hết rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, liền bước qua hai người đi tới. Cách đó không xa, Tân Thần vẫn đang không ngừng thổ huyết, quang mang trên người mất trật tự không thể tả như trước, mạnh mẽ chống thân thể, trong mắt đều là ước ao đố kỵ, cắn răng nói. Đệ thất, trọng, giống. Con người đỏ lòm của địa cốt trong lúc bất chợt kịch liệt co rút lại, trong cổ họng phát ra thanh âm cực độ không cam lòng, hai cánh như đao, mạnh mẽ chém xuống. Cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực của hắn, tất cả oán, hận, giận, nộ. Đều ở trong một chiêu này. Cảm tạ a. Lý Vân Tiêu hướng hắn mỉm cười, trên người dâng lên ma văn đen kịt quỷ dị tựa hồ không ở trên da, mà là hóa thành quang mang lóe ra ở quanh thân. Hắn nắm chặt tay, một cổ lực lượng nóng bỏng từ lòng bàn tay phát ra, nhất thời bốn phía hiện ra kiếm phù, mơ hồ có kiếm ảnh ở trên cánh tay uốn lượn. Cảm ơn người bồi luyện, để báo đáp lại, ta sẽ dùng ma kiếm này độ ngươi đi Bỉ Ngạn. Thân kiếm thông thấu như nguyệt, tràn ra quang mang cực nóng, trên thân kiếm có vô số liên hoa, từng cái nở rộ. Kiếm thương chảm hồng, thanh liên kiếm ca. Một kiếm quét ngang, bảy đóa bạch liên ở trên thân kiếm nở rộ, hóa thành kiếm khí rực rỡ, như ánh sáng mùa xuân quay về đại địa, bách hoa tranh diễm. Hai cánh cẩu địa cốt chém xuống, hồng mang kinh khủng trong nháy mắt bị ngăn lại, hai cổ lực lượng lăng không nổ lên. Ầm ầm, hồng bạch song sắc đan vào. Lực lượng lan ra bốn phương tám hướng, nhưng rất nhanh hồng quang đã bị kiếm khí màu trắng thôn phệ, toàn bộ không gian bắt đầu nghiền nát, nơi Lý Vân Tiêu cùng địa cốt đứng, trực tiếp bị chấn động này nuốt hết. Xa xa Tân Thần vốn trọng thương trong người, lại bị trùng kích thoáng cái, chỉ cảm thấy cả người muốn vỡ ra, trận quang hỗn loạn càng thêm mất trật tự. Thời điểm hắn không ngừng kêu khổ, đột nhiên trong dư ba trùng kích mơ hồ có quang minh sáng lên, có một bóng lưng hùng vĩ ở trước mắt hắn lặng yên mà đứng. Dù trước mắt là lực lượng kinh khủng, hắn vẫn như cũ nhất phái thản nhiên. Lý Vân Tiêu. Nội tâm Tân Thần không rõ khẽ động, thân thể của mình tựa hồ bị cảm ứng, bách khiếu toàn thân như trong nháy mắt mở ra, theo loại cảm ứng này nhảy lên. Trong lòng hắn mừng như điên, đây là triệu chứng sắp đột phá. Gì? Tựa hồ Lý Vân Tiêu cũng cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn Tân Thần một cái, nhất thời trong lòng sáng tỏ, mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Trong mắt Tân Thần tràn đầy vẻ cảm kích, giơ lên hai ngón cái một lúc. Kim sắc trận quang trên người của hắn không ngừng tiêu tán, nhưng trong tứ chi bách hài lại hiện ra lực lượng vô tận, không ngừng tẩy rửa thân thể, ở chỗ đệ thất trọng có một đoàn ánh sáng nhạt dần dần ngưng tụ. Dư ba trùng kích từ từ tản ra, hóa xa cùng người Bắc Hải đều bị một màn trước mắt dọa sợ đến trợn mắt. Thịt trên người địa cốt giống như nhánh liễu, sơ xác tiêu điều, có trận gió nổi lên, theo gió mà tán. Từ từ biến thành một khung xương bạch sắc, sừng sững ở đó. Hắn trúng thất huyễn lục yểm quá nặng, từ lâu sâu tận xương tủy, vô pháp xoay chuyển trời đất. Chi! Hóa xà liên tiếp hít vài hơi lãnh khí, cả người run run, mấy trăm năm qua chưa bao giờ có sợ hãi ở trong tâm lan tràn. Cũng không phải hắn sợ chết, lấy niên kỷ của hắn và địa cốt, cũng không có bao nhiêu năm tháng nữa, hắn chỉ là sợ hãi, cảm nhận được sợ. Hưu! Quyết định thật nhanh. Hóa xà trực tiếp thi triển độn thuật, phóng lên cao muốn bỏ chạy. Thiết, đi được không? Xa Vưu châm chọc một tiếng, trực tiếp hóa ra chân long pháp thân, long uy cuồn cuộn, chém xuống một kiếm. Thiên điệp phong. Trên thân kiếm hóa thành thập vạn đại sơn, phảng phất đem cả sơn mạch lướt ngang mà đến, đồng thời long vực mở ra, khóa lại không gian tứ phương. Lý Vân Tiêu cùng Tân Thần đã thuận lợi đột phá, hắn không còn cố kỵ gì. Vì vậy dự định thi triển toàn lực chém giết hóa xà. Để hắn đi đi. Thanh âm của Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến. Xa Vưu không hiểu nói. Vì sao, người này thực lực không tầm thường, nếu rời đi tất sẽ mang đến hậu hoạn vô cùng. Người còn lại cũng không giải thích được, đều nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lúc này người hắn như ngọc lưu ly, bị một cổ linh khí bao phủ, không thể nhìn rõ hình dáng. Ánh sáng ngọc lưu ly từ từ tản ra. Mới lộ ra tư thế hiên ngang oai hùng, ngọc thụ lâm phong. Trong lòng mọi người lột bột thoáng cái, lúc này trên người của Lý Vân Tiêu không có bất kỳ nguyên lực ba động, hoàn toàn nội liếm, mặc dù bọn họ thân là võ đạo điên phong, cũng không thể nhìn thấu tu vi.
Trên võ đạo điên phong, một danh từ cực nóng ở trong trái tim mỗi người vang lên. Siêu phàm nhập thánh. Sa Vưu cũng hơi kinh hãi nói. Tiểu Lý Tử, người đột phá đến siêu phàm nhập thánh. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Cũng không có, ta mới vừa bước vào võ đạo điên phong không lâu, sao có thể nhanh như vậy, cần tích lũy đại lượng nguyên lực mới có thể phá tan bình cảnh võ đạo. Sa Vưu nói. Tình trạng của ngươi bây giờ. Bắc Quyến Nam nói. Lực lượng của thần thể thất trọng, đủ để xé rách thiên địa, xuyên toa hư không. Chỉ là nhục thân chi lực, liền có thể chống lại siêu phàm nhập thánh. Linh Mục Địch cũng cười nói. Không sai, luyện thể chi đạo thập phần khó lường, nếu mở ra bát môn, thành tựu bất hủ thánh thể, như vậy ở trong thiên địa lấy đăng phong tạo cực là cực hạn, hắn sẽ vô địch. Vô địch. Trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, từ cổ chí kim, ai dám nhận hai chữ vô địch, người nào đảm đương nổi hai chữ này a? Ha ha, xem ngươi hù sợ mọi người kìa. Vô địch, làm được sao? Lực lượng ma chủ các ngươi cũng đã gặp, mặc dù là nhục thân thành thánh, cũng không có khả năng gánh được lục đạo ma binh. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười, lơ đỉnh. Nhưng nội tâm lại hiện ra một bức tranh, trong đầu quanh quẩn ở Hồng Nguyệt Thành, một câu nói mơ hồ vang lên bên tai. Thiên nhân địch, vạn nhân địch, từ cổ chí kim, chấn diệu cổ kim hoàn toàn không địch thủ. Linh Mục Địch gật đầu nói. Xác thực gánh không được, nhưng ma chủ không phải người giới này, thập phần ngoại lệ, không thể so sánh. Không phải là người giới này. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lộ ra thần sắc kinh ngạc, không rõ nói thế ý gì. Nhưng Linh Mục Địch không có giải thích, chỉ là mỉm cười. Sa Vưu tựa hồ hiểu chút ít. Phục hồi tinh thần lại nói. Hóa xà này thực sự thả hắn đi sao? Trong lòng hóa xà run lên, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được đối phương sẽ thả hắn, nghĩ thầm hơn phân nửa là có âm mưu khác. Lý Vân Tiêu nói. Để hắn đi đi, giết hắn đã không có ý nghĩa. Về phần bản thân hắn, ngay cả vân sinh bộ tộc, cũng căn bản không đáng sợ hãi, không cần cùng những lâu la này tính toán quá nhiều. Lâu la. Có thể đem hóa xà cùng vân sinh bộ tộc nói thành lâu la, trong thiên hạ sợ cũng chỉ có hắn. Bắc Hải bộ tộc càng là trợn tròn mắt, triệt để hóa đá tại chỗ. Ha ha, phần ý chí cùng tự tin quân lâm thiên hạ này, ta thích. Linh Mục Địch khó được cười ha ha, phất tay nói. Để hắn đi đi. Tuy rằng cảnh giới của Lý Vân Tiêu còn kém một bước, nhưng thực lực đã đạt đến siêu phàm nhập thánh, loại ngạo khí hoành hành thiên hạ lúc trước lại khôi phục không ít. Hơn nữa thông qua tiếp xúc với đám người Linh Mục Địch, nhãn giới cùng võ đạo chi tâm của hắn càng hơn trước, cái gì vân sinh bộ tộc, căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Tất cả mọi người trầm mặc lại, lấy thực lực của bọn họ thời khắc này, mặc dù là lánh đời tông môn thiên địa minh cũng có thể đánh, mặc dù vân sinh bộ tộc cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cường đại qua thiên địa minh. Được rồi, lâu la cút đi. Sa Vưu khẽ quát một tiếng, liền thu hồi long kiếm. Long vực phong tỏa cũng theo đó cởi ra. Trong lòng hóa xà dâng lên một cổ khuất nhục vô biên, thân thể run rẩy, hai tay bóp chặt, đứng ở trên không trung xanh mặt. Sa Vưu cau mày nói. Hả, không đi, muốn ở lại chết sao? Hóa xà âm trầm muốn chảy ra nước, cắn răng nói. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Dứt lời, tựa hồ sợ mọi người đổi ý, vội vàng hóa thành một đạo độn quang bay đi, khung xương của địa cốt hắn cũng mặc kệ. Sa Vưu cười lạnh nói. Nhìn thấy chưa, thả hắn đi chính là phiền phức, những người không có đầu óc này, không đến diệt tộc là sẽ không thông minh nổi. Lý Vân Tiêu nói. Trên đời nào có thế lực vĩnh hằng, nếu bọn họ không thức thời, bánh xe lịch sử liền sẽ đè tới. Người Bắc Hải bộ tộc đều là nghe mà tâm kinh đảm hàn, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhuận Lung cùng Nhuận Tông càng là sợ đến không dám nói lời nào. Nhớ tới trước đó bản thân dùng sát trận cùng kim kỳ vây nhốt đám người này, chỉ hồi tưởng một chút liền muốn khóc. Lúc này nhục thân của tân thần cũng hoàn toàn khôi phục, ở ngoài thân một mảnh kim quang mông mông, dị tượng cùng Lý Vân Tiêu rất khác nhau, nhưng ý nghĩa thì đồng dạng. Hô! Tân thần thở ra một hơi, hai tay nắm chặt, nhất thời hai đạo kim sắc tinh vân ở trong tay hiện lên. Lực lượng cuồn cuộn tản ra, ép tới người bốn phía có chút không thở nổi, đều lui về phía sau. Ha ha, lực lượng thật mạnh. Tân thần ngẩng mặt cười to, thân thể khôi ngô ở dưới kim mang thấp thoáng, giống như thần linh phủ xuống. Sa Vưu nói, hiện tại ngươi đã hoàn toàn khôi phục,
mặc dù cổ lực lượng này không bằng kiếp trước, nhưng cũng coi như là không tệ, hiện tại chúng ta đi đâu? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta bây giờ có được lực lượng xác thực có thể cùng kiếp trước so sánh, về phần hiện tại. Ánh mắt của hắn thoáng cái rét lạnh xuống, lạnh lùng nói. Tự nhiên là đi tìm Thiên Minh đòi nợ. Ha ha ha, chính hợp ta ý. Sa Vưu cười to một trận, trên mặt lộ ra nanh sắc nói. Lần này bị Thiên Minh tập kích, đích xác có chút uất ức, lúc này đi chém tận giết tuyệt bọn họ. Hắn dùng tay làm cái thủ thế giết. Người Bắc Hải lại càng hoảng sợ, trong lòng thấp thỏm không ngớt, bọn họ coi như là đồng mưu với Thiên Minh, cũng không biết những người trước mắt này nghĩ như thế nào. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Chỉ không biết tình huống bây giờ của Tiểu Hồng ra sao, hắn bị ta một kiếm đâm xuyên ngực, lại bị lực lượng của lục đạo ma binh cuốn vào, sợ là không có khôi phục dễ dàng như vậy, nhưng muốn tìm ra cũng rất khó. Sa Vưu nói. Ân, Tiểu Hồng chỉ có thể chờ nàng tự động hiện thân, lấy lực lượng của chúng ta thời khắc này, mọi người ùa lên, quản hắn là Tiểu Hồng hay đế giả, đều có thể đánh một trận. Trước đó, liền đi tìm Thi Sát Tông cùng Bích Lạc Tông nói chuyện a. Lý Vân Tiêu nói, phải, không nghĩ tới Bắc Hải Vương Cung lại gây chiến, tất cả mọi người đều bị thương, nguyên khí tiêu hao cực lớn. Nhuận Hải Đại Nhân thân là địa chủ, cũng nên nghĩ biện pháp để cho mọi người khôi phục chút nguyên khí a. Nhuận Hải vừa nghe, sao có thể không rõ đây là bắt chẹt, nhưng mặc dù là bắt chẹt, cũng phải cười ha hả để cho người gõ, bằng không không phải là bắt chẹt, mà là gõ đầu, gõ tánh mạng. Tự nhiên, nhất định sẽ có. Hắn cười ha hả nói, vội vàng sai thủ hạ chuẩn bị các loại thiên tài địa bảo, như núi trồng chất ở trước vương cung, mặc cho đám người Lý Vân Tiêu chọn. Lý Vân Tiêu vung tay lên, nhất thời một đạo quang mang bay ra, thu tất cả vật phẩm nói. Chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, không có thời gian tuyển lựa, đợi tương lai có thời gian rảnh rỗi, sẽ đem dư thừa trả lại cho ngươi. Không cần, không cần, cũng không phải thứ tốt gì, coi như là chút tâm ý của bản vương. Khó được chư vị có thể tới một chuyến, để cho Bắc Hải vẻ vang a. Nhuận Hải vội vàng nói, hắn cũng không muốn những sát tinh này trở lại. Huống chi việc Thiên Minh hiện tại hắn nói cũng không dám nói, cũng biết trong lòng đối phương biết rõ, bản thân coi như là mất tài tiêu tai. Lý Vân Tiêu cười nói. Được rồi, nếu đại nhân thịnh tình như vậy, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt, thu nhận a. Tất cả mọi người hội ý nở nụ cười, người Bắc Hải đều ngượng ngùng cười làm lành. Chỉ là không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống, cười cực kỳ khó coi. Ta và Bắc Hải bộ tộc coi như là có sâu xa, đến đây, thù mới hận cũ đều xóa bỏ. Lời nói của Lý Vân Tiêu chậm rãi truyền đến, đám người sớm đã biến mất ở trong không gian vương cung. Nhuận Hải thu liễm nụ cười lúng túng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc từ từ ngưng trọng, nhìn Thi Hải Địa Cốt đứng ở trước cửa vương cung, nhịn không được cả người run run. Nhuận Lung lo lắng nói. Đại ca, hiện tại như thế nào cho phải? Vân Sinh bộ tộc tất sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Nhuận Hải châm trước một lúc, mới nói. Ta dẫn người tự mình hộ tống Thi Hải về Vân Sinh bộ tộc, người đi chỗ Hải Hoàng cung đem việc nơi đây hồi báo cho Hải Hoàng Đại Nhân, nếu Hải Hoàng Đại Nhân đồng ý ra mặt, vạn sự liền dễ làm. Trên mặt Nhuận Lung mơ hồ có vẻ giận dữ nói. Việc này vốn là cùng Bắc Hải ta không quan hệ, Vân Sinh bộ tộc cũng không có thể quá phận đi. Hải Hoàng Đại Nhân sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhuận Hải than thở. Chỉ hy vọng như thế. Nghĩ không ra Lý Vân Tiêu đã lớn đến trình độ như vậy, người này ngày sau trăm triệu lần không được trêu chọc. Việc của Nhuận Tường cùng Lý Vân Tiêu hắn cũng biết hơn phân nửa, vẫn một mực nghĩ tìm cơ hội đi gặp người này, nhưng không nghĩ tới không hẹn mà gặp, hơn nữa là kết quả như vậy. Sắc mặt người vương tộc bốn phía đều buồn bã, vương tộc ở Tứ Hải hô phong hoán vũ, nhất hô bá ứng. Không ai dám nghịch. Nhưng ở trước mặt những tuyệt thế cường giả chân chính này, lại cùng phàm nhân không khác, không gì hơn cái này. Sau khi đám người Lý Vân Tiêu ly khai Bắc Hải, ngồi trên cửu giai chiến hạm bay nhanh, thuấn di nghìn dặm. Trên giới thần bia, một mảnh non xanh nước biếc, vạn cổ trường thanh. Suối nước róc rách, linh khí hóa vụ tràn ngập ở giữa đại địa, khiến người thần thanh khí sảng. Ở nơi Linh Sơn Bảo Địa này, một tòa cung điện dựng lên trên không trung. Trực tiếp từ tứ phương hội tụ các loại nguyên tố, lăng không xây dựng mà thành. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi đến, mặc dù chỉ là nhục thân bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh,
nhưng lĩnh ngộ đối với đại giới thần quyết lại tinh diệu rất nhiều. Tự Hải Hoàng Ba Long nói về chuyện Ma Ha Cổ Kinh, đại giới thần quyết chính là một trong tứ kinh rất gần Ma Ha Cổ Kinh, mà giới thần bia lại là lúc thiên vũ giới sinh ra, ứng thời trở thành thiên thánh khí. Mặc dù là ma chủ năm đó, cũng chỉ có thể cùng lục đạo ma binh tiến hành câu thông, lấy ra ma binh lực. Giới thần bia cũng đồng dạng, quyết không tồn tại phương pháp nắm trong tay, bản thân đại giới thần quyết cũng không phải là bí quyết của giới thần bia, chẳng qua là đại năng chi sĩ thông qua lực lượng thần quyết này khu xử giới thần bia, vì vậy mới gọi là đại giới thần quyết. Giới thần bia tồn tại cùng tuyên cổ giống nhau, mà đại giới thần quyết cũng ở trong dòng lịch sử trên, tụ tập lĩnh ngộ đối với thiên đạo của vô số cường giả mà sinh. Lúc này Lý Vân Tiêu đã nắm giữ hơn phân nửa thần quyết chi diệu, có khả năng trong nháy mắt tích cát thành tháp, hóa không thành có, nhưng vẫn như cũ đối với lực lượng của giới thần bia cảm thấy hoang mang. Nếu vật ấy cũng có khí linh, nên làm sao tìm, lại làm sao biết khí linh sống hay chết? Thất lạc nhiều năm như vậy, có khi đã chết à? Lý Vân Tiêu ác ý nghĩ. Sau đó đi vào trong cung điện, bên trong lầu các chằng chịt, hành lang như mê cung. Cung điện ở ngoại giới không cách nào so sánh. Một thân ảnh xông tới, thấy Lý Vân Tiêu, thân thể nhịn không được khẽ run, liền khôi phục như thường nói. Vân Tiêu đại ca, chính là Đinh Linh Nhi tĩnh dưỡng nhiều ngày. Lý Vân Tiêu nói, ngươi gầy đi rồi. Trong lòng Đinh Linh Nhi đau xót, nước mắt không nhịn được ở trong hốc mắt đảo quanh, cố cười nói. Đa tạ Vân Tiêu đại ca quan tâm, ta đã không sao. Nàng dù sao cũng chấp trưởng thương hội nhiều năm, tính cách kiên cường, giơ tay lên đem tóc mai vén ra bên tai, nói. Vân Tiêu đại ca là tới xem Thủy Tiên muội tử sao? Trạng thái của nàng bây giờ phi thường ổn định. Lý Vân Tiêu gật đầu, hai người sóng vai mà đi, vòng qua hành lang quanh co gấp khúc, đi tới trong một gian thiền điện. Bên trong có một đóa kim liên xoay tròn, chính là pháp hoa liên thai, trong liên hoa thai, Thủy Tiên an tường nằm ngủ, đầu gối lên tay trái. Hai mắt khép hờ, điềm tĩnh không gì sánh được. Lý Vân Tiêu tỉ mỉ quan sát thoáng cái, có chút kinh ngạc, trạng thái của Thủy Tiên thời khắc này hầu như cùng như thị ngã văn hòa làm một thể, nguyên lực ba động cùng tần suất hoàn toàn nhất trí, tuy hai mà một, thật giống như một người một vật, trời sinh chính là ở chung với nhau. Lưu quang trên như thị ngã văn không trở ngại chút nào đi qua thân thể Thủy Tiên, ở trên liên thai phiêu đáng, tựa xuân thủy, tựa thu ba, mỗi một đạo cũng mang đến tâm hồn yên lặng. Lý Vân Tiêu dừng ở trước sóng gợn, dần dần lại có cảm giác ta nhập không. Đinh Linh Nhi nhẹ giọng nói. Vân Tiêu đại ca cũng cảm nhận được sao, huyền khí này dị thường thần kỳ, hôm nay đến ta chiếu cố Thủy Tiên muội tử, ở dưới tần suất ba động của huyền khí, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu nói. Pháp hoa liên thai này chính là thánh khí của Tứ Hải, đích xác thần diệu không gì sánh được, khó trách ngươi sắp đột phá vũ đế. Chỉ còn một tầng bình chướng cuối cùng, ta đến trợ ngươi đi. Vân Tiêu đại ca trợ giúp ta, đột phá cửu thiên vũ đế chẳng lẽ không phải bản thân cảm ngộ thiên địa quy tắc sao? Đinh Linh Nhi có chút kỳ quái, nàng cũng nghe qua chút công pháp mạnh mẽ thể hồ quán đính, nhưng đều là tà thuật, đối với căn cơ vũ đạo thương tổn cực lớn, nhất thời nói. Linh Nhi muốn trải qua cố gắng của mình đột phá, hiện tại ta không còn chỗ dựa, không chỗ nào lo lắng. Chỉ có thể gửi gắm tình cảm ở trên vũ đạo, hy vọng có thể càng chạy càng xa. Lý Vân Tiêu nghe mà có chút lòng chua xót, cười nói. Yên tâm đi, phương pháp ta trợ giúp ngươi không phải tà đạo, chỉ là chỉ điểm mà thôi. Không có ngộ tính cùng tích lũy của mình, ta lại chỉ điểm làm sao cũng không có dùng. Ngươi là nữ hài tử cực kỳ thông tuệ, trên con đường vũ đạo này tất sẽ có thành tựu. Sợ quấy rầy Thủy Tiên chữa trị, hai người nhỏ giọng ra xương phòng. Đi tới một đỉnh núi. Đối diện có một thác nước thật to hạ xuống, đập ra vô số bọt nước, còn có linh khí đập vào mặt, đặt mình bên trong cũng cảm giác tu vi mơ hồ dâng lên. Đinh Linh Nhi cười nói. Thánh khí này của Vân Tiêu đại ca càng thêm thần diệu, từ lúc ban đầu hoang vu, đến bây giờ sinh cơ bừng bừng, mặc dù là những linh sơn đại xuyên, siêu cấp tông môn kia cũng kém xa. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Linh Nhi khen chật rồi. Ta chỉ là đem toàn bộ linh khí trong bia, tận khả năng tụ tập ở mấy địa phương, cung ứng mọi người tu luyện mà thôi, toàn bộ thế giới trên cơ bản là một mảnh hoang vu, không có bao nhiêu biến hóa. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thực sự trở thành thế giới. Đinh Linh Nhi thoải mái nói. Chí ít là đang chuyển biến, sẽ càng ngày càng tốt.
hai người sóng vai mà đứng, gió núi hơi lạnh, chẳng biết lúc nào, dần dần dựa vào nhau, tương hỗ cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương, trong lòng đều run lên. Hai gò má của Đinh Linh Nhi ửng đỏ, vội vàng tránh thân thể, ngượng ngùng cúi đầu. Lý Vân Tiêu vội nói. Thiếu chút nữa đã quên chính sự, người ngồi xuống, ta trợ giúp người phá bỏ tầng bình chướng kia. Đinh Linh Nhi thu liếm tâm thần, ngồi xếp bằng. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, âm thầm tự định giá, hôm nay Đinh Linh Nhi đã không có chỗ nương tựa, bản thân nên càng thêm quý trọng nàng. Sau khi tư định, hắn dứt bỏ tạp niệm, hoàng triều trung từ lòng bàn tay chậm rãi bay ra. Đang! Một thanh âm vang lên, rõ ràng có thể thấy được âm ba từ đỉnh núi truyền ra. Cả người Đinh Linh Nhi run lên, nguyên lực trong cơ thể theo tần suất của chuông rung động, khắp núi Thanh Thúy cũng ở dưới âm ba lắc lư, tiếng thác nước cũng dần dần yếu xuống, toàn bộ thiên địa tự nhiên cùng Đinh Linh Nhi hòa làm một thể. Đinh Linh Nhi chỉ cảm thấy bình chướng ngăn ở trước mặt trong nháy mắt tiêu thất, một con đường thông thiên bằng phẳng ở dưới chân vô hạn lan tràn, nàng chẳng bao giờ cảm giác mình cách thiên đạo gần như vậy. Vô số quy tắc phù văn từ trên trời rơi xuống, chậm rãi dung nhập thân thể của nàng. Nhưng nàng lại hồn nhiên không phát giác. Bản thân thật giống như một gốc đại thụ, một viên cỏ dại trong thiên địa, ở trong vô số năm tháng lặng yên lớn lên. Một hoa một tia 61 giới, một diệp một thế kỷ. Bất quá là trong sát na thoáng qua, Đinh Linh Nhi thật giống như đã trải qua thế kỷ, chậm rãi mở mắt ra, đế khí ôn nhuận ở trên người lóe ra ánh sáng nhạt. Trong mắt một mảnh thần sắc mê hoặc, từ từ mới trong suốt như nước. Ta đã trải qua bao lâu? Chuông ngân 3 tiếng, tổng cộng là 9 hơi thở thời gian. 9 hơi thở, Hoàng Lương nhất mộng, Thương Hải tang điền. Trên mặt Đinh Linh Nhi tràn đầy khiếp sợ. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Tình trạng của ngươi tốt, rất phù hợp loại tuế nguyệt biến thiên này. Ta quan sát trạng thái của ngươi thời khắc này, căn cơ so với người tấn chức vũ đế mấy năm còn ổn hơn. Đinh Linh Nhi cười khổ nói. Thân thế biến đổi lớn. Đích xác rất thích hợp loại biến hóa tang thương này. Lý Vân Tiêu lập tức minh bạch mình nói sai, áy náy nói. Xin lỗi. Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng cười, đưa tình nhìn Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu đại ca nói không sai, không cần xin lỗi. Chẳng biết lúc nào, thân thể hai người lần thứ hai dán vào nhau. Tiếng nước róc rách, hương thơm nhàn nhạt, trong lòng Lý Vân Tiêu một trận rung động, cuối cùng nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Nguyễn Ngọc ôn hương, tay hắn theo mái tóc mà rơi, hương nàng ám rõ, la mang nhẹ phân. Sao bó tay? Lúc này bạch vân phiêu tán, bầu trời mở mang. Ánh nắng chiều thấp thoáng trên đỉnh núi, một mảnh cây cỏ thanh ba, không gian tường hòa. Thời gian ở dưới khung cảnh như vậy lẳng lặng trôi qua. Sau một hồi, một đạo lưu quang từ trên ngọn núi bay nhanh mà ra, mang theo hốt hoảng cùng e thẹn thoát đi. Trên vách đá chỉ còn lại có Lý Vân Tiêu. Lúc này trên đỉnh núi Tịch Liêu, lộ tích hương trần, gió đêm nhẹ phất. Một mảnh hoa quang chiếu sáng, nhìn tinh hồng một chút, tươi như hoa đào. Nhớ tới hai người mới vừa rồi triền miên, có loại cảm giác như sương như mộng. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, lai như xuân mộng kỳ đa thì, khứ tự chiêu vân vô mịch sử. Hắn khẽ ngâm, Lý Vân Tiêu cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, bất tiện đi gặp Đinh Linh Nhi, phất ống tay áo một cái, ra khỏi giới thần bia. Cửu giai chiến hạm ở trên Bắc Hải chạy hết tốc lực, hơn 10 người rốt cục trở lại hải vực trước đây đánh với thiên minh một trận. Lúc đó nơi đây thiên băng địa liệt, nước biển trưng khô, phương viên mấy ngàn dặm sinh linh diệt hết. Hiện tại liếc nhìn, tựa hồ khôi phục bình thường, nhưng ở dưới thần thức của cao thủ quét nhìn, liền có thể phát hiện nơi này bất đồng, đó chính là tĩnh mịch, phạm vi trên trăm dặm không có bất luận sinh linh gì, phàm là sinh vật biển theo nước biển phiêu lưu tới, đều tử vong. Tô Liên Y cả kinh nói, trong nước biển còn đại lượng khí tức hỗn loạn, trong đó nghiêm trọng nhất là ma khí cùng độc khí, sợ là rất nhiều năm sau cũng không có một ngọn cỏ, cá tôm không thể tồn tại. Lý Vân Tiêu nói, ở dưới chiến lực đỉnh phong, di sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di là sự tình thường có, trong thiên vũ giới, bao nhiêu địa mạo biến hóa đều là do chiến lực đỉnh phong đưa đến. Ta lúc này chỉ quan tâm Bích Lạc Tông ở đâu. Tô Liên Y nói. Các loại khí tức hỗn loạn tản ra, trong phương viên mấy ngàn dặm, ngay cả sinh linh cũng không có, biển rộng mang mang, giống như lao tù. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đi Đại Luân Đảo A, chỗ đó cũng có thể tìm ra nơi ở của Bích Lạc Tông,
còn thi sát tông hiện tại làm sao, cũng có thể đồng thời nghe được. Cửu giai chiến hạm lập tức quay đầu, đi phương hướng Đại Luân Đảo. Mấy ngày sau, chiến hạm lái vào hải vực của Đại Luân Đảo, lập tức đã bị giám thị, bị mấy đạo thần thức tập trung. Sau đó một đạo nhân ảnh chạy như bay tới, cao giọng nói. Người tới từ phương nào? Lý Vân Tiêu đối với Tô Liên Y nói. Người đi ứng phó bọn họ đi, sau khi thỏa đáng trực tiếp gặp lại ở trên đảo, ta đi trước một bước. Tô Liên Y đáp. Vâng. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, lập tức tiêu thất ở trên chiến hạm. Đạo nhân ảnh phía ngoài kia đột nhiên nhíu mày, đồng tử co rút lại, vừa rồi hắn tựa hồ nhận thấy có nguyên lực ba động. Hình như có một đạo thanh mang lóe lên mà qua, nhưng lại không dám xác định, bởi vì quá không chân thật. Hắn nghi ngờ nhìn lại mọi nơi, vẫn không có phát hiện dị dạng. Lúc này trên chiến hạm, một cung trang mỹ phụ chậm rãi bay ra, mặt mang nụ cười nói. Kẻ hèn này là Thiên Vũ Đại Lục, thiên nhất các chủ Tô Liên Y, có chuyện đến Đại Luân Đảo, xin đại nhân của thiên tiệm nhai dàn xếp. Người nọ gật đầu nói. Thu hồi chiến hạm. Theo ta xuống phía dưới đăng ký. Lý Vân Tiêu trực tiếp thuấn di ở trên đảo, mấy cái lóe người, liền xuất hiện ở trong cứ điểm của Bích Lạc Tông. Trước cửa có chút vắng vẻ, thần thức đảo qua cứ điểm, bên trong chỉ có 20-30 người, hơn nữa thực lực cao nhất là một gã tam tinh vũ hoàng. Đem các hạng doanh mục tháng này toàn bộ kết toán ra, ngày mai triệu tập mọi người họp. Tên vũ hoàng kia phất phất tay nói. Đều tự mang đi thôi. Trước người hắn đứng năm tên bộ dáng quản gia, đều cúi đầu khom lưng, trước sau rời đi, chỉ có một gã còn đứng ở đó không động. Vũ Hoàng nói, Trương quản sự, còn có chuyện gì sao? Trương quản sự nhìn tả hữu một cái, thấp giọng nói. Đại nhân, dù sao nơi đây bị Bích Lạc Tông từ bỏ, cách thời hạn mướn còn 2 năm thời gian, không bằng đem ở đây chuyển thuê. Trong mắt Vũ Hoàng xẹt qua một tia sáng, ngưng thanh nói. Cho thuê lại đích xác có thể tránh lãng phí, chỉ là sự tình khẩn cấp, đi nơi nào tìm người đây. Hơn nữa nếu bị tông môn biết, mặc dù là ta cũng chịu không nổi. Trương quản sự cười hắc hắc nói. Ta có chất tử chuyên ở Thiên Vũ Đại Lục cùng Đại Luân Đảo buôn bán, cái cứ điểm này có khả năng chuyển cho cháu ta mướn, dù sao Bích Lạc Tông muốn triệt để ẩn nấp, cũng sẽ không biết. Mà chỗ thiên tiệm nhai, đại nhân đưa chút ít tiền, như vậy cháu ta liền danh chính ngôn thuận. Về phần giá cả, cháu ta nguyện ra 50 ức trung phẩm nguyên thạch mướn thời gian còn lại. Vũ Hoàng kia động tâm, nhưng vẫn như cũ cười lạnh nói. 50 ức, hừ, Trương quản sự, không nghĩ ngươi làm ăn như thế, án giá cả bình thường, chí ít cũng phải 300 ức mới được. Trương quản sự cười nói. Nếu có 300 ức, cháu ta liền trực tiếp tìm thiên tiệm nhai mướn rồi. Vũ Hoàng hừ lạnh nói. Đó cũng không phải là 50 ức liền được. Chỉ ít cũng 200 ức. Trong lòng Trương quản sự thầm mắng không ngớt, lộ ra dáng vẻ đắn đo, lắc đầu liên tục nói. Ai, nếu như vậy, ai có thể thuê nổi a? Cháu ta nào có nhiều tiền như vậy? Mà thôi. Hắn xoay người liền muốn ly khai. A, chậm đã. Vũ Hoàng vội vàng gọi hắn lại nói. Giá cả vẫn có thể thương nghị, người cũng biết, hiện tại nơi đây là do một mình ta làm chủ. Nội tâm Trương quản sự cười nhạt không ngớt, biết người trước mắt này ngày mai sẽ phải quay về Bích Lạc Tông, nếu không thể ký tên chuyển mướn, một khối nguyên thạch cũng lấy không được, hiện tại từ trên trời rơi xuống đống tiền, sợ là từ lâu đã tâm hoa nộ phóng, vui không tự kiềm hãm được, chỉ là lòng tham không đáy, muốn gõ xuống chỗ tốt mà thôi. Vũ Hoàng thấy hắn ngừng lại, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói. 50 ức thật sự là quá ít, làm sao cũng thêm một chút a. Trương quản sự cười nói. Ta về hỏi ý cháu ta đã. Ai, ngươi cũng biết, sáng ngày mai ta phải lên đường, cháu ngươi còn muốn mướn liền không thể nào. Vũ Hoàng vội vàng ngăn lại hắn. Trương quản sự nói. Giá tiền này. Nội tâm hắn một trận đắc ý, đối phương là Vũ Si chỉ biết tu luyện, mua bán sao có thể là đối thủ của những thương nhân bọn hắn. Vũ Hoàng tựa hồ cho mặt mũi, cắn răng nói. 50 ức đích thật quá ít. Trương quản sự ngươi thêm một chút, tùy tiện thêm vào, ta thấy được mà nói liền thành giao. Trương quản sự tới lui vài bước, trầm ngâm bất định nói. Lại thêm 2 ức đi. Hảo, 2 ức liền 2 ức. Vũ Hoàng một ngụm xác định, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, tâm hoa nộ phóng.
Trương quản sự vội vàng lấy ra một cái túi đựng đồ, lại lấy ra một phần công văn bằng bạch kim chế tạo, đặt ở trước bàn nói. Vậy đại nhân liền đóng dấu đi. Vũ Hoàng sửng sốt một chút nói. Nguyên lai người sớm đã chuẩn bị xong. Trương quản sự cười nói. Đại nhân ngày mai sẽ rời khỏi, tự nhiên là phải nắm chặt. Trong lòng Vũ Hoàng khó chịu, biết mình bị thua thiệt, nhưng nghĩ lại, đây cũng là bút tiền của Phi Nghĩa, vì vậy rất sảng khoái đóng dấu. Công văn dâng lên một tầng huyết quang, sau đó ngưng tụ thành một phù hiệu, lóe lên liền biến mất, giao dịch rốt cuộc hoàn thành. Trương quản sự mừng rỡ thu hồi công văn, cười nói. Thời điểm không còn sớm, đại nhân sớm nghỉ ngơi một chút, thuộc hạ xin cáo lui. Vũ Hoàng kiểm lại nguyên thạch, cũng kích động không thôi, liên tục phất tay nói. Đi xuống đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Đợi Trương quản sự rời đi, tên Vũ Hoàng này nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha, hắc. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, chỉ thấy trong phòng chẳng biết lúc nào sinh ra một đạo thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở trước mình, thần sắc lạnh nhạt uống trà thơm, phảng phất đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Vũ Hoàng hoảng sợ. Lập tức biết cao nhân tới, hơn nữa việc vừa rồi khẳng định rơi vào trong mắt người này, không khỏi có chút sợ, rung giọng nói. Ngươi là người phương nào? Người trước mắt hết sức trẻ tuổi đến để cho hắn nghĩ không phải là cao thủ. Ân chỉ ở đâu? Người nọ mở miệng nói một câu, thiếu chút nữa để cho hắn quỳ xuống. Sau khi run run vài cái, mới đứng vững thân hình nói. Ngươi, ngài muốn tìm tông chủ đại nhân, thực sự xin lỗi. Kẻ hèn này chức vị thấp, sao có thể biết hành tích của tông chủ đại nhân? Người nọ chính là Lý Vân Tiêu, hắn gật đầu nói. Tông môn Bích Lạc Tông ở đâu? Người dẫn ta đi. Cái này. Vũ Hoàng kia vội nói. Nhất định phải có truyền tống tọa độ mới có thể đi qua, nhưng mà tông môn ở mấy ngày trước đã thi triển đại thần thông, đem tọa độ từ trong hải vực xóa đi, hiện tại không người có thể tìm, cùng tọa độ vốn có toàn bộ mất đi hiệu lực. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong mắt bắn ra hàn mang nói. Ý của ngươi là, hiện tại ai cũng tìm không được tông môn của Bích Lạc Tông. Vũ Hoàng bị ánh mắt của hắn đảo qua, linh hồn như rơi vào vực sâu không đáy, sợ đến tại chỗ phù phù quỳ xuống, khóc ròng nói. Ta không biết a, tiểu nhân vật như ta là tìm không được. Hơn nữa ta cũng không thể quay về tông môn, mấy ngày trước thượng cấp cho ta một khoản nguyên thạch. Để cho ta đi Thiên Vũ Đại Lục lập một phân bộ. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhìn ra được hắn không nói dối, chân mày nhíu sâu hơn. Xem ra ân chỉ là sợ hắn trở về báo thù, cho nên trước thời gian đem toàn bộ tông môn ẩn giấu đi, cái này cũng có chút khí phách. Nếu Bích Lạc Tông triệt để ẩn đi mà nói, Tiểu Hồng hơn phân nửa là không xong, muốn đợi Tiểu Hồng hiện thân, chẳng biết là năm nào tháng nào. Cảnh Thất thì sao? Cảnh Thất, Cảnh Thất đại nhân. Không biết, tiểu nhân cái gì cũng không biết, ô, đại nhân nghìn vạn lần không nên giết ta là thật không biết, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tất cả nguyên thạch ta nguyện ý dâng hiến cho đại nhân. Vũ Hoàng sợ đến nước mắt nước mũi chảy ra, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn không dám dùng nguyên lực chống đối, rất nhanh thì đem cái trán dập phá, tiên huyết chảy đầy đất. Dập đầu một lúc, lại không thấy bất luận động tĩnh gì, đợi lần thứ hai ngẩng đầu lên. Đâu còn cái bóng của Lý Vân Tiêu. Đột nhiên ngoài cửa Trương quản sự đi đến, thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi sửng sốt nói. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Vũ Hoàng lau mồ hôi lạnh nói. Không cẩn thận té ngã, tại sao ngươi lại trở về? Trương quản sự lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi đến, nói. Ta vừa nghĩ tới một việc, đại nhân để cho chúng ta ở Thiên Vũ Đại Lục tìm khối Linh Sơn Bảo Địa. Cháu ta nói có một nơi cũng không tệ lắm. Nga, vậy ngươi nhanh thay ta làm tốt ha. Vũ Hoàng phất phất tay, trong lòng vui sướng đã sớm sợ đến hoàn toàn không có, cảm giác sợ hãi đến bây giờ còn lái đi không được, chỉ cảm thấy cả người đều ướt đẫm mồ hôi, nói. Ta thật muốn nghỉ ngơi, không nên đến quấy rầy ta. Lý Vân Tiêu ly khai cứ điểm Bích Lạc Tông, liền thu được Tô Liên Y đưa tin. Hai người rất nhanh gặp mặt. Tô Liên Y vừa thấy hình dạng của Lý Vân Tiêu, liền đoán được 7-8 phần, nói. Bích Lạc Tông chạy thoát. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lần này sợ là triệt để ẩn đột, muốn tìm ra mà nói dường như rất khó. Tô Liên Y nói. Nếu bọn họ một lòng ẩn đột,
tứ hải to lớn đích xác rất khó tìm. Nếu không phải, vậy sớm muộn cũng sẽ lộ ra hành tích. Lý Vân Tiêu nói, chỉ có thể nghĩ như vậy, bất động quy lâm của cảnh thất đều ở trong trận kia bị phá hủy, ta cũng không tin hắn chịu được, còn vĩnh sinh chi giới không lâu sau sẽ mở ra, hai người này thật có thể chịu được sao? Tô Liên Y nói, vừa rồi thời điểm ta ở Đại Luân Đảo ghi danh, nghe được một tin tức, lãnh đời tông môn đã bắt đầu cùng Vạn Nhất Thiên mưu đồ đoạt lại Thương Minh. Bọn họ xem thực lực ta không tệ, còn nghĩ mời chào ta vào, vì vậy mới tiết lộ chút tin tức, chẳng biết Vân Thiếu có hứng thú không? Lý Vân Tiêu nói, chuyện Thương Minh trước để cho Vạn Nhất Thiên quan tâm đi thôi, nếu mượn tay lãnh đời tông môn vẫn không thể đoạt lại Thương Minh, vậy thì không còn dùng được. Tuy ta cũng có ý đối phó Đinh Sơn, nhưng còn chuyện trọng yếu hơn, Đinh Sơn để Vạn Nhất Thiên giải quyết đi. Tô Liên Y hỏi, chuyện trọng yếu hơn, chẳng biết Vân Thiếu ý chỉ. Lý Vân Tiêu đang muốn trả lời, chợt thấy một người vội vàng chạy tới, vài bước đã tới trước mặt hai người, hành lễ nói. Các hạ là Lý Vân Tiêu đại nhân. Lý Vân Tiêu vừa nhìn phục sức của người này, còn có tiêu ký trên người, nhất thời biết thân phận người này, nói. Long Nha Sơn Trang thực sự là tin tức linh thông, ta mới vừa đến đã tìm tới. Người kia vui mừng nói. Quả nhiên là Vân Tiêu đại nhân, kẻ hèn này là tín sứ của Long Nha Sơn Trang, gặp qua đại nhân. Mong đại nhân có thể đi Sơn Trang ta tụ họp một chút, trang chủ đại nhân đã chờ đợi nhiều ngày. Hắn rất sợ Lý Vân Tiêu không đi, còn bổ sung nói. Để tìm đại nhân, toàn bộ tổ tình báo của Sơn Trang chúng ta xuất động. Mỗi ngày 12 canh giờ không gián đoạn tìm hiểu chung quanh, lúc này mới có thể ở trước tiên biết chỗ của đại nhân. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ta cùng Tuyệt Thiên Hàn không có giao tình, hắn tìm ta làm chi? Chớ không phải là muốn chém ta chứ? Người nọ lại càng hoảng sợ, cười khổ nói. Đại nhân thật biết nói đùa, trang chủ đại nhân là thành tâm thành ý mời, mong Vân Tiêu đại nhân có thể đi một chuyến. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, đã như vậy. Ta liền theo ngươi đi xem trong hồ lô của Tuyệt Thiên Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thiên hạ này nơi nào cũng có thể tùy ý đi. Người kia vui mừng, tìm được và mang Lý Vân Tiêu về đó là một công lớn, vội vàng ở phía trước dẫn đường, rất sợ hai người đổi ý. Lý Vân Tiêu cũng muốn đi Long Nha Sơn Trang tìm hiểu chuyện của Ngô Đại Thành, bằng không hắn mới không có thời gian rảnh rỗi phản ứng Tuyệt Thiên Hàn. Hai người rất nhanh được đưa tới nơi dùng chân của Long Nha Sơn Trang, người phụ trách nơi đây tự mình ra nghênh tiếp, đồng thời trước tiên thông chi thượng cấp. Rất nhanh liền tiến nhập truyền tống trận, mấy canh giờ sau, hai người xuất hiện ở trên một hòn đảo. Toàn bộ đảo nhỏ như là một ngọn núi cao, từ dưới nhìn lên, dọc theo sơn thế tràn đầy kiến trúc, có chút giống thiên lĩnh Long Gia, nhưng không có nguy nga như thiên lĩnh. Lý Vân Tiêu nói. Long Nha Sơn Trang không phải tương truyền xây dựng ở trên một cái răng lớn sao, đảo này phi thường phổ thông a. Người phụ trách cũng tự mình đưa tiễn mà đến, cười nói. Trên đời làm sao có Long Nha lớn như vậy, Long Nha đích thật là có, hơn nữa tương truyền là răng chân long, cũng không biết thật giả, là trấn trang chi bảo của Sơn Trang ta. Chân long chi sỉ. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, nếu thật là chân long chi sỉ, vậy vật này không phải là long bảo đơn giản như vậy. Nói long bảo chẳng qua là long tộc thập phương thần cảnh để lại thân thể hài cốt, mà chân long hài cốt lại không phải là một cấp bậc. Thanh âm của Sa Vưu truyền đến, có chút kích động nói. Mau đi xem long nha một chút, nếu thật là chân long liền đoạt lấy. Lý Vân Tiêu truyền âm nói. Văn minh một chút, chúng ta đều là người đọc sách, không nên hơi một tí liền dùng chữ đoạt, có thể nói mượn a. Đúng đúng đúng, mượn, chính là mượn. Nếu thật là chân long chi sỉ, liền mượn dùng mấy trăm năm a. Sa Vưu gào gào nói. Hắn bây giờ tu luyện cũng dừng ở bình cảnh, cần tiến một bước phải có cơ duyên, vốn cho là chân long bí tàng sẽ ở long vực, nhưng chỉ là một chữ vật không gian mà thôi, hoàn toàn thất vọng. Lý Vân Tiêu nói. Xem trước một chút đi, Sơn Trang chưa chắc có vật tốt như vậy. Đột nhiên một thanh âm cao vút truyền đến, cười to nói. Ha ha. Vân Tiêu công tử, người thật khiến ta nhớ chết a. Một đạo quang mang lăng liệt phá không mà đến, ở trên không trung đình trệ, dần dần hóa thành thân ảnh của Tuyệt Thiên Hàn, phi thân rơi xuống, trực tiếp ôm lấy Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu có chút không nói rõ được, nghiêng người một cái liền tránh khỏi, vươn tay ra ngăn hắn lại nói.
Đại nhân nhiệt tình như vậy, thực sự làm ta có chút sợ, vẫn là trước nói rõ đi. Tuyệt Thiên Hàn tuy là mặt tươi cười, nhưng nhìn ra thập phần sầu lo, khổ sở nói. Vân Tiêu công tử khoái nhân khoái ngữ, ta liền đi thẳng vào vấn đề, chỉ là nơi đây không phải chỗ nói chuyện, theo ta vào trong trang đi. Hắn không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Lý Vân Tiêu cùng Tô Liên Y hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Ở trên ngọn núi cao nhất đảo nhỏ, có một tòa cung điện kim bích huy hoàng, phảng phất ẩn vào đám mây. Tuyệt Thiên Hàn từ lâu thiết yến, mang lên các loại quỳnh tương linh quả. Hắn ngồi ở thủ tọa, cũng không mời rượu, mà là tự rót tự uống, tiếng thở dài không ngừng. Lý Vân Tiêu cùng Tô Liên Y ngồi ở dưới, còn có một đôi song bào thai tỉ muội xinh đẹp như hoa bồi ở phía bên phải, khuôn mặt hai người lo nghĩ, tiểu tụy không thể tả, không nói một lời. Bầu không khí trong điện có chút áp lực, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe tiếng khóc nhỏ của hai tỉ muội. Trận thế này, Lý Vân Tiêu vừa thấy liền hiểu được, mỉm cười nói. Đại nhân đến cùng có chuyện phiền não gì, chẳng lẽ là vì Ngô Đại Thành? Cánh tay Tuyệt Thiên Hàn chấn động, cầm không được chén rượu, làm nó đổ ở trên bàn. Hai tỉ muội cũng ngừng khóc, ngẩng đầu lên, hai mắt đều đỏ bừng. Tuyệt Thiên Hàn vội nói. Chính phải, Vân Tiêu công tử quả nhiên liệu sự như thần, công tử có biết Ngô Đại Thành hiện ở nơi nào không? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, người cũng cho hai nữ nhi chạy tới khóc, nếu ta còn đoán không được, vậy chỉ số thông minh của ta không phải quá bình thường sao? Hắn giả vờ kỳ quái nói. Ngô Đại Thành là rể hiền của đại nhân, sao hỏi tới ta? Tuyệt Thiên Hàn kêu khổ không ngừng, than thở nói. Hắn rốt cuộc là vẫn phải chết. Ai, ai, mỗi ngày gặp hai ái nữ lấy nước mắt rửa mặt, ta đây làm cha tim như đao cắt a. Ô ô ô, hai mỹ nữ lần thứ hai ô ô, lấy khăn che mặt. Tuyệt Thiên Hàn nói. Lúc đó chuyện trong Vân Thê Đại Trận, mong Vân Tiêu công tử có thể thuật lại, không hề giấu giếm nói cho ta biết. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút nói. Lúc đó trong đại trận, ta cũng không có gặp hắn. Hơn nữa lúc đó ta còn cố ý tìm người này, lại không có bất luận đầu mối. Nói cách khác sau khi tiến nhập đại trận không lâu, hắn liền tiêu thất. Tiêu thất, lấy suy đoán của Vân Tiêu công tử, hắn sống hay chết? Trong mắt Tuyệt Thiên Hàn lóe lên một tia tinh mang, vội vàng hỏi. Lý Vân Tiêu tránh không đáp, mà là cười nói. Chết thì sao, sống thì sao? Đại nhân là lo lắng cho nữ nhi của mình sao? Tuyệt Thiên Hàn nghiêm mặt nói. Tự nhiên, hắn nói như thế nào cũng là con rể của Long Nha Sơn Trang ta há có thể không quan tâm. Lý Vân Tiêu như thực chất nói. Lấy chân long pháp thân của hắn, ở trong hoàn cảnh đó, người có thể giết hắn không nhiều, lấy cái nhìn của ta, hơn phân nửa là chạy thoát. Chạy thoát sao? Tuyệt Thiên Hàn trầm ngâm, trong mắt lóe ra thần sắc bất định, tựa hồ rất có tâm sự. Hai nữ nhi càng khóc lớn hơn. Tỷ tỷ khóc ròng nói. Xem ra hắn là ghét bỏ tỷ muội chúng ta, nói những lời kia tất cả đều là giả, lừa đảo, mười phần lường gạt. Hai tỷ muội ôm nhau mà khóc, khóc thương tâm gần chết. Tuyệt Thiên Hàn có chút không nhịn được, vỗ bàn một cái quát. Khóc cái gì, đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ bắt hắn trở lại cho các ngươi. Tuyệt Thiên Hàn lại hỏi. Chẳng biết Ngô Đại Thành cùng Vân Tiêu công tử có sâu xa gì, vì sao hắn phải giả mạo ngươi? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Việc này ta cũng rất muốn biết, nói ra cũng kỳ quái. Hắn lập tức đem việc ở Vĩnh Tương Thành năm đó nói ra. Tuyệt Thiên Hàn nghe mà vẻ mặt dại ra, lỗ mãng nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chỉ đơn giản như vậy, lẽ nào đại nhân đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả? Nếu như vậy, sao đem hai ái nữ gả cho hắn, thật là làm bản thiếu không thể tin. Hắn hoài nghi hỏi. Tuyệt Thiên Hàn trầm mặc, gương mặt tâm sự, trầm ngâm bất định. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Hơn nữa lúc đó ở Vĩnh Tương Thành, hắn tuyệt không có lợi hại như hiện tại, thực lực này chắc là trong khoảng thời gian đó tăng lên. Đặc biệt là chân long pháp thân, có người nói không phải là long duệ căn bản không luyện thành được. Tuyệt Thiên Hàn tựa hồ hạ quyết tâm nói. Nếu công tử cũng biết chân long pháp thân, liền không có gì đáng giấu giếm, công tử đi theo ta. Hắn lập tức đứng dậy, mang theo hai người ly khai đại điện, ở trong sơn trang đi nửa canh giờ, đi qua hơn 10 đạo hành lang gấp khúc, mới đến một gian mật thất. Bên trong thập phần rộng rãi, vừa vào bên trong,
Lý Vân Tiêu cùng Tô Liên Y lại càng hoảng sợ. Đập vào mi mắt là một tòa điêu khắc hình rồng thật to, kéo dài vài dặm, rất sống động, tuy là giả, nhưng khí thế kia áp bức mà đến. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Nghĩ không ra đại nhân có hứng thú như vậy, làm ra một bức tượng lớn thế kia. Tuyệt Thiên Hàn hướng về phía Long Thân nhìn một chút, nói. Ngươi cho rằng đây là ta làm. Lý Vân Tiêu nói. Chẳng lẽ là tiền bối của Long Nha Sơn Trang lưu lại? Tuyệt Thiên Hàn nói. Có khả năng nói như vậy, nhưng mà không hoàn toàn đúng. Long Thân này đích thật là từ rất lâu trước đây bảo tồn xuống, nhưng nó không phải do người tạo, mà là thiên địa tạo thành. Thiên địa hình thành. Trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói. Ngưng tụ chân long thất bại. Không có khả năng, không có khả năng a. Tuyệt Thiên Hàn nói. Vì sao không có khả năng? Chân long vốn là thiên địa tinh hoa ngưng tụ thành, nhưng mỗi một thời đại chỉ có thể có một chân long tồn tại. Thượng cổ chân long vẫn lạc đã vô số năm, thiên địa lần thứ hai dựng dục long thân có gì kỳ quái? Bằng không trên đời này ở đâu ra long tinh? Long tinh là sau khi thiên địa dựng dục chân long thất bại, sản sinh vô thượng chân bảo ẩn chứa long lực. Lý Vân Tiêu hơi nhắm mắt lại, cảm thụ cổ long tức kia, sau đó mở mắt ra, nguyệt đồng hiện lên, ánh sáng xuyên thấu đi qua, chỉ thấy trong long thân có tứ chi bách hài, chu thiên kinh mạch, đầy đủ mọi thứ, đích xác không thể nào là do người chế tạo. Thế nhưng long tức này sao yếu ớt như vậy? Nếu thật là hóa long thất bại, đây chính là một chỗ cự phú a. Hắn cảm khái nói. Tuyệt Thiên Hàn cười khổ nói. Hóa long cũng chia rất nhiều giai đoạn, tiến vào tương đối sâu thất bại, mới có long tinh xuất hiện. Cự long này chắc là rất sớm liền thất bại. Lý Vân Tiêu nói. Đó cũng là vật khó gặp. Tuyệt Thiên Hàn nói. Không sai, toàn bộ Long Nha Sơn Trang lấy long thân này làm trận nhãn, tạo thành một tòa tụ linh đảo, đem linh khí bốn phương cuồn cuộn không ngừng thu nạp đến. Lý Vân Tiêu nói. Nga, mặc dù đảo này linh khí rất mạnh, nhưng ta vẫn chưa cảm thụ được trận lực ba động, cũng không thấy có hiện tượng tụ linh. Chẳng lẽ là nối thẳng đáy biển, từ dưới mà lên? Tuyệt Thiên Hàn thở dài một hơi nói. Vân Tiêu công tử gặp qua Long Sỉ chưa? Lý Vân Tiêu sớm liền phát hiện, chỗ đó bày đặt một khối cung phụng bài, trên có bốn chữ nhỏ kim sắc, Hạo Sỉ Nhật Nguyệt. Đồng tử của hắn hơi co lại nói. Chẳng lẽ tương truyền là thật? Long Nha Sơn Trang thật là một quả chân long chi sỉ. Tuyệt Thiên Hàn nói. Phải. Hai tay Lý Vân Tiêu siết chặt, tâm tình có chút sóng gió nổi lên, Sa Vưu cũng cười như điên nói. Ha ha, mượn, nhanh mượn dùng một chút. Tuyệt Thiên Hàn nhìn hắn một cái nói. Đáng tiếc Hạo Sỉ Nhật Nguyệt bị Ngô Đại Thành cầm đi. Mặc dù Lý Vân Tiêu đoán được vài phần, nhưng vẫn là dị thường giật mình nói. Vật chân quý như thế. Sao đại nhân yên tâm cho mượn? Tuyệt Thiên Hàn than thở. Thực không dám đấu giếm, Hạo Sỉ Nhật Nguyệt ở trong tay Long Nha Sơn Trang đã rất lâu rồi, nhưng mà thủy chung là làm mắt trận, dùng để ngưng tụ linh khí, Ngô Đại Thành chẳng biết tại sao, có thể phát huy chân long lực trên Hạo Sỉ, thi triển ra chân long pháp thân mà công tử trước đã gặp. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nguyên lai lịch pháp thân kia là như thế này, hắn rốt cuộc có bí mật gì? Có thể hoàn toàn nắm chân long tàn khu trong tay. Tuyệt Thiên Hàn lo lắng nói. Đây cũng là ta muốn biết, vì lần vũ quyết này thủ thắng, ta mới để cho hắn đem Hạo Sỉ Nhật Nguyệt mang ở trên người, nhưng không nghĩ trực tiếp mất tích. Việc này quá mức trọng đại, ngoại trừ nữ nhi của ta ra, thì không có người nào biết nữa. Nếu không tìm Hạo Sỉ Nhật Nguyệt về, tụ linh trận này công hiệu sẽ từ từ suy giảm, cuối cùng khô kiệt. Toàn bộ Long Nha Sơn Trang cũng xong rồi. Lý Vân Tiêu nói, cũng bởi vì hắn có thể nắm chân long chi sỉ trong tay, đại nhân mới để mắt hắn như vậy, chậc chậc. Trong giọng nói tràn đầy châm chọc, Tuyệt Thiên Hàn nói, ta đích xác có chút sơ suất, nhưng nếu chọn lại một lần nữa mà nói, ta vẫn như cũ sẽ để cho hai nữ nhân gả cho hắn, nghĩ hết biện pháp mượn hơi người này. Không chỉ là bởi vì lực lượng trên Hạo Sỉ, còn có bên trong ẩn chứa thiên đạo lĩnh ngộ. Chân long là nạp thiên địa tinh hoa mà sinh. Tự ngưng giới lực, mặc dù là một cái răng, cũng ẩn chứa thiên đạo thuần túy nhất, nếu như có thể khám phá, chỗ tốt không thể đánh giá. Lời này nói xong, Lý Vân Tiêu cũng động tâm. Sa Vưu cũng kích động hét lớn. Nhất định phải tìm Ngô Đại Thành ra, tuyệt không có thể tiện nghi tiểu tử kia. Di hài của chân long đại nhân,
phải nắm giữ ở trong tay Long Duệ như ta mới đúng, bằng không là một loại vũ nhục. Lý Vân Tiêu than thở. Đáng tiếc Ngô Đại Thành đã thất tung, lai lịch người này vốn không rõ, thiên địa to lớn còn có thể tìm như thế nào. Đột nhiên Tuyệt Thiên Hàn bấm niệm thần chú, một đạo hồng mang bắn vào trong Long Trủy, rơi vào trên cung phụng bài. Bốn chữ Hạo Sỉ Nhật Nguyệt tản mát ra một mảnh kim mang, chậm rãi bắn ra một đạo hư ảnh, ở trên không trung chậm rãi rõ ràng. Ở trong một mảnh vũ khí mù mịt, một cái răng trắng noãn hiện ra ở trước mắt mấy người, như là bạch cốt tùm, mặc dù chỉ là chiếu hình, nhưng cũng có loại cảm giác chấn nhiếp nhân tâm. Chân Long Di Hài, đây tuyệt đối là chân long tiếc nuối. Sa Vưu điên cuồng kêu lên, kích động có chút nổ tung. Lý Vân Tiêu cũng biết cái này nhất định là thực sự, cái loại uy lực cuồn cuộn này, tuyệt đối là mô phỏng không ra, rộng rãi giống như thiên địa. Tuyệt Thiên Hàn nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, lúc này công tử thấy chiếu hình, cũng không phải là ảo ảnh, mà là từ Hạo Sỉ thật chiếu hình tới. Cái gì? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, lập tức hiểu rõ ra nói. Thiên lý truy tung thuật. Tuyệt Thiên Hàn gật đầu nói. Chí bảo trọng yếu như chân long chi sỉ, đương nhiên phải có thủ đoạn đặc biệt bảo vệ. Các đời tổ tiên đều ở trên Hạo Sỉ để lại chút vết tích, mặc dù Ngô Đại Thành biết, nhưng lấy lực lượng của hắn còn chưa đủ để xóa đi. Cho nên ta còn có biện pháp cảm giác được Hạo Sỉ tồn tại. Lý Vân Tiêu nói. Đã như vậy, sao đại nhân không nhanh truy tìm? Tuyệt Thiên Hàn nói. Đây cũng chính là vấn đề, mặc dù ta có thể cảm giác Hạo Sỉ, lại không thể định vị nó. Ban đầu ta lo lắng là Ngô Đại Thành sinh tử, sợ hắn chết ở không gian kỳ dị nào đó, mới làm cho Hạo Sỉ định vị mất đi hiệu lực, hiện tại xem ra là hắn cố ý gây nên. Có thể quấy rầy không gian định vị thuật, chắc chắn là đại thần thông, cho dù Ngô Đại Thành có khả năng hỗn loạn nhất thời, cũng không quấy rầy được một đời a. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Đây cũng là địa phương ta kỳ quái, đã giám sát một tháng thời gian, đều là như vậy, chỉ có thể bắn ra ảnh hưởng. Lại không thể tìm được không gian tọa độ. Đây là việc chưa bao giờ có, nhất định là Ngô Đại Thành động tay chân gì. Tuyệt Thiên Hàn căm giận nói, trong mắt chớp động sát khí cùng lửa giận. Lý Vân Tiêu kéo tay ôm ngực, vuốt cằm, tỉ mỉ trầm ngâm nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta thật ra nhớ tới một việc, hiện tại hầu như có thể kết luận. Tuyệt Thiên Hàn nói. Chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. 10 kiện chí bảo trong chân long bí tàng. Có một vật nhất định là Ngô Đại Thành cầm đi. À, cái này, điều này sao có thể? Tuyệt Thiên Hàn thất kinh, hoàn toàn không thể tin. Lý Vân Tiêu nói. Cái này giải thích thông, trong 10 kiện chí bảo có một vật tên là Vũ Quang Bàn, chính là huyền khí chí cường nắm không gian trong tay, Hạo Sỉ Nhật Nguyệt vô cùng có khả năng để ở trong Vũ Quang Bàn, lúc này mới có thể đơn giản xóa đi tọa độ. Tuyệt Thiên Hàn kinh ngạc nói. Vật ấy ta cũng biết. Vân Tiêu công tử vừa nói như vậy, ta nhất thời giải thích nghi hoặc. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu nói. Muốn tìm tung tích của Ngô Đại Thành, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ là. Chỉ là cái gì, chỉ cần có thể tìm được Ngô Đại Thành, Long Nha Sơn Trang liền vĩnh viễn thiếu Vân Tiêu công tử một cái thiên đại nhân tình. Tuyệt Thiên Hàn vừa vội vừa vui, mặc kệ Lý Vân Tiêu khai ra điều kiện gì, hắn cũng phải đáp ứng. Cho dù lại muốn nữ nhi của hắn, cũng sẽ gả cho hắn. Lý Vân Tiêu nói, việc này ta phải cùng một bằng hữu thương lượng một chút. Mi tâm hắn chớp động quang mang, thân ảnh của Sa Vưu lập tức nổi lên ở bên người. Trong lòng Tuyệt Thiên Hàn cự chiến, mặc dù biết hắn có thánh khí trong người, nhưng chính mắt thấy được lại là một phen cảnh tượng khác. Sa Vưu hiện thân, hai mắt nhìn long thân, thật lâu không thể di chuyển, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cảm giác để cho hắn chấn động, phảng phất đặt mình trong thiên địa tạo hóa thần kỳ, không thể tự kiềm chế. Ba người cũng không quấy rầy hắn, lặng lặng đứng ở một bên đợi. Hồi lâu, Sa Vưu mới thở ra một hơi thật dài, nhưng trên người có một cổ long nguyên không ngừng lưu chuyển, lân giáp ở trên thân thể chiết xạ ra quang mang màu xanh, như đổi mới hoàn toàn. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Ha ha, đột phá. Sa Vưu lắc đầu nói. Nào có đơn giản như vậy, vẫn kém xa lắc, nhưng nếu có Hạo Sỉ ở đây, tạo hóa chi lực kia sẽ càng mạnh, xác suất ta đột phá liền cực lớn. Trong lòng Tuyệt Thiên Hàn rung mạnh, người trước mắt này là siêu phàm nhập thánh không giả, hơn nữa còn mơ hồ trên bản thân,
hắn nói đột phá, ở dưới phiến bầu trời này cũng chỉ có cảnh giới cuối cùng. Đăng phong tạo cực. Hắn nhất thời hoảng hốt, vội vàng chắp tay nói. Vị đại nhân này là... Lý Vân Tiêu nói. Bằng hữu của ta Sa Vưu, hắn cũng là Long Duệ, có lẽ có biện pháp cảm giác được chỗ của Hạo Sỉ. Sa Vưu chừng hắn một cái, hừ nói. Ngươi cũng quá coi trọng ta, nếu có thể cảm giác mà nói, đã sớm lên Long Nha Sơn Trang, nhưng tìm Ngô Đại Thành ta thật ra có cái chủ ý, có thể tính thông. Tuyệt Thiên Hàn vội nói. Chỉ cần có thể tìm được Ngô Đại Thành, Tuyệt Thiên Hàn vô cùng cảm kích. Hừ. Sa Vưu hừ nhẹ một tiếng, nội tâm thầm nghĩ, cảm kích cũng không cần, đem Long Sỉ giao cho bổn tọa là được rồi, ha ha. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, chỉ là nói. Nếu Ngô Đại Thành cầm 10 kiện chân long bí tàng mà nói, bên trong có một thanh thế giới kiếm mà chân long đại nhân lưu lại. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, tựa hồ hiểu ý tứ của hắn, nói. Ngươi là nói ngươi có thể cảm giác được thế giới kiếm tồn tại. Sa Vưu nói. Không nhất định, nếu cách nhau quá xa, tự nhiên không được, còn có chính là Ngô Đại Thành phải kích hoạt kiếm này, nếu như hắn mang mà không dùng, vậy cũng không có cách. Tuyệt Thiên Hàn nói. Người này cùng Long tộc nhất định là có liên hệ lớn lao, hắn đạt được thế giới kiếm, tất sẽ cho là bội kiếm sử dụng. Sa Vưu nói. Mong là như vậy, ta thử xem. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay ở chỗ đan điền tạo thành chữ thập, để cho mình rất nhanh nhập định. Sau đó bấm tay bắn hai cái, hai đạo thanh quang bắn ra, ở trước người hóa kiếm, đứng yên bất động. Trên thân kiếm lưu quang chớp động, Sa Vưu không ngừng đánh ấn quyết vào trong hai thanh kiếm. Ở trên thân kiếm bắt đầu hiện ra long ảnh thanh sắc, lấy tư thái giống nhau xoay quanh, không ngừng du động. Tuyệt Thiên Hàn nhìn mà trợn mắt, cả kinh nói. Cái này, kiếm này. Lý Vân Tiêu nói. Hai thanh này cũng là chân long thế giới kiếm. A, à, không chỉ có Tuyệt Thiên Hàn, Tô Liên Y cũng há to miệng. Lý Vân Tiêu hướng bọn họ giải thích. Năm đó thế giới kiếm nghiền nát, tổng cộng hóa thành 4 chuôi lưu lạc đại địa. Đây chỉ là hai chi trong đó mà thôi. Chỉ cần Ngô Đại Thành luyện hóa chuôi khác, ở trong phạm vi nhất định là có thể bị hai thanh này cảm giác được. Tuyệt Thiên Hàn đại hỉ nói. Thì ra là thế. Thái độ của hắn đối với mấy người Lý Vân Tiêu càng thêm cung kính. Không chỉ có Lý Vân Tiêu thực lực siêu cường, trừ bảo toàn thân, ngay cả tùy tiện ra một bằng hữu, địa vị cũng không cản, tồn tại không chọc nổi a. Mọi người lặng lặng chờ đợi, thời gian một nén nhang qua đi. Sa Vưu mới chậm rãi mở mắt, hai tay bấm niệm thần chú, thu nhập hai thanh kiếm trong cơ thể. Làm sao? Tuyệt Thiên Hàn không kịp chờ đợi hỏi. Sắc mặt Sa Vưu ngưng trọng, lắc đầu nói. Không có kết quả. Cái này nên làm thế nào cho phải? Sắc mặt Tuyệt Thiên Hàn thoáng cái xám trắng, có chút tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân không cần quá lo lắng, nói vậy Ngô Đại Thành vẫn chưa thể luyện hóa kiếm, dù sao cũng là vật của chân long. Muốn luyện hóa không dễ. Trong khoảng thời gian này, có khả năng chọn vật khác làm mắt trận, thu nạp linh khí chung quanh. Tuyệt Thiên Hàn chán nản nói. Cũng chỉ có thể như vậy, tận khả năng kéo dài một ít thời gian. Dáng vẻ của hắn trong nháy mắt già đi rất nhiều, kinh ngạc nhìn long chủy trống rỗng, có chút hoảng hốt. Lý Vân Tiêu nói. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta trước cáo từ. Nếu có tin tức của Ngô Đại Thành, ta sẽ trở lại nói cho đại nhân. Tuyệt Thiên Hàn nói, nếu nhận được tin tức, nhất định phải nói cho ta biết ha. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, được rồi, nếu đại nhân có tin tức của Bích Lạc Tông cùng Thi Sát Tông, cũng phiền phức báo cho ta một tiếng. Tuyệt Thiên Hàn sửng sốt nói, Bích Lạc Tông cùng Thi Sát Tông, bọn họ làm sao vậy? Gần đây xác thực nghe nói hình như có chút động tĩnh, nhưng bản thân ta cũng sứt đầu mẻ chán, nên không quan tâm. Lý Vân Tiêu lập tức đem tình huống đại thể nói một lần, lạnh giọng nói. Ân chỉ cùng cảnh thất này, bản thiếu phải hảo hảo tìm bọn họ nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Tuyệt Thiên Hàn nghe mà mục trừng khẩu ngốc, sợ hãi nói. Vân Tiêu công tử vậy mà một người chống lại toàn bộ thiên minh. Hơn nữa đem thiên nhân đại nhân kích thương, tung tích không rõ. Nội tâm hắn dâng lên kinh đào hãi lãng, trong lúc nhất thời khó mà bình phục. Hắn không ngừng xem trọng Lý Vân Tiêu, nhưng mà không nghĩ tới đối phương đã có thực lực như vậy. Đồng thời cũng dị thường khiếp sợ, tuy rằng gần đây thỉnh thoảng có tin tức Bích Lạc Tông cùng Thi Sát Tông biến mất,
nhưng mà không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, Bất Động Quy Lâm bị phá hủy, Bích Lạc Tông xóa đi không gian tọa độ, trực tiếp ẩn độn vô hình. Xem ra cách cục thế lực của lãnh đời tông môn, ở sau trận chiến này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thoáng cái tự yêu thương lo nghĩ vì mất Hạo Sỉ Nhật Nguyệt, bắt đầu suy tư việc tương lai. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đại nhân bảo trọng, nếu có tin tức những người này, mong trước tiên báo cho ta biết, cáo từ. Hắn cũng biết mấy tin tức này Tuyệt Thiên Hàn sợ là trong lúc nhất thời tiêu hóa không được, cũng lười làm lỡ thời gian. Tuyệt Thiên Hàn vội nói. Ta cùng tiễn ba vị đại nhân, Long Nha Sơn Trang vĩnh viễn hoan nghênh Vân Tiêu công tử cùng hai vị đại nhân đến làm khách. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần tiễn a, đại nhân dừng lại đi. Ba người trực tiếp hóa thành lưu quang, từ trong Long Nha Sơn Trang bay lên, lập tức phóng ra cửu giai chiến hạm, rất nhanh tiêu thất ở phía chân trời. Tuyệt Thiên Hàn nhìn chiến hạm tiêu thất, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức truyền lệnh xuống, dốc hết lực lượng tìm tòi Bích Lạc Tông cùng Thi Sát Tông hạ lạc. Trên cửu giai chiến hạm, Lý Vân Tiêu ngắm nhìn xa xa, trời cao biển rộng, không khí trong xanh. Đột nhiên hắn mở miệng nói. Lão Long, thực sự cảm giác không được sao? Hắc hắc. Phía sau truyền đến âm thanh của Sa Vưu nói. Cũng là ngươi hiểu ta, ha ha. Tô Liên Y ở một bên nghe mà thân thể run lên, nhất thời hiểu rõ, cả kinh nói. Cảm giác được Ngô Đại Thành hạ lạc. Sa Vưu nói. Có phải Ngô Đại Thành hay không ta không biết, nhưng đích xác cảm nhận được một thanh kiếm khác tồn tại, bất quá không gian tọa độ tạm thời định vị không ra, chỉ biết là cực xa, ta sẽ mau chóng lấy ra tọa độ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không chỉ phải đoạt về bảo bối kia, hiện tại ta cảm thấy hứng thú là lai lịch người này. Lần này cần phải lột hắn mấy lớp ra, gõ một chút, xem hắn rốt cuộc là người phương nào. Sa Vưu cười một tiếng nói. Ta tiếp tục truy tìm tọa độ A. Thân ảnh hắn lóe lên, liền ẩn vào mi tâm của Lý Vân Tiêu. Tô Liên Y nói. Vân Thiếu, hiện tại chúng ta đi đâu? Lý Vân Tiêu nhìn xa xa, trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng nồng nặc, một lúc lâu mới thở dài nói. Bắc Phực, Thần Tiêu Cung. Trong lòng Tô Liên Y run lên, lập tức xuống phía dưới chấp hành. Cửu giai chiến hạm ở trên không trung trong nháy mắt gia tốc, hướng Thiên Vũ Đại Lục bay đi. Thần Tiêu Cung sừng sững ở Bắc Phực Vân Mộng Trạch, chiếm 30 tòa cự phong linh khí nồng đậm nhất. Chỗ ở của cung chủ Khúc Hồng Nhan là Lạc Tuyết Phong, tên là Tuyết Rơi, nhưng quanh năm xanh ngắt, bạt địa thông thiên, đỉnh núi vân tuyết trồng chất, tường hỗ làm nổi bật, khí thế phi phàm. Các phong khác xanh ngắt thấp thoáng, trải rộng không ít kiến trúc cổ phái, hoặc linh tinh, hoặc thành đàn, làm đẹp phong thúy nhạc hạ, tự thành nhất phái thản nhiên. Đang. Đột nhiên một tiếng chuông ở trên đỉnh núi gõ vang, kinh ngạc vô số phi điểu, mơ hồ có thể thấy được không ít yêu thú tự hồ bị kinh hãi, chạy vội ra ngoài. Tựa hồ rất lâu rồi không nghe qua tiếng đạo chung. Trong kiến trúc cũng bắt đầu có bóng người di động, đều là nữ tử vóc người ma quỷ, đại thể bắt đầu châu đầu ghé tai. Là bão âm trên sơn chung, đây là muốn triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự sao, không phải còn có một tháng thời gian sao? Ai biết được, phái ta lại xuất sơn. Đại sự bực này tất nhiên có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Đang lúc mọi người nghị luận, lại là một tiếng chung truyền đến, thanh xa du dương, so với trước càng gấp. Cái âm luật này, hình như cấp bậc hộ pháp sẽ lên Lạc Tuyết Phong, chắc là có đại động tác a. Rốt cuộc là chuyện gì? Có chừng hơn 10 năm chưa từng nghe tiếng chuông, thật khiến cho người ta hoài niệm. Đang, tiếng chung thứ ba vang lên, sau đó lại là đương 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 đánh gấp. Tổng cộng 9 lần, vang dội ở toàn bộ Vân Mộng Trạch, không ngừng truyền ra, tất cả chim muông đều kinh hãi, mọi nơi chạy trốn. 9 thanh, đây là tình báo khẩn cấp, có địch nhân. Địch nhân, làm sao có thể, chúng ta phong sơn gần 20 năm, làm sao còn có thể có địch nhân. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng 9 thanh âm này đích thật là tín hiệu khẩn yếu có địch tấn công, phàm là người nghe được 9 âm, vô luận thân ở đâu đều phải trước tiên chạy tới Lạc Tuyết Phong. Đồng môn các phong khác đã chạy tới Lạc Tuyết Phong, chúng ta cũng mau đi đi. Mọi người chít chít méo mó một lúc, liền bất chấp tất cả, vội vàng hóa thành lưu quang chạy về phía chủ phong. Trên đỉnh Lạc Tuyết Phong, người càng tụ càng nhiều, tuyết động vạn năm không thay đổi soi sáng ra hàn ý tùm. Không ngừng có nhân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi, một tòa cung điện tử sắc sừng sững,
vô số năm qua cứ như vậy dừng ở bầu trời vân mộng trạch. Trên đỉnh núi, ánh mắt mọi người cũng hội tụ ở trên thân một người. Người nọ là một nam tử trẻ tuổi, một thân bạch y, không nhiễm một hạt bụi. Thân ảnh thon dài chiếu rọi ở trên mặt tuyết, một chút cũng không động, uyển như một pho tượng. Nam tử mắt nhìn tử sắc cung điện, nhưng nội tâm hoàn toàn không bình tĩnh giống như trên mặt, trong con ngươi rung động từng vòng nhộn nhạo. Bốn phía tất cả đều cảnh giác theo dõi hắn, mặc dù không biết, nhưng có thể cảm nhận được loại khí chàng cường đại kia, đồng thời cũng khiếp sợ người này tuổi trẻ. Ở trước tử sắc cung điện đứng 9 vị trưởng lão, trẻ nhất cũng có 67 tuổi, nhưng cũng cải biến dung nhan, nhìn lại dáng dấp chỉ có 3-40. Ánh mắt nam tử hồi lâu mới từ trên cung điện thu hồi, rơi vào trên thân 9 người kia, lần lượt lướt qua, mở miệng nói. Ta bất quá là đến gặp Hồng Nhan mà thôi, chư vị trưởng lão hà tất trận thế như vậy. Thái, thần tiêu cung há là địa phương người muốn tới thì tới, muốn gặp người nào liền gặp sao? Lạc Xuân Nhu đứng đầu 9 tên trưởng lão nộ xích một tiếng, trực tiếp đưa ra hai ngón tay chỉ hướng nam tử, quát. Lệnh ngươi lập tức hạ sơn, bằng không giết không luận tội. Nam tử cười khổ nói. Đã phong sơn nhiều năm như vậy, vẫn rửa không được bạo lệ trên người các ngươi sao? Một gã trưởng lão khác khuôn mặt hơi lộ ra hiền lành, tên là cô San San, thở dài một tiếng nói. Cổ Phi Dương, đã 20 năm, ngươi trở lại thần tiêu cung là ý gì? Dầm. Lời vừa nói ra, nữ tử khắp núi đều kinh hãi, hoảng sợ lần thứ hai nhìn lại. Người trước mắt này lại chính là phá quân vũ đế Cổ Phi Dương, đầu sỏ trực tiếp dẫn đến thần tiêu cung bọn họ phong sơn 20 năm. Nhất thời, các loại kinh ngạc, hoảng sợ, nghi hoặc, phẫn nộ. Ở trong đoàn người lan tràn. Bất kể như thế nào, thái độ đều là thập phần đối địch, khắp bầu trời sát khí phiêu đãng. Các nàng không rõ ràng tình huống giữa Khúc Hồng Nhan cùng Cổ Phi Dương, nhưng tên này đã thật sâu in vào tim của mỗi người, để cho đệ nhất thiên hạ tông môn mấy vạn năm qua trực tiếp phong sơn 20 năm, phần vinh quang này cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng phần vinh quang này đối với thần tiêu cung mà nói là vô cùng khuất nhục. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được mọi người ác ý, cười khổ nói. Tài kiến Hồng Nhan một lần không được sao, lẽ nào nàng muốn trốn ta cả đời? Lạc Xuân Nhu quát, cái này ngươi không cần phải để ý đến, nói chung lập tức đi ra thần tiêu cung là được. Lý Vân Tiêu nhìn cung điện màu tím kia, đột nhiên chậm rãi nói. Chẳng lẽ Hồng Nhan không có ở trong cung, bằng không chín âm vang dội, nàng không có khả năng không ra. 9 vị trưởng lão đều hơi biến sắc, nhất thời thân ảnh của 9 người thoáng động, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt, 9 người liền bày trận thế, vây quanh hắn ở trung ương, đều là mặt như xương lạnh. Lý Vân Tiêu nói, quả nhiên bị ta nói chúng, nếu Hồng Nhan không ở đây, tự ta sẽ rời đi, các ngươi không cần động thủ, nhưng ta rất hiếu kỳ nàng ở nơi nào. Cô San San hảo ý khuyên bảo nói, Cổ Phi Dương, việc năm đó cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng 20 năm trôi qua. Ngươi vẫn là ngươi, thần tiêu cung vẫn là thần tiêu cung, ta mong đại đạo hai bên, không có vãng lai, chuyện của thần tiêu cung ngươi liền chớ để ý. Đột nhiên trong núi bay tới hai nữ tử, một người trong đó vội vàng la lớn. Không thể thả hắn đi, quân đình vẫn ở trong tay hắn. Hai nữ tử rất nhanh rơi vào trên ngọn núi, chính là hai trưởng lão Mai Lâm. Cái gì, quân đình ở trên tay hắn? Sắc mặt Lạc Xuân Nhu đại biến, nổi giận nói. Hảo ngươi cái Cổ Phi Dương, kiếp trước kiếp này đều theo thần tiêu cung ta đối nghịch đúng không? Nhanh thả quân đình ra. 9 tên trưởng lão nhất thời lấy binh khí, bày binh bố trận chờ đợi. Thần tiêu cung vì chuẩn bị khai sơn, tình báo thiên hạ đều đi qua tinh nguyệt trai, giống như tuyết rơi bay trở về trên núi, để cho tất cả trưởng lão rõ chuyện ngoại giới, tự nhiên cũng bao quát các loại sự tích của Lý Vân Tiêu. Mà Hàn Quân Đình thân là đệ tử đích truyền của Khúc Hồng Nhan, tư sự rất lớn, sau khi bị nắm cũng chỉ có số ít mấy người biết được, đồng thời giữ kín không nói ra. Lúc này gặp Lý Vân Tiêu đường hoàng tới cửa, lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem sự tình công bố ra. Không chỉ có 9 vị trưởng lão rung động, mặc dù là toàn bộ tông môn đệ tử, đều động dung cùng phẫn nộ, lửa giận ngập trời hầu như hòa tan tuyết phong. Cô San San thất kinh hỏi. Phi Dương, việc này là thật. Lúc này huyền nữ cũng đi ra, mặt băng lạnh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi dám phủ nhận sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua trên mặt của Từ Lôi, Mai Lâm,
còn có huyền nữ, trong lòng ba người đều là một trận hoảng loạn. Hắn cười lạnh nói, ha ha, ta phủ nhận sao, ba người các ngươi đều là nhân chứng, làm sao biết ta bắt Hàn Quân Đình? Sự tình ngọn nguồn ra sao? Sao không nói? Ba người đều hơi biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Cô San San quát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Lôi trầm ngâm một trận nói, là chúng ta liên hợp Bắc Minh Đoạn Quyết, bầy mai phục muốn đánh chết Lý Vân Tiêu, kết quả bị hắn chộp quân đình. Cô San San nổi giận nói, thực là hồ đồ. Lạc Xuân Nhu nói, San San trưởng lão, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, trước cứu quân đình ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, hữu lý liền phân rõ phải trái, không đúng liền không phân rõ phải trái a. Lạc Xuân Nhu nói, đây không phải là chuyện để ý hay không để ý, đệ tử Thần Tiêu Cung đối với người có oán khí là thập phần bình thường, làm ra chút cử động khác người cũng không thể tránh được, cho dù quân đình thật sai, người cũng không nên nhốt nàng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói, ý của Xuân Nhu trưởng lão là để cho ta giết nàng. Ngươi, làm càn, tự nhiên là để yên. Lạc Xuân Nhu ngẩn ra, liền cả giận nói. Ha ha, để yên. Lý Vân Tiêu cười nhạt mấy tiếng nói. Cả phái nói bậy, thật là một đám lạnh lùng quái gở, nội tâm biến thái, đã xấu còn ngu xuẩn. Trước đây nếu không có những ngu phụ các ngươi, bản thiếu cùng Hồng Nhan cũng sẽ không như hiện tại, Thần Tiêu Cung cũng sẽ không phong sơn. Các ngươi không biết hối cải, vẫn một mặt mù quáng, tự cao tự đại. Đã hết có thuốc chữa, 20 năm phong sơn này là tốn công. Ngươi, thật lớn mật. Lạc Xuân Nhu tức đến cả người run rẩy, những tiếng mắng chửi kia chữ chữ chu tâm, để cho mặt của nàng cũng vặn vẹo. Trưởng lão khác cũng tức đến oa oa kêu to, sát khí không ngừng từ trên người những người này bạo tẩu ra, trận thế trong nháy mắt đề thăng, phảng phất có cổ lực lượng vô hình ở trên không trung hoảng hốt, không ngừng áp hướng Lý Vân Tiêu. Cô San San cũng cả giận nói. Cổ Phi Dương, người hơi quá đáng. Quá đáng. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Những câu kia là thật, chỉ là các ngươi những lão biến thái này không muốn thừa nhận mà thôi. Cùng hắn lời vô ích làm gì, bắt hắn lại, đánh vào A Tị hình ngục, trực tiếp lột ra tước cốt. Một lão ẩu áo xám hận đến nghiến răng, còn kém nhào lên cắn xé. Xuẩn phụ, người muốn giết ta. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lăng liệt như đao, nhìn quét đi qua. Sợ đến lão ẩu áo xám đặng 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 lùi lại mấy bước. Lạc Xuân Nhu quát. Vĩ Thúy trưởng lão không cần sợ, chúng ta dùng cửu nguyệt chiêu thiên trận giết hắn là dư giả. Dưới chân 9 người lập tức lệch vị trí, ở quanh thân Lý Vân Tiêu xuyên toa. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy khí thế biến đổi, theo 9 người di động mà long trời lở đất, nguy như cao sơn, róc rách như nước chảy, như tuổi già trí chưa già, trí ở thiên lý, vừa tựa như truy tinh cản nguyệt, thương hải tang điền. Trong lòng Lý Vân Tiêu không khỏi thất kinh, tuy rằng những ngu phụ này nội tâm biến thái, nhưng võ học cùng trận pháp, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ chí cường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cửu Nguyệt Chiêu Thiên Trận này hắn chưa từng thấy qua, nói vậy lại là vị thiên tài tiền bối Thần Tiêu Cung nào đó sáng tạo ra, tuyệt thế công pháp như vậy ở trong Thần Tiêu Cung là nhiều như tinh hà. Đang tự định giá. Giống như một chuôi liễu diệp đao từ phía sau lặng yên không tiếng động chém tới, Lạc Xuân Nhu nhìn không được giành trước tấn công. Lúc này trận pháp sắp hàng như sao, phảng phất có một cổ tinh thần chi lực phủ xuống, cùng đao phong kia hợp nhau, uy lực kinh nhân. Thân ảnh Lý Vân Tiêu rời một cái, ưu nhã đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở trên sống dao. Toàn bộ đao mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, khí chàng điểm tán. Sắc mặt mọi người đều đại biến. Đây chính là một đao ngưng hợp trận lực, lại bị hắn hời hợt phá vỡ như vậy. Kỳ thực Lý Vân Tiêu chỉ là làm việc nhìn như ưu nhã mà thôi, thời khắc này nhục thân chi lực của hắn so với tu vi cường đại hơn nhiều, một chỉ hầu như ngưng tụ toàn bộ thể năng, lòng có mãnh hổ mà thế như tường vi. Sắc mặt Lạc Xuân Nhu đồng dạng đại biến, nhưng vẫn không hoảng loạn, khuôn mặt co quắp thoáng cái, tay phải bấm niệm thần chú, ngưng chỉ điểm tới mi tâm Lý Vân Tiêu. Một đạo quang mang từ đầu ngón tay của nàng bắn ra ngoài. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, ngũ chỉ thành chộp, trong nháy mắt chảo diệt tia sáng kia, đồng thời chụp vào hai ngón tay của Lạc Xuân Nhu. Một vòng chỉ phong sắc bén chí cực như là tầm ti nhiễu ra, Lạc Xuân Nhu cảm giác hai ngón tay của mình rét run, thật giống như tùy thời sẽ bị lột bỏ, sợ đến vội vàng rút tay lại.
Cùng lúc đó, tám người còn lại biến hóa phương vị, bốn phía thân ảnh loang lổ. Nhất thời Lý Vân Tiêu cảm thấy mấy đạo công kích không cùng phương vị mà đến, khó lòng phòng bị. Hắn lập tức thu chỉ, ở trước người bấm niệm thần chú, hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Ba khuôn mặt thần thái không đồng nhất, có châm chọc, có cười nhạt, có băng lãnh, nhưng ánh mắt kia đều là cậy tài khinh người, vẫn không đem mọi người để vào trong mắt. Đây là tà thuật gì? Pháp tướng kim thân vừa ra, lập tức dẫn tới bốn phía kinh hô liên tục, thanh âm có chút bối rối. Tả thân nắm thần kiếm tinh diệt, quét ra nhiều đóa thanh liên, từng cái nở rộ, hóa thành vô số kiếm ý, rực rỡ, xốc xếch chém về bốn phương tám hướng. Hữu thân tay cầm thiên truy, hóa ra một mảnh lôi điện, ở trên vân đỉnh lấp lóe, khắp bầu trời đều là thế giới thanh sắc. Ở dưới kiếm mang cùng lôi quang trùng kích, công kích của tám gã trưởng lão đều bị bức lui. Nhưng chín người biến đổi bước tiến, toàn bộ trận thế xoay tròn, chín người phân chia bốn trước năm sau, đẩy mạnh mà đến, một cảm giác vô cùng phong duệ sinh ra, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm chém đến. Chín người dưới sự liên thủ, toàn bộ tầng mây đỏ ửng, như là mặt trời chiều ngã về tây. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, cổ khí tức phong duệ kia bức bách mà đến, chỉ cảm thấy trên da thịt truyền đến vẻ đau nhàn nhạt, như dao nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua. Hữu thân của hắn mở ra thần thể thất môn, lực lượng tốc hành siêu phàm nhập thánh, bằng không dưới uy thế cường đại như vậy sợ đã trọng thương. Nhưng dù vậy, chín người biến hóa hợp nhất công kích vẫn làm hắn cảm thấy áp bách, liền lùi lại ba bước, đem loại cảm giác cực độ khó chịu kia hóa đi, sáu tay đồng thời kết ấn. Ba ấn phóng lên cao, dung nhập một hồi, hóa thành một kim long hung mãnh, mạnh mẽ vỗ tới. Giống long thân ánh vàng, phía trên vảy quang mang tỏa sáng, như là vân hà trùng thiên, đánh vào trận thế kia. Ầm ầm, hoa tuyết vô biên chấn nảy lên, khắp bầu trời đều là bạch sắc, sau đó hóa khí tiêu tán. Đệ tử Thần Tiêu Cung đều cảm thấy có một cổ sức mạnh cuồn cuộn trùng kích, mảng lớn bóng người bị đánh bay, có trực tiếp rơi xuống đỉnh núi. Ở trong vô số hoa tuyết bạch sắc, kim quang cuồng bạo còn ở trên đỉnh núi không ngừng run rẩy, bị chín người hợp lực ép lui về phía sau. Trên người Lý Vân Tiêu hiện ra tam sắc quang mang, lực lượng khổng lồ đánh hắn không ngừng lui về phía sau. Lạc Xuân Nhu cười như điên nói. Ha ha, Cổ Phi Dương, 20 năm trước ngươi thong dong đến, thong dong đi, 20 năm sau Thần Tiêu Cung đã không phải là năm đó, vĩnh viễn lưu lại đi. Chín người liên thủ, toàn bộ sơn thế không ngừng tụ đến, đỉnh núi bị họa ra một khe rãnh thật sâu. Lý Vân Tiêu đã lui tới biên giới huyền nhai, tiếp tục như vậy nữa, mặc dù bản thân có thần thể cường đại, sợ cũng phải bị chém thành hai khúc. Mặc dù chín người Lạc Xuân Nhu chiếm hết thượng phong, nhưng nội tâm kinh hãi so với bông tuyết đầy trời còn mất trật tự hơn, các nàng thi triển cửu nguyệt chiêu thiên trận, coi như là siêu phàm nhập thánh cũng thua lâu rồi mới đúng. Đám người từ lôi càng kinh hãi, Lý Vân Tiêu trước mắt so với lúc trước cùng Bắc Minh Đoạn Quyết đánh một trận thì mạnh hơn nữa các nàng biết hắn người mang thánh khí, bên trong còn có mấy cao thủ thực lực cực mạnh. Nhưng lúc này chỉ có một người Lý Vân Tiêu, liền làm cho chín vị trưởng lão bảy binh bố trận liên thủ, còn đánh lâu không dứt. Từ lôi chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, tựa hồ báo trước sẽ có kết quả không ổn. Năm đó Hồng Nhan mượn địa thế toàn bộ Vân Mộng Trạch cũng không thể làm gì, các ngươi những tạp ngư này có năng lực gì nói mạnh miệng. Lý Vân Tiêu sáu tay cùng khua, lòng bàn tay nắm một đoàn kim quang, ném tới trước người, hóa thành một vòng xoáy kim sắc. Tinh Tuyền Bảo. Quả đấm bấm niệm thần chú, vòng xoáy màu vàng kia bỗng nhiên nổ ra, khí tức cuồng bạo đem kim long tam ấn thôn vệ vào, trực tiếp để cho trận thế của chín người bị ngăn trở. Sau đó chân ma pháp thân nổi lên, lăng không đứng ở trên đỉnh núi, thân thể thẳng nhập đám mây. Cự linh cúi đầu quan sát đại địa, hai tay kết ấn, từ trên vạn mét đè xuống, hướng trên thân chín người ấn đi. Xâm La Vạn Tượng, chân ma pháp ấn. Vĩ Thúy kinh hô. Là ma công, làm sao bây giờ? Trên trận thế hiện ra tâm tình sao động, sơn nhạc thế bắt đầu xuất hiện khe rách. Lạc Xuân Nhu quát to. Không cần hoảng, chín người chúng ta đồng lòng, cho dù đối phương là thập phương thần cảnh cũng phải chết. Trận thế chín người lần thứ hai biến đổi, từ khiết hình tan ra, như chim muông thú tán, kỳ thực đều tự đạp bước tiến, vẫn chưa loạn đầu trận tuyến. Ầm ầm, chân ma pháp ấn trực tiếp đánh vào đỉnh núi. Ma uy vô biên nổ lên, nuốt hết đệ tử Thần Tiêu Cung ở tứ phương. Từ lôi hoảng hốt, cả kinh nói.
Các đệ tử chạy mau, toàn bộ triệt hạ. Trên trăm đạo quang mang từ đỉnh núi bay ra, như pháo hoa nổ tung. Lúc chân ma cự linh phát ấn, cũng đồng dạng hóa ra ba đầu sáu tay bấm niệm thần chú, mà tinh vân ở bốn phía cự linh xoay tròn, đẩy vân hà ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu đối với cửu nguyệt chiêu thiên trận này thầm khen không ngớt, nếu không có trận pháp phối hợp, chín người này sớm đã chết ở trong tay mình, hiện tại kết hợp trận thế, lại đem mình ngăn chặn, không thoát thân được. Chân ma pháp ấn oanh kích, tuy chín người tản ra, kỳ thực vẫn như cũ ẩn chứa trận thế, gắt gao vây hắn ở bên trong, không thoát ra được. Thần Tiêu Cung cất giấu võ học quả nhiên kinh hãi thế tục, không giống bình thường. Lý Vân Tiêu tự đáy lòng tán thưởng, trong mắt ngoại trừ kính phục ra, chính là một mảnh băng lãnh nói. Nhưng, bọn lâu là các ngươi thiên phú thực lực không đủ, làm cho tiền nhân Thần Tiêu Cung hổ thẹn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chỉ biết nói bậy, chết tiệt. Lạc Xuân Nhu nổi giận nói. Chết đã đến nơi vẫn hồ ngôn loạn ngữ, chư vị trưởng lão xuất tuyệt chiêu, giết hắn. Dạ. Vài tiếng quát vang lên, tuy rằng mấy tên trưởng lão khác nhíu mày, nhưng trong mắt cũng hiện lên kiên quyết. Chín tên trưởng lão đều tự bấm tay niệm thần chú, khí tức trên người không ngừng tăng lên, rất nhanh thì đạt tới đỉnh phong. Một đạo hồng mang ở trên bầu trời chín người phiêu đáng, như là u linh, khí tức chín người ngưng lại, ở dưới trận lực hội tụ. Ma khí vô biên mênh mông cuồn cuộn, nhưng nuốt không hết quang mang, trái lại không ngừng lui về phía sau. Cửu Nguyệt chiêu thiên, bằng dương nhất chỉ. Lạc Xuân Nhu hét lớn một tiếng, quyết ấn trong tay giơ lên thật cao. Tám người khác cũng đồng thời nhấc tay, lực lượng toàn thân không ngừng bị hồng quang rút đi, hội tụ vào trong, hóa thành hạo dương nhất chỉ. Chân ma cự linh ở dưới hạo dương oai, ma quang quanh thân vậy mà không ngừng biến mất. Trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động vẻ kinh dị, tán thán liên tục nói. Trận pháp rất khá. Lạc Xuân Nhu cười gằn nói. Chết đến nơi vẫn giả vờ chấn định, cái này thì có ích lợi gì. Đi chết đi, hạo dương nhất chỉ. Hạo dương lực kích xuống, như một quả hỏa cầu khổng lồ, đem không gian xung quanh Lý Vân Tiêu trấn áp, không thể tránh né. Y phục trên người Lý Vân Tiêu vù vù bốc cháy lên. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một ngón tay, như là thần linh điểm rơi, muốn bóp chết một con kiến. Lý Vân Tiêu đã hóa thành một hỏa nhân, uy áp trực tiếp làm cho cả đỉnh núi cháy hơn phân nửa. Ở trong liệt hỏa hừng hực, trên người hắn lưu chuyển tam sắc quang mang, đôi mắt đỏ bừng như huyết. Chân ma cự linh cũng đứng thẳng trên không trung, ba khuôn mặt đồng một nhan sắc, âm trầm như nước. Đột nhiên cự linh đánh ra một chảo, ở trong ma tinh vân nắm a hàm chảm cốt đao, chậm rãi co rúm, toàn bộ cự linh thân cũng run lẩy bẩy. Không chỉ có chân ma cự linh, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không nhịn được cự chiến, nhìn như không thể thừa nhận hạo dương nhất chỉ, kỳ thực là không cách nào thừa nhận uy lực của lục đạo ma binh. Chanh! Một đại âm ở trên không trung vang lên. Cự linh rút ra một thanh đao, nhưng chỉ là hư ảnh, không phải thực thể. Thân đao rung động, hiển nhiên là a hàm chảm cốt bị áp xúc, đáng tiếc lực lượng không đủ, vô pháp hoàn toàn rút ra chân thân. Mặc dù chỉ là đao ảnh, nhưng trong nháy mắt chân ma cự linh rút ra, liền cầm đao mà lên, trực tiếp chém tới hạo dương. Ầm ầm, đao mang một mảnh đen kịt, cùng hạo dương lực hoàn toàn tương khắc. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại nói. Lực lượng này không đủ. Sau khi lấy lục đạo ma binh thất bại, thân thể hắn cũng khôi phục ổn định, không ngừng tan ra, vô số ma văn bày kín toàn thân, trên hữu quyền có một đóa bạch sắc liên hoa nổi lên. Sau đó kiếm quang sáng quắc, ở trong hỏa diễm chói lòa, thậm chí cách biệt hỏa diễm bốn phía, những hạo dương chi hỏa kia tựa hồ khiêu động có chút dị thường, lộ ra sợ hãi, hướng xa xa bỏ chạy. Kiếm chảm tinh thần. Hư ảnh a hàm đao của chân ma cự linh mới vừa chạm tới hạo dương nhất chỉ, trong vòng mấy cái hít thở liền vỡ nát, toàn bộ chân ma cự linh cũng bắt đầu vỡ nát, cùng đao ảnh kia hóa đi. Hạo dương đãng ma, trên bầu trời nhất thời mây đen tản ra, khôi phục tinh không lang lành. Nhưng ngay khi Lạc Xuân Nhu mừng như điên, lại có một đạo bạch quang kinh khủng phóng lên cao, xen lẫn ma uy vô biên cùng liệt diễm đốt cháy hết thảy. Ầm ầm. Hắc mang bạch diễm trực tiếp nhảy vào trong hạo dương nhất chỉ, hai cổ lực lượng vô cùng bá đạo va chạm, hạ xuống trên đỉnh núi, tất cả băng tuyết trong nháy mắt tan rã, như mặt trời chói chang nổ trên không trung, lực lượng hủy thiên diệt địa bao trùm toàn bộ núi non, ở trên bầu trời vân mộng trẻ kích động. Chín tên trưởng lão đều là cả người cự chiến,
lực lượng kinh khủng kia nhảy vào trong cơ thể các nàng, từng cái trọng thương, cửu nguyệt chiêu thiên trận trong nháy mắt bị phá. 9 người đều thổ huyết, từ trên bầu trời bay ra ngoài. Trên đỉnh núi chỉ còn một mảnh hưu quạnh, cung điện màu tím kia chẳng biết do vật gì tạo thành, lại ở dưới trùng kích hoàn hảo không tổn hao gì, như tuyên cổ trường tồn, không ngừng ngắm nhìn đại địa của Vân Mộng Trạch. Đã chết rồi sao? Lý Vân Tiêu đã chết rồi sao? Trong lòng đệ tử Thần Tiêu Cung vẫn chưa thoát đi đều chấn động mãnh liệt, kinh hồn táng đảm nhìn lại mọi nơi, hy vọng có thể tìm được thi thể của Lý Vân Tiêu, đáng tiếc toàn bộ không như mong muốn. Lực lượng mới vừa trùng kích kia quá mạnh mẽ, không chỉ không mở mắt nổi, ngay cả thần thức cũng bị dư ba thôn phệ, cái gì cũng không thể cảm giác, ở trong nháy mắt đó tất cả mọi người cảm giác mình nhỏ bé, như muối bỏ biển. Sắc mặt đám người Từ Lôi đều trắng bệch, hai người nhìn nhau, nội tâm dâng lên sợ hãi vô tận. Một kích vừa rồi kia, có thể khẳng định là Lý Vân Tiêu chưa chết, có trọng thương hay không các nàng cũng vô pháp xác định. Nhưng lấy lực một người đánh chết 9 tên trưởng lão, hơn nữa còn ở dưới tình huống bảy cửu nguyệt chiêu thiên trận, loại thực lực này đã kinh khủng tới cực điểm. Hắn đã trở về, cổ phi dương kinh khủng kia hắn đã trở về. Từ Lôi dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe thì thào nói, trong đầu cơ hồ trống rỗng. Nhưng huyền nữ ở bên người, lại nghe được nhất thanh nhị sở, cả người không nhịn được run rẩy nói. Hôm nay toàn bộ Thần Tiêu Cung, chỉ có cung chủ mới có thể đánh một trận. Cách 20 năm, sẽ phải lặp lại sao? Từ Lôi mê mang nói. Đánh một trận nếu lại bại thì sao? Vấn đề này khó giải, người nào cũng không thể trả lời nàng, huyền nữ cũng trầm mặc không nói. Đột nhiên vài đạo quang mang bay lên đỉnh núi, chính là các trưởng lão bị đánh bay, 9 người toàn bộ trở về, không người tử vong, chỉ là trọng thương, có mấy người đứng không vững, hầu như bị thương căn cơ vũ đạo. Khuôn mặt dữ tợn của Lạc Xuân Nhu trực tiếp đổi hình, gào thét nói. Ra, Cổ Phi Dương, người đi ra cho ta, quyết nhất tử chiến. Trốn trốn tránh tránh như vậy, người còn muốn mặt sao, người còn là phá quân vũ đế không sợ trời không sợ đất sao? Lăn ra đây cho ta. Nhưng mặc kệ nàng gọi làm sao, trước tử điện một mảnh vắng vẻ. Không cần hô, hắn đã đi rồi. Đột nhiên một giọng già nua từ trong tử điện truyền ra, sau đó một bóng người đỏ tươi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là... Đám người Từ Lôi sửng sốt, nhăn mi đến xem thân ảnh màu đỏ, phía sau lưng hơi khòm, khuôn mặt già nua, tóc trắng phau, trong tay chống một cây ba tong, đứng thẳng trong gió, như tùy thời sẽ vũ hóa đăng tiên. A, à, hai người đồng thời kinh hô, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, biểu tình trên mặt khiếp sợ, lại dị thường phong phú. 9 người Lạc Xuân Nhu cũng đại biến, vội vàng xoay người hướng lão ẩu kia bái hạ, hô. Gặp qua Chỉ Hàn Thái Thượng trưởng lão. A, à, quả nhiên là nàng. Huyền nữ nhịn không được kinh hô, lập tức che miệng, tựa hồ ý thức được bản thân không ổn, vội vàng quỳ xuống. Từ Lôi cũng không dám khinh thường. Nội tâm kinh hãi không thể hình dung, càng nhiều hơn là mừng rỡ, có người này ở đây, thực lực của Thần Tiêu Cung có khả năng lại lên một tầng thứ. Cũng không ít đệ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối với lão ẩu này phi thường xa lạ, nhưng thấy 9 vị trưởng lão cung kính như vậy, hơn nữa từ mấy chữ thái thượng trưởng lão này cũng đoán được chút gì, không dám lỗ mãng, vội vàng bái hạ. Hồng y lão ẩu bình thản nói, Cổ Phi Dương đã đi rồi, không cần la ó. Lạc Xuân Nhu vừa sợ vừa phẫn nói. Cổ Phi Dương khinh người quá đáng, quả thật là tử địch của Thần Tiêu Cung ta, mong Thái Thượng trưởng lão xuất thủ đánh chết. Nhị Chỉ Hàn nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Nếu ta không ra, ngươi cho là Cổ Phi Dương sẽ đi sao? Trong lòng 9 người đều chấn động mãnh liệt, giờ mới hiểu được chút tình huống, nếu không có Thái Thượng trưởng lão ở đây, tử điện này sợ là sẽ phá hủy, hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng là bị uy thế của nàng nhiếp đi. Nếu không như vậy, những người mình hơn phân nửa liền gặp nguy hiểm. Lạc Xuân Nhu cả kinh nói không ra lời, ấp úng nửa ngày. Nhị Chỉ Hàn phất tay nói. Tất cả đi xuống đi, các ngươi không chọc hắn, hắn là sẽ không đến gây chuyện các ngươi. Ta cũng lớn tuổi, không muốn nhúng tay vào việc của những hậu bối các ngươi, nếu không nguy hiểm đến Lạc Tuyết Phong, ta là sẽ không xuất thủ, đi thôi. Lạc Xuân Nhu tựa hồ còn muốn nói điều gì, màu đỏ trước mắt đã không gặp. Trước tử điện một mảnh vắng vẻ. Đại trưởng lão, cái này nên làm thế nào cho phải? Mấy người khác cũng xông tới, thương lượng đối sách. Lạc Xuân Nhu cũng là một trận phiền táo, lấy chỉ số thông minh của nàng,
nơi nào biết nên làm thế nào cho phải, chỉ phải quát. Còn có thể làm sao? Thái thượng đại trưởng lão đã nói lui xuống liền lui xuống, phái người tìm hiểu chung quanh, có tin tức của Cổ Phi Dương liền trước tiên quay về báo cáo. Dạ. Mấy người còn lại ứng tiếng nói, nhưng trên mặt đều là ngưng trọng. Cô San San không nhịn được nói. Hồi báo tin tức thì như thế nào? Hợp lực 9 người chúng ta, chiếm hết địa thế Vân Mộng Trạch, Lạc Tuyết Phong vẫn như cũ không thể thắng hắn, lẽ nào biết được chỗ của hắn còn có thể đi bao vây tiễu trừ sao? Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tuy rằng thập phần khó nghe, mấy người khác đều nhíu mày không hài lòng, nhưng là lời thật, không thể phản bác. Lạc Xuân Nhu nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại hỏi nhiều như vậy làm chi? Trước tìm chỗ hạ lạc của hắn, lại tính tiếp. Dạ, nói rất đúng. Tất cả mọi người cùng kêu lên phụ họa. Rất nhanh trên Lạc Tuyết Phong liền khôi phục yên lặng, mọi người đều xuống núi. Chỉ là Trung Linh Thần Tú, Tạo Hóa Vân Hải, suốt năm tuyết động bị quét sạch, làm cho có chút hư không, mất đi ánh sáng cùng linh khí vốn có. Trên đỉnh Lạc Tuyết Phong đánh một trận, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thần Tiêu Cung, tất cả mọi người đối với lần này nghị luận ầm ĩ, phàm là gặp mặt liền nói trận đánh này, bằng không liền có vẻ lạc hậu, rất nhanh thì truyền đi vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn thay đổi. Trận chiến ấy thảm liệt, thiên địa vỡ nát, toàn bộ Lạc Tuyết Phong đều diệt. 9 vị trưởng lão trung quy đỡ không được bước tiến của Cổ Phi Dương, cung chủ ở trước mặt mấy nghìn đệ tử bị bắt, sợ là cũng bị Cổ Phi Dương trà đạp a. Trợn mắt nói mò, người ngẩng đầu lên nhìn một chút, Lạc Tuyết Phong không phải còn đó sao, không có tận mắt thấy liền chớ nói lung tung, ta là người ở trên đỉnh núi chứng kiến toàn bộ trận đánh, cuối cùng bị bắt đi cũng không phải là cung chủ, mà là Nhị Chỉ Hàn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nhị Chỉ Hàn, tên này rất xa lạ a, nếu là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tuổi hẳn là rất già đi, bắt nàng làm gì chứ? Hắc hắc, ai biết được. Có người nói vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão này lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nói không chừng Cổ Phi Dương là thích cái này, phải biết niên kỷ của Cổ Phi Dương cũng không nhỏ a. Điều này cũng đúng, nam nhân giống như hắn, mỹ nhân tuổi trẻ nào không chiếm được, có khi lại thích đổi khẩu vị. Đột nhiên một tiếng quát chói tai lạnh như băng truyền đến. Nói bậy bạ gì đó. Vài nữ đệ tử đang thảo luận nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng khom người nói. Gặp qua San San trưởng lão. Cô San San mặt âm trầm đi đến, ánh mắt ở trên mặt mấy người đảo qua, lạnh giọng nói. Các ngươi truyền đi lộn xộn cái gì, cẩn thận hỏa từ trong miệng, xem ra vẫn là ta bình thường ít quản giáo, làm cho các ngươi vô pháp vô thiên. Đến lúc xảy ra chuyện, mặc dù là ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chúng ta biết sai rồi, xin San San trưởng lão trách phạt. Vài tên nữ đệ tử sợ đến vội vàng quỳ xuống. Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cô San San vốn là tâm tình rất xấu, hơn nữa bị thương, cũng lười để ý tới các nàng, quát. Cút ra ngoài, mỗi người tự đi nhận 100 roi. Mấy người sợ đến sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến roi cực kỳ đáng sợ, nhưng lại không dám vi phạm, đều là vẻ mặt cầu xin nối đuôi nhau đi ra. Nhìn vài tên nữ đệ tử ly khai, đột nhiên cô San San phun ra một búng máu, tay ôm ngực, ngồi xếp bằng xuống ngưng thần điều tức. Trận kia nàng bị nội thương rất nặng, vẫn kéo đến bây giờ. Hồi tưởng thực lực của Cổ Phi Dương thời khắc này một chút, nàng không nhịn được toàn thân phát run, đặc biệt lấy tuổi tác, chỉ chừng 20 tuổi, thiên phú như thế đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, mà là quán cổ tuyệt kim. Suy nghĩ đến đây, tâm tình bốn bề sóng dậy, làm sao cũng không thể bình tĩnh, thương thế có xu thế từ từ mở rộng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát. Là ai? Một thân ảnh màu trắng chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay đang cầm một cái hộp ngọc nói. Ta chỗ này có chút thánh dược chữa thương của Bắc Hải, đối với thương thế của San San trưởng lão rất có tác dụng. Cô San San hoảng hốt, kinh sợ quát. Cổ Phi Dương, sao ngươi lại tới đây, lấy đi đan dược của ngươi, Thần Tiêu Cung là đệ nhất thiên hạ đại phái, thánh dược chữa thương gì không có, ngươi đi mau. Lý Vân Tiêu nói. Bốn phía đã bị ta bày kết giới. San San trưởng lão muốn giả vờ lớn tiếng gọi người, là không thể thực hiện được. Vừa rồi quát lớn, cô San San đích thật là vận dụng âm ba vũ kỹ, muốn đem tin tức truyền ra cô Miểu Phong, để cho chư vị trưởng lão chạy tới, nghĩ không ra đối phương sớm có phòng bị. Nàng đột nhiên mới nhớ tới, người trước mắt này không chỉ tu vi thực lực bí hiểm,
tâm tư đồng dạng tinh xảo đặc sắc, túc trí đa mưu, tâm nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Vân Tiêu đem ngọc hạp đặt ở trước người nàng nói. Ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn gặp Hồng Nhan một lần mà thôi, mong San San trưởng lão cho biết, Hồng Nhan ở đâu. Cô San San cười lạnh nói. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi, ta chết cũng sẽ không nói. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày nói. Ra sao, đối với ta có thành kiến lớn như vậy. Còn nữa, San San trưởng lão tốt nhất không nên làm chuyện ngu xuẩn, ta xem khí sắc ngươi trầm ngưng, tựa hồ muốn liều mình đánh một trận. Nếu chỉ là ngươi chết còn tốt, nếu đưa người khác trong tông môn tới, ha ha, vậy thì không phải là chết một mình ngươi rồi. Đột nhiên cả người cô San San chấn động, cũng không phải là giật mình Lý Vân Tiêu khám phá ý tưởng của nàng, mà là lời nói của Lý Vân Tiêu đích xác không sai, coi như mình liều mình đánh vỡ kết giới bốn phía, gọi đồng môn đến, lại có người nào có thể giết người trước mắt này. Vừa rồi chín người kết trận, thì triển ra Hạo Dương nhất chỉ cũng không thể làm gì, huống chi hiện tại người người trọng thương, nếu chạy tới, đó chính là chịu chết. Sắc mặt nàng quẩy người một cái, lạnh lùng nói. Hừ, đừng quên trên Lạc Tuyết Phong, còn có nhị chỉ Hàn Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta cũng không tin lấy khả năng của nàng cũng không hàng phục được ngươi. Lý Vân Tiêu nở nụ cười nói. Lão Thái bà kia đích xác có chút tài năng, có thể đem ta bức lui. Nhưng ngươi cho là nàng có thể giết ta sao, nếu ta đoán không sai, lúc này nàng vẫn là dựa vào địa thế Vân Mộng Trẻ kéo dài tánh mạng, nếu ly khai Lạc Tuyết Phong, không cần ta động thủ nàng cũng chết. Chuyện phiếm, nói bậy. Cô San San kinh sợ quát, nhưng trong con ngươi là một mảnh hoảng loạn, hiển nhiên nội tâm của nàng tin, tuy rằng chẳng biết tại sao Lý Vân Tiêu lại suy đoán như vậy, nhưng nàng xác thực là tin. Lý Vân Tiêu than thở. Trong những trưởng lão biến thái của Thần Tiêu Cung, San San trưởng lão rốt cuộc vẫn bình thường một chút, bằng không ta sẽ không tới tìm ngươi hỏi. Nếu ta thật muốn đối với Thần Tiêu Cung làm cái gì, cũng có thể chư vị thực sự để cho ta phát điên, vậy từ chỉ Hàn lão thái bà bắt đầu. Từng cái một khảm xuống, ta cũng không tin hỏi không ra Hồng Nhan hạ lạc. Ngươi dám? Cô San San kinh sợ hô to một tiếng, trong thanh âm mang theo run rẩy, hiển nhiên nàng tin đối phương dám, một loại cảm giác vô lực ở trong tâm hiện lên, tựa hồ tất cả phòng ngự đều tan vỡ. Hàn ý trong mắt Lý Vân Tiêu càng ngày càng đậm, nói. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, lại không chiếm được đáp án, giết những lão thái bà này là tất nhiên. Ta trước đem đệ tử của ngươi giết sạch. Không nên. Cô San San hoàn toàn mềm nhũn, cầu khẩn, rung giọng nói. Có thể nói cho ta biết, ngươi tìm Hồng Nhan làm gì hay không? Trên mặt Lý Vân Tiêu bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Hừ, việc này ta đã sớm muốn nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi không cho ta cơ hội nói. Hắn đem việc Lạc Vân Thường giản lược nói một lần, đồng thời đem mình suy đoán nói ra. Nghe mà cô San San mục trừng khẩu ngốc. Nàng trong lúc nhất thời đầu óc chỗ trống, nghĩ không ra đối phương xông vào Thần Tiêu Cung là vì cứu đệ tử Thần Tiêu Cung. Hơn nữa về Cố Thanh Thanh cùng Hồng Thạch, này làm sao cũng khó mà tin được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Sự tình ngọn nguồn ta đã nói rất rõ ràng, tính nhẫn nại cũng cơ bản hết sạch, nếu San San trưởng lão không nguyện nói, cô Miểu Phong nhất mạch liền tuyệt đi thôi. Cô San San cảm thụ được cổ sát khí sắc bén, sắc mặt dị thường tái nhợt, cắn răng nói. Ta còn có điều kiện cuối cùng, có thể thả Hàn Quân Đình hay không, nàng là đệ tử đích truyền của cung chủ đại nhân, nếu có chuyện gì, người cũng vô pháp cùng cung chủ đại nhân bàn giao. Lý Vân Tiêu nói. Việc này ta sẽ nói với Hồng Nhan, không cần ngươi quan tâm. Cô San San thầm nghĩ lấy quan hệ của hắn và cung chủ, Hàn Quân Đình hơn phân nửa là hữu kinh vô hiểm. Cũng không cưỡng cầu nữa nói. Cung chủ mất tích ở truyền thừa chi địa của tổ tiên Cố Thanh Thanh lưu lại, cũng là chỗ Vân Thường đi, bất quy cảnh. Bất quy cảnh. Lý Vân Tiêu cả giận nói. Nghe tên này liền biết có vấn đề. Bất quy cảnh ở đâu? Cô San San nói. Ta chỉ biết là trong phạm vi thế lực của Thiên Nhạc Phủ, cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng lắm. Thiên Nhạc Phủ, Tây Vực Cổ Võ Quốc. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại. Lông mày nhíu chặt lên. Tông môn lớn nhất cổ võ quốc là Thiên Nhạc Phủ, cùng hoàng thất cha truyền con nối, có thể nói là cơ cấu tổ chức mạnh nhất toàn bộ cổ võ đế quốc. Thiên Nhạc Phủ quản hạt phạm vi thế lực so với toàn bộ cổ võ đế quốc còn lớn hơn, nên phạm vi đế quốc quản hạt, Thiên Nhạc Phủ tất nhiên có thể quản đến,
mà địa phương Thiên Nhạc Phủ có thể quản, Cổ Võ Đế Quốc cũng không tính được. Mà Cổ Võ Đế Quốc tiếp giáp Ngũ Hà Sơn, chính là chỗ năm đó Cố Thanh Thanh phòng ấn yêu tộc. Chẳng lẽ giữa hai người có liên hệ gì? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát nói. Người Thiên Nhạc Phủ có biết chỗ Bất Quy Cảnh không? Cô San San lắc đầu nói. Ta không biết. Lý Vân Tiêu nói. Hảo, tạm thời tin ngươi một lần, nếu lừa ta, tính mệnh toàn bộ đệ tử cô Miểu Phong là đại giới. Ngươi! Cô San San kinh hồn táng đảm. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Hiện tại bản thiếu không có công phu chơi tâm cơ với các ngươi, nếu Thần Tiêu Cung đối đãi ta như địch nhân, ta làm sao thương hại những con kiến hôi các ngươi. Đáng giết tự nhiên sẽ giết. Cô San San chỉ cảm thấy cả người băng lãnh, nhiệt độ trong tiểu viện như trời đông giá rét, nam tử trước mắt lóe lên liền tiêu thất ở tại chỗ. Nàng bất chấp thương thế trên người, vội vàng hóa thành một đạo độn quang bay tới Lạc Tuyết Phong. Một lát sau, ở trên một ngọn núi khác, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái truyền tống trận, vài tên đệ tử hộ trận đã quỳ ở một bên, cả người lạnh run. Trên người Lý Vân Tiêu phát ra uy áp, trực tiếp đánh sụp tinh thần chiến ý của các nàng, ngay cả một chút lòng phản kháng cũng không có. Trận quang rất nhanh sáng lên, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi tiêu thất ở trong trận. Thần Tiêu Cung truyền tống đại trận, có khả năng tốc hành Tây Vực. Ở trong lối đi truyền tống vô tận, tất cả đen nhánh. Một lực hấp dẫn cực mạnh chỉ dẫn Lý Vân Tiêu hướng chỗ cực xa. Ừ. Đột nhiên đồng tử hắn hơi co lại, con người ngưng tụ thành phù văn, ngắm nhìn hư vô đen kịt bốn phía. Ở dưới nhãn lực ngưng nhìn, xa xa trong hư không tựa hồ có vật thể cấp tốc di chuyển, cũng là bị truyền tống đi. Đó là đồng bì cự thích, nghe đồn vật ấy có khả năng trực tiếp xuyên toa hư không, quả nhiên không giả. Mấy người trên cự thích chắc là người yêu tộc, xem thực lực cũng không yếu. Hình như cùng ta là một phương hướng. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, quả đấm ở trước người bóp bí quyết, mi tâm lóe ra một mảnh lưu quang, giới thần bia bay ra. Hai tay hắn bỗng nhiên hướng hai bên chảo một cái, lập tức xoay chuyển không gian chi lực truyền tống, toàn bộ thân thể hóa thành lôi điện, thả người lóe lên, liền trực tiếp thoát khỏi quỹ tích ràng buộc. Sau một khắc xuất hiện ở trên giới thần bia, coi ngọc bi là chiến hạm, hướng đồng bì cự tích bay đi. Trên đồng bì cự tích có 7 tên nam tử yêu tộc, trong đó có mấy người ngồi xếp bằng, điều tức ngưng nguyên, hình thái mấy người hầu như giống nhau, hiển nhiên là cùng chủng tộc. Một người trong đó đột nhiên quát. Người nào? Tu vi của hắn là cao nhất trong 7 người, lập tức cảm giác được có người. Làm sao vậy? Ôn, người suy nghĩ nhiều đi, nơi này là truyền tống thông đạo, tại sao có thể có? Một gã yêu tộc khác còn chưa nói xong, nhất thời dừng lại. Trong miệng có khả năng nhét vào dưa hấu, chỉ thấy phần đuôi cự tích chẳng biết lúc nào đứng thẳng một gã nam tử trẻ tuổi. Chi? Hắn cũng hít một ngụm lãnh khí, cả người sợ choáng váng, kinh sợ quát. Ngươi là ai? Nhất thời 7 người đều ngất lịm, cũng cảnh giác, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, như lâm đại địch. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Không cần khẩn trương, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, các ngươi là từ đâu đến, lại đi đâu? Ôn trầm giọng nói, các hạ là người nào, nhân loại cùng yêu tộc không xâm phạm lẫn nhau, cũng không tương hỗ chõ mõm vào, mong các hạ lập tức rời đi. Hắn nói khách khí, không dám lỗ mãng, bởi vì người trước mắt này hoàn toàn phát hiện không ra bất kỳ khí tức gì, mà lại xuất hiện ở loại địa phương quỷ dị này, hiển nhiên là thực lực thâm bất khả chắc, không dám tùy ý đắc tội. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi đem nghi ngờ của ta cởi ra, ta lập tức đi. Nếu không, cũng chỉ có thể theo chư vị đi xem một chút. Sắc mặt 7 người đều đại biến, lần này bọn họ xuất hành cực kỳ cơ mật, nhiệm vụ rất nặng, không thể có nửa điểm sai lầm, nếu bị người này để mắt tới, đó chính là thiên đại phiền toái. Ôn lần thứ 2 trầm giọng nói. Mong các hạ không nên xen vào việc của người khác, bằng không đừng trách 7 người chúng ta không khách khí. Đồng bì cự tích này không chỉ là cửu gia yêu thú, lại thêm người mang thượng cổ dị huyết. Thực lực mạnh còn trên 7 người chúng ta. Hắn không dám tùy tiện động thủ, chỉ hy vọng đối phương có thể so sánh thực lực thoáng cái, bản thân thối lui. Nhưng đáng tiếc không như mong muốn, tên nhân loại kia căn bản không thèm để ý, ngược lại nói. Ý của ngươi là muốn động thủ. Trên mặt 7 tên yêu tộc mơ hồ có vẻ tức giận, mặc dù biết thực lực đối phương cường đại, nhưng vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuân, yêu ôn lạnh lùng nói. Ngươi đừng quên. Nơi này là hư không thông đạo,
mặc dù ngươi có thể thắng chúng ta, một khi bị đá ra truyền tống lực, ngươi còn có thể sống sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Chư vị xem ta có thể sống không? Trong lòng bảy người đều chấn động, lập tức vạn phần cảnh giác, có mấy người càng bắt đầu lệch vị trí, giật lại cự ly tương đối dễ dàng xuất thủ. Ôn nói, ta không biết ngươi là bằng vào huyền khí gì tới được, nhưng nếu muốn đồng quy vô tận, bảy người chúng ta không ngại phụng bồi. Đồng quy vô tận, chư vị đánh giá mình quá cao rồi. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, chỉ thấy một đạo thanh quang ở trên lưng cự tích hiện lên, bảy người đều run lên, thân thể phòng ngự bị một cổ lôi điện oanh phá, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị thương nặng. Phốc, phốc, mấy ngụm tiên huyết bay ra, khí tức của bảy người trong nháy mắt uể oải xuống, ngã ngồi ở trên lưng cự tích, ánh mắt đều là sợ hãi. Yêu Ôn hoảng sợ, vội vàng nặn ra một đạo quyết ấn đánh vào trên người cự tích, nhất thời màu da cự tích bắt đầu biến thành màu đồng thau, yêu khí tuôn ra. Đầu tích lớn chừng cái đấu chậm rãi chuyển qua, hai mắt tinh hồng như huyết, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Quả nhiên có thượng cổ dị huyết. Lý Vân Tiêu nói, một đạo long ngâm hùng hồn vĩ ngạn cổ đán. Không chỉ có bảy tên yêu tộc cả người chấn động, thân thể run rẩy lợi hại, đồng bì cự tích cũng loạn chiến, sợ đến thân thể to lớn không ngừng run run. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ thân thể cự tích nói. An tĩnh một chút, không có chuyện gì. Thân thể cự tích từ từ ổn định lại, quay đầu đi, yêu khí toàn thân thu liếm, tiếp tục vùi đầu phi hành. Bảy tên yêu tộc nhìn mà mục trừng khẩu ngốc, triệt để tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu nói. Hiện tại chư vị đàng hoàng chưa? Yêu Ôn bất cứ giá nào, lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết, muốn chúng ta tiết lộ nửa phần, tuyệt đối không thể. Mấy người khác sắc mặt đều phức tạp, thần thái không đồng nhất, có kiên quyết, có tuyệt vọng, còn nhãn quang lóe ra bất định, tựa hồ muốn cầu tha. Được rồi, thành toàn ngươi, bản thiếu cũng không có thời gian rỗi. Lý Vân Tiêu ngũ chỉ thành chảo, lăng không hư nắm, một vòng ánh sáng tản ra. Thân thể Yêu Ôn nhất thời bị nhiếp lên. Ở trên không trung run rẩy kịch liệt, trí nhớ bị mạnh mẽ tìm tòi, trong miệng phát ra rên rỉ thống khổ, trong thất khổng chảy ra tiên huyết. Một lát sau, thân thể bị ném ở trên lưng cự tích, tứ chi co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt dần dần vô thần. Ôn đại nhân, Ôn đại nhân. Sáu người khác bi phẫn gần chết, đều là vừa kinh vừa sợ, vừa giận vừa thương xót, rồi lại không thể làm gì. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm thân thể Yêu Ôn. Trên mặt bao hàm một tầng sương lạnh, sau đó lăng không một chảo, một cái túi đựng đồ trên người Ôn bay ra, rơi vào trong tay hắn. Bất hảo, là vật kia. Một gã yêu tộc khác kinh hãi, bất chấp tất cả, trực tiếp đánh tới, quát lên. Đem đồ trả lại cho ta. Lý Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn, tay phải bấm niệm thần chú đánh tới. Thình thịch, tên yêu tộc kia trong nháy mắt bị nổ thành thịt nát, sái vào hư không vô tận, không có để lại một chút vết tích. Năm người còn lại mặc dù cũng muốn xung phong liều chết, nhưng một màn thảm thiết trước mắt giống như nước lạnh dội toàn thân, từng cái dưới chân cứng lại, không thể động đậy. Lý Vân Tiêu tay trái không ngừng bóp quyết ấn, ở trên túi chữ vật điểm mấy cái, từng đạo ánh sáng màu vàng bay lên, giống như xả hướng bốn phía tán đi. Năm người kia xem mà sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là tuyệt vọng, đã mất thứ này, trở lại cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một lúc, kim quang kia mới từ từ tiêu thất. Chậc chậc, túi trữ vật của một phế vật lại có cấm chế tinh diệu như vậy. Khóe miệng Lý Vân Tiêu cười nhạt, ngũ chỉ thành chảo, phanh một tiếng, túi trữ vật liền nổ lên, xuất hiện một quả ngọc giản kim sắc, chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Ngay sát na bàn tay chạm được ngọc giản kia, giống như bị điện giật thoáng cái, mơ hồ có hồ quang vang ra. Hắn cau mày lại, trên ngọc giản này hiện ra tiểu trận hình tròn. Ở trên giản lóe lên liền biến mất. Trên kim sắc ngọc giản còn có phong ấn cường đại. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Ba trận pháp trên ngọc giản này là dùng ba loại lực lượng phong ấn lên, nếu không có thể phá giải một lúc, xảy ra sai lầm mảy may, toàn bộ ngọc giản sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Sắc mặt năm người khác đều tái nhợt, nhìn nhau vài lần. Một người trong đó lấy hết dũng khí, lặng lẽ di động thân thể, một đạo hàn quang chớp động, liền chém qua một đao. Dù sao đánh mất ngọc giản là chết, cướp giật ngọc giản còn có thể có một đường sinh cơ. Bốn người khác cũng là trong nháy mắt đem lực lượng đề thăng đến cực điểm, trước sau vào tới.
Nhiệm vụ của bọn họ là hộ tống Ngọc Giản, nếu gặp phải nguy hiểm, hẳn là trước tiên phá hủy Ngọc Giản, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên siêu hồn, tìm được Ngọc Giản. Lý Vân Tiêu căn bản không ngẩng đầu, chỉ là khẽ cau mày, trong mắt lóe lên sát khí. Phanh! Một đạo kiếm khí xuất kích, tên yêu tộc kia trong nháy mắt bạo thể, kiếm khí lan đến, đem một người theo sát phía sau trẻ thành hai nửa. Chi! Ba gã yêu tộc cuối cùng ngừng thân thể, sợ đến toàn thân run run, mồ hôi lạnh nhễ nhại, hầu như khóc lên. Lý Vân Tiêu tiếp tục cúi đầu nghiên cứu Ngọc Giản, hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Ba gã yêu tộc rốt cuộc hiểu, bản thân chỉ là con kiến hôi, hoàn toàn không ở trong mắt đối phương. Không gian truyền tống thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh thì đạt đến đỉnh, ba gã yêu tộc triệt để tuyệt vọng, trong mắt trống rỗng vô thần, mệt mỏi ngồi dưới đất. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, ngẩng đầu lên nhìn phía trước, tựa hồ có cái gì đuổi theo. Một gã yêu tộc đột nhiên đứng lên, mở mắt thật to, tựa hồ nhìn thấy cái gì, mừng như điên hô lớn. Triết đại nhân! Hai gã yêu tộc khác cả người run lên, phảng phất thấy được cứu tinh, cũng vội vàng đứng lên kêu to. Trong lối đi phía trước hiện ra ba đạo nhân ảnh, trực tiếp lăng không ghé qua. Một người tựa vào vương tọa, nhắm mắt dưỡng thần, phía sau có hai gã nam tử yêu tộc mặt vô biểu tình, hai tay ôm ngực, đột nhiên đều mở hai mắt ra. Ngọc Giản, Ngọc Giản kia! Trong mắt nam tử ngồi trên vương tọa kia bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vật trong tay Lý Vân Tiêu, lớn tiếng quát. Yêu Hoàng Kim Giản! Trong nháy mắt thoại âm rơi xuống, cả người hắn từ vương tọa xông lên, hai gã nam tử phía sau cũng tùy theo không thấy. Ba người trong nháy mắt liền rơi vào trên đồng bì cự thích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Yêu Chiết vươn tay ra, quát. Đem Yêu Hoàng Kim Giản giao ra đây. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Siêu phàm nhập thánh, thực lực không tầm thường, ngươi là ai? Yêu Chiết lạnh giọng quát. Làm càn. Thân ảnh của hắn lóe lên, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở phía trước Lý Vân Tiêu, chộp tới Kim Giản. Ngón tay ngọc đột nhiên như làm bằng cành khô, một chảo lại, Kim Giản hóa thành vô số kim mang, như phấn tản ra. Chỉ thấy thân ảnh của Lý Vân Tiêu cùng Ngọc Giản kia giống nhau, hóa thành một chút ánh huỳnh quang, tiêu thất ở trên lưng đồng bì cự tích. Cái gì? Yêu Chiết hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, đối phương có thể ở ngay trước mặt hắn độn khai, tuyệt đối không giống tầm thường. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, dưới chân đạp bước tiến, ở trên lưng đồng bì cự tích di động. Không ngừng có phù ấn từ trên người hắn bay lên, thanh quang trong lòng bàn tay như ngọc bàn. Hét lớn một tiếng hướng trong hư không đánh tới. Một trận pháp ở trên không hiện lên, quang mang chiếu khắp phương viên nghìn trượng. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu ở dưới thanh quang chiếu xuống liền huyễn ảnh ra. Tại đây, đi tìm chết. Yêu Chiết lớn tiếng quát, hai tay ở trên không trung không ngừng xoay tròn, toàn bộ thanh quang kịch liệt co rút lại, hướng trên người Lý Vân Tiêu áp đi. Lúc này phía trước hiện ra một điểm sáng, càng lúc càng lớn, chính là tọa độ truyền tống xuất hiện. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân như bị hồ dính, thanh quang thu nạp, bên trong đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen, đều hướng trên người hắn bắn đi. Lực lượng kia không chỉ có dính toàn thân, ngay cả nguyên lực cũng vận chuyển trắc trở. Thanh quang ngọc bàn thần thông này tựa hồ có chứa hiệu quả lĩnh vực, có thể ngăn chặn lực lượng của đối phương. Lý Vân Tiêu dùng sức mở ngũ chỉ ra, trên cánh tay không ngừng lan tràn ma văn, lòng bàn tay hiện ra một thanh tiểu kiếm bạch sắc. Giống như liên hoa chậm rãi thiêu đốt. Kiếm ca. Một thanh âm đạm mạc vang lên, không có bất kỳ cảm tình gì, hỏa diễm trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu nhảy lên. Nội tâm Yêu Chiết không sao nói rõ được, liền run rẩy kịch liệt thoáng cái, đồng tử co lại. Thình thịch. Ngọn lửa kia nổ tung, tất cả thanh sắc quang mang bị thôn phệ không còn, ánh sáng màu trắng càng lúc càng lớn, cùng cửa thông đạo trùng hợp lại. Đồng bì cự tích chạy ra khỏi thông đạo, xuất hiện ở trên bầu trời màu lam. Thần thức Yêu Chiết thủy chung khóa lấy Lý Vân Tiêu, ở trong nháy mắt thanh quang bị tạc, Lý Vân Tiêu liền hóa thành độn quang muốn đi, hắn một bước đuổi theo, quát. Còn muốn chạy. Hai tay ở trước người ôm một cái, một thanh tỷ bà rơi vào trong ngực, mười ngón kích thích, vô số cầm huyền hóa thành thanh quang ở trên không trung chấp động, như là lao tù rậm rạp chằng chịt, đem Lý Vân Tiêu khốn vào bên trong. Sau đó tỷ bà khải đàn. Theo sóng âm kia đáng suốt còn có vô số lưỡi dao, giống như mưa phùn, tích tí tách lịch, khắp bầu trời đều có.
Lý Vân Tiêu từ trên độn quang hóa ảnh, hai tay lập tức nắm lại, cả vật thể biến thành kim sắc, nắm tay huy vũ đánh ra ngoài. Một mảnh quyền ảnh kim sắc ngang trời, ở trên không trung chấn ra vô số rung động, nghiền nát tất cả lưỡi dao. Ngay cả huyền quang lưới màu xanh, cũng bắt đầu đung đưa, tùy thời muốn phá ra. Lúc này địa phương mọi người xuất hiện, còn có mảng lớn bóng người, đều hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, không rõ mấy người này làm sao vừa ra thông đạo liền đánh nhau. Có vài nhân loại võ giả trên mặt lộ ra kinh sắc, một người trong đó cả kinh nói. Triết đại nhân, tại sao ngài lại trở về? Yêu Triết quát lên. Nhanh, nhanh ngăn người này lại. Hai gã yêu tộc cao thủ phía sau hắn cũng xuất thủ, phân biệt từ hai bên phi tập lên, thân ảnh kia trực tiếp xuyên thấu quang võng, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, hai cổ lực lượng cường đại chí cực oanh tới. Muốn chết! Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ tàn khốc, tay trái bấm niệm thần chú, tay phải thành trưởng chụp xuống phía dưới, nhất thời kiếm ý lao ra, tay áo tung bay. Vài tên nhân loại cường giả kinh hãi, ở dưới loại quyết đấu cường đại này, ngay cả khí chàng liền để cho bọn họ sợ. Không tiến ngược lại thụt lùi, nhân loại võ giả trong nháy mắt chạy ra ngoài trăm trượng. Một cổ kiếm hình bén nhọn ở quanh thân Lý Vân Tiêu hiện lên, tràn đầy cương khí kiếm ý chí cực, ong ong rung động, như linh sơn đại xuyên cuồn cuộn mà tới. Thiên Điệp Phong, ung ung, kiếm khí dâng trào lực lượng, toàn bộ cầm sắt huyền tù trong nháy mắt vỡ nát. Hai gã yêu tộc liên thủ công kích lại, bàn tay như vỗ vào tấm thép, bị hung hăng chấn quay về. Tay của hai người đều đột nhiên băng tán, tuôn ra vô số huyết vụ, kêu thảm một tiếng liền trọng thương. Yêu Triết cũng khiếp sợ không thôi, huyền tù bị phá, thì bà bắn ra một đạo âm ba dồn dập, hai ngón tay hắn đỏ sẫm, nhỏ ra huyết. Mà Lý Vân Tiêu ở sau một kích kia, cả người liền tiêu thất, không thấy bóng dáng. Đại nhân, hai gã yêu tộc bị thương nặng vội vàng dùng răng, thất tha thất thểu bay tới, vẻ mặt đều là kinh sắc. Một người trong đó sợ hãi nói. Nhân loại kia chạy thoát. Khuôn mặt Yêu Triết âm trầm lợi hại, trong mắt lóe lên hàn quang, thu tỳ bà vào nói. Mặc dù không trốn, ta cũng không đánh lại hắn. Cái gì? Mọi người đều cả kinh, xa xa nhân loại cũng vội vàng bay tới, nghe vậy đều vô cùng khiếp sợ. Thực lực Yêu Triết mọi người rõ rõ ràng ràng, chính là siêu phàm nhập thánh, đủ để hoành hành thiên hạ, nhưng không đánh lại người nọ. Như vậy thực lực của người kia ra sao? Một gã nhân loại cường giả kinh hãi nói. Người nọ rốt cuộc là ai? Siêu phàm nhập thánh, tuyệt không phải là hạng người bừa bãi vô danh. Yêu Triết cũng muốn biết, mặt âm trầm, nhìn lại ba người ở trên lưng đồng bì cự tích. Ba người kia từ lâu là mục trừng khẩu ngốc, triệt để hóa đá. Đồng thời một trận nản lòng thoái chí lan tràn, dưới ánh mắt cố vấn của mọi người, một người đem sự tình trước sau tỉ mỉ nói một lần, không có buông tha bất kỳ chi tiết nào. Yêu Triết nghe được sắc mặt càng khó xem, hắn xoay người lại, mặt lạnh lùng nói. Mấy người khác đã hy sinh, ba người các ngươi sao còn có mặt mũi sống trên đời. Ba người run lên, sắc mặt đều tái nhợt nhìn nhau một cái, đồng thời giơ tay lên vỗ vào thiên linh cái. Ba cái đầu nổ bung. Thi thể từ trên người cự tích rớt xuống, nằm dạp trên mặt đất. Một yêu nhân phía sau hắn cả kinh nói. Nói như vậy chỉ là trùng hợp gặp được, vậy càng khó tìm ra lai lịch người này. Lúc này những nhân tộc kia sắc mặt cũng không tốt, một lão giả tiến lên phía trước nói. Người nọ trẻ tuổi như vậy, lại có lực lượng siêu phàm nhập thánh, thực sự không khó tra. Thậm chí lúc này ta đã có suy đoán, chỉ mong không phải là như vậy, bằng không phiền phức liền lớn. Đồng tử Yêu Triết co rụt lại, lập tức hỏi. Chỉ thái thanh trưởng lão đoán là người phương nào? Lão giả kia mặt lộ vẻ buồn rầu, vuốt râu nói. Gần đây truyền đi sôi sùng sục, tương truyền là phá quân vũ đế cổ phi dương chuyển thế sống lại. Có thể ở tuổi như vậy, có lực lượng siêu phàm nhập thánh, cũng chỉ có hắn. Phá quân vũ đế cổ phi dương chuyển thế trọng sinh. Yêu Triết tự lầm bầm nói. Sắc mặt người còn lại đều đại biến. Đặc biệt người phía sau chỉ thái thanh, vẻ mặt đều là kinh hoàng. Yêu Triết như có điều suy nghĩ nói. Các ngươi nói là tiểu nhân hèn hạ, năm đó dùng âm mưu quỷ kế, ở trên thuật đạo dở trò lừa bịp thắng ngả đại nhân của tộc ta kia. Chỉ thái thanh nói. Chính là người này, thập đại phong hào vũ đế bài danh đệ tam. Hắn ở thành tựu vũ đạo còn trên xa thuật đạo, lần này chuyển thế trọng sinh,
nghĩ không ra bằng chừng ấy tuổi thì có lực lượng kiếp trước, thật sự là khiến người sợ hãi. Bản thân chỉ Thái Thanh cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thiết, thật không đáng tin cậy. Yêu Chiết cười lạnh nói. Tử mà phục sinh ta còn có thể tin, loại sự tình chuyển thế trọng sinh này quá mức hoang đường vô lý, làm sao có thể, chỉ số thông minh của nhân loại các ngươi chỉ có trình độ này sao? Chỉ Thái Thanh cau mày nói. Việc này ta cũng không quá tin tưởng, nhưng thiên hạ đã truyền rộng rãi, xuất hiện rất nhiều phiên bản. Có người nói là Cổ Phi Dương đầu thai chuyển thế, có người nói là đồ đệ của hắn, cũng có lẽ là nhi tử, còn có người nói là Cổ Phi Dương đoạt xá tiên thiên chi thai thành công. Yêu Chiết nói, mấy thuyết pháp này có tin cậy, nhưng vô luận là loại nào, ở cái tuổi này có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh, ta còn là rất hoài nghi, trên người người này hẳn là có mang vật gì cải biến cốt linh. Thân phận mặc kệ, nhưng trong tay hắn cầm Yêu Hoàng Kim Giản, phải đoạt về. Cái gì? Yêu Hoàng Kim Giản. Chỉ Thái Thanh cả kinh nói. Chẳng lẽ là... Yêu Chiết gật đầu nói. Phải, mấy ngày trước Yêu Hoàng Đại Nhân đưa tin cho ta đã nói. Nghĩ không ra Dực tự nhiên đâm ngang, ra đường dễ lớn như vậy. Chỉ Thái Thanh một bộ tâm hoảng ý loạn, vội hỏi. Trong Kim Giản viết là nội dung gì? Yêu Chiết liếc mắt nhìn hắn nói. Yên tâm đi, Yêu Hoàng Đại Nhân nói với ta, trên Kim Giản bày ra cấm chế XX. Người nọ là không có khả năng phá vỡ. Chỉ Thái Thanh lỗ mãng nói. XX là cái gì? Yêu Chiết cười nhạo nói. Cái này đại nhân không cần biết, nói chung người nọ tuyệt đối không mở ra là được. Nhưng Yêu Hoàng Kim Giản dù sao quan hệ trọng đại, hơn nữa mất mà nói quá mức sỉ nhục, nhất định phải tìm trở về. Nội tâm chỉ Thái Thanh sinh ra tức giận vô danh, rồi lại không thể phát tác, chỉ là lạnh lùng nói. Mặc kệ người nọ là ai. Chung quy thân phận địa vị không thấp, chuyện đại nhân xuất hiện ở nơi đây sợ là sẽ truyền ra ngoài. Đồng tử Yêu Chiết hơi co rụt lại, theo dõi hắn lạnh lùng nói. Cho nên việc cấp bách là phải tìm ra người nọ, sau đó chấm dứt hậu hoạn. Chỉ Thái Thanh bị hắn nhìn đến cả người run lên, ở dưới khí tức áp bách trực tiếp lùi mấy bước, giận mà không dám nói gì, chỉ phải nén giận nói. Hảo, ta lập tức phái người siêu tầm, có tin lập tức thông chi đại nhân. Dù sao siêu phàm nhập thánh cường giả, toàn bộ thiên nhạc phủ cũng không có người ngăn cản. Yêu Chiết suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói. Được rồi, nếu xuất hiện biến số, bổn tọa sẽ lưu lại. Một đám người thương nghị một lúc liền rời đi. Chỉ Thái Thanh đầy bụng tâm sự, vội vàng hướng một phương hướng bay đi. Xa xa không trung, một đạo thanh mang hơi yếu chớp động, Lý Vân Tiêu xuất hiện ở phía sau chỉ Thái Thanh trăm trượng, theo sát. Nhưng chỉ Thái Thanh không phát hiện chút nào. Hai người hướng phương bắc bay hơn 10 dặm, ở trên bầu trời một mảnh núi non, nhìn xuống phía dưới, mơ hồ có từng phiến cung điện. Chỉ Thái Thanh bỗng nhiên đi xuống, hai tay không ngừng bấm niệm thần chú, trên núi non hiện ra ngũ sắc hà quang, lóe lên rồi biến mất, thân ảnh của hắn tiêu thất, bay vào bên trong. Lý Vân Tiêu lặng yên theo sát, nhưng lại bị hà quang cản lại, bị một cổ trợ lực cực lớn, khó đi về phía trước. Gì, là mộc thuộc tính hộ sơn đại trận, bớt đi ta không ít phiền phức, nếu không cũng chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, tất sẽ gây ra cảnh báo, nhưng bây giờ không cần lo lắng. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm thoáng cái, thân thể liền trực tiếp hóa thành lôi quang, càng lúc càng mờ nhạt, từ từ dung nhập trong ngũ sắc trận quang, không ngừng xuyên thấu. Sau đó ở dưới trận quang, chậm rãi hội tụ ra một tầng lôi quang, hóa thành chân thân của hắn, lóe lên liền tiêu thất ở trên bầu trời. Sau một khắc, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở trên hành lang một cung điện, chỉ Thái Thanh đang ở phía trước đi nhanh, sắc mặt âm trầm như nước. Lý Vân Tiêu lặng lẽ đuổi theo, hắn từ lâu dùng thần thức khóa lại chỉ Thái Thanh, trong phương viên ngàn dặm là trốn không thoát. Thần sắc của chỉ Thái Thanh tựa hồ có khẩn trương cùng do dự bất định, ở trên một cái hành lang tới lui hồi lâu, mới tựa hồ hạ quyết tâm, quay đầu hướng một phương hướng chạy đi. Một lát sau, hắn liền đi vào một gian tiểu viện bình thường, trực tiếp đứng ở một góc tiểu viện, sau đó bắt đầu có quy tắc di động, đồng thời phối hợp quyết ấn trong tay mình. Rất nhanh, ở trong viện mọc lên một đạo quang mang, lộ ra một lối đi. Hắn vội vàng đi vào. Lý Vân Tiêu hơi nhăn mi, ở trong thiên nhạc phủ hắn không dám dùng thần thức tìm tòi phạm vi lớn, nhưng thần thức trực tiếp dò xét lối đi này, bên trong lại có động thiên khác. Hắn tò mò lóe lên, cũng theo xuống phía dưới. Phía dưới thông đạo quả nhiên là một động thiên,
trực tiếp ở trong lòng đất mở ra một địa phương viên vài dặm, mà bên trong có một vị đạo gay mũi đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Lý Vân Tiêu nhìn trên mặt đất khắp nơi là vết máu mới phản ứng được, đây chính là mùi máu tươi, chỉ bất quá quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, làm cho vị đạo có chút lạ, khiến dạ dày một trận cuồn cuộn. Chỉ Thái Thanh theo thông đạo đi tới, ở trung ương đứng thẳng rất nhiều cây cột, mấy đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh vào trên cây cột, giấy lên hỏa diễm đằng đằng. Cây cột tựa hồ dựa theo phương vị nhất định sắp hàng, hơn nữa phía dưới có nhiều loại trận tuyến, hiển nhiên là một tòa trận pháp. Chỉ Thái Thanh đi vào trong trận pháp kia, một chưởng vỗ lên mặt đất. Trong sát na từ dưới nền đất truyền đến tiếng vang ùng ùng, toàn bộ mặt đất run rẩy. Trên mặt Chỉ Thái Thanh lộ ra kinh sắc, trong tay lóe lên quang mang, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, mở nắp đổ xuống trên mặt đất. Từ trong bình chảy ra tiên huyết, cuồn cuộn không dứt đổ trên mặt đất, để cho đại địa hấp thu vào, thanh âm rung động đang dần dần yếu bớt. Máu kia như vô cùng vô tận, chảy nửa canh giờ cũng không xong. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên vẻ sắc bén, hắn vừa nghe liền biết những thứ này là máu người, phải giết bao nhiêu người mới có thể có nhiều máu như vậy, hơn nữa nơi này khắp nơi đều là huyết, sợ là thời gian rất lâu đã như thế. Xuyệt. Sau một hồi, trong đại địa truyền đến một đạo hư thanh, như mãnh thú đi ra ngoài. Lúc này Chỉ Thái Thanh mới nở một nụ cười. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, hướng trong trận pháp kia nhìn lại. Tuy rằng trên trận pháp có lực lượng cắt đứt thần thức, nhưng đỡ không được nhãn thuật của hắn, xuyên thấu qua trận lực, phía dưới là một không gian rất nhỏ, như một cái ao, bên trong rót đầy tiên huyết, chính là từ bốn phương tám hướng thẩm thấu tới. Mà ở trung tâm ao, ngồi xếp bằng một quái vật cả người là vảy. Nhìn kỹ lại, vật kia cũng không phải là quái vật, mà như là người yêu tộc, chỉ bất quá dáng vẻ so với yêu tộc càng thêm yêu dị mà thôi. Bốn phía máu tươi cuồn cuộn liên tục, không ngừng vào trong cơ thể yêu tộc này. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, hàn quang lăng liệt ở trong mắt chớp động. Tiên huyết trong ao từ từ trở thành nhạt, tựa hồ vô số tinh hoa bị yêu tộc hút vào trong cơ thể, đồng thời theo thời gian chuyển rời, dáng vẻ yêu dị trên người yêu tộc cũng thối lui, từ từ hóa thành hình người. Chỉ Thái Thanh đưa lỗ tai dán trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi. Dương Thiên Sinh, người có khỏe không? Yêu tộc kia vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng sắc mặt rất bình thản, không đáp hỏi ngược lại. Có chuyện gì? Chỉ Thái Thanh nói. Dương Thiên Sinh, xảy ra chút phiền toái nhỏ. Có cao thủ chẳng biết lai lịch xông vào cổ võ đế quốc, hơn nữa bên tướng tinh nguyệt huyễn cảnh kia truyền tới yêu hoàng kim giản bị đoạt, thực lực của người kia là siêu phàm nhập thánh. Ngay cả chiết đại nhân cũng không có thể lưu hắn lại. Yêu tộc kia mở mắt ra, hai mắt một mảnh xích hồng như huyết, thấy không rõ song đồng, huyết sắc ở trong mắt giống như là sóng biển cuồn cuộn, dần dần mới xuất hiện hai cái đồng tử, giống như là ngọc hoàn. Siêu phàm nhập thánh, đương kim thiên hạ siêu phàm nhập thánh cường giả nhiều lắm sao? Hẳn là rất dễ điều tra ra mới đúng. Dương Tiên Sinh chậm rãi nói. Chỉ Thái Thanh suy nghĩ một chút nói. Người nọ hết sức trẻ tuổi, theo ta đoán, cực kỳ giống gần đây náo sôi sùng sục. Cổ Phi Dương chuyển thế. Cổ Phi Dương chuyển thế. Dương Tiên Sinh biến sắc, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, nói. Hắn cướp giật yêu hoàng kim giản làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhúng tay chuyện của chúng ta? Chỉ Thái Thanh nói. Việc này hình như là ngoài ý muốn, nhưng Cổ Phi Dương đến cổ võ đế quốc tuyệt sẽ không là ngoài ý muốn, ta chỉ sợ bên quân như vân kia. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm, nội tâm nổi lên trận trận rung động, trong đầu hiện ra một nhân ảnh thanh tú. Dương Tiên Sinh cười nhạo nói. Thế tục hoàng quyền thay đổi bất quá là nhất thời, không đáng nhắc đến. Chỉ Thái Thanh nói. Đại nhân nói phải, nhưng hoàng quyền thay đổi quan hệ rất lớn tới quyền khống chế Thái Du Hồng Trần Quyền. Dương Tiên Sinh hừ nói. Thái Du Hồng Trần Quyền trọng yếu lắm sao? Đã bao nhiêu năm? Có người nào khám phá qua, đừng nói ta người đời này, cho dù lại truyền muôn đời, cũng sẽ không có người minh bạch. Vật kia chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước mà thôi. Dạ, ý của Dương Tiên Sinh là, mặc kệ Cổ Phi Dương. Chỉ Thái Thanh cẩn thận hỏi. Dương Tiên Sinh suy tư một chút nói. Trước mặc kệ, nhưng phải chăm chú nhìn, nếu mục đích của hắn chỉ là cứu quân như vân thực hiện thay thế hoàng quyền mà nói, vậy tùy ý hắn đi. Vô luận người nào làm hoàng đế, đối với chúng ta đều không có chút nào ảnh hưởng.
nhưng nếu hắn nhúng tay việc yêu tộc Ngũ Hà Sơn, thì nhất định phải trừ đi. Sát tâm hắn nổi lên, huyết thủy bốn phía Dương Tiên Sinh bắt đầu ồ ồ xoay tròn, toàn bộ trong ao tràn đầy lệ khí, huyết thủy không ngừng đẩy ra. Chỉ Thái Thanh nói, đã như vậy, ta trước mắt đem việc này bẩm báo trưởng môn. Dương Tiên Sinh nói, đi thôi, loại sự tình này hẳn là bản thân ngươi có suy tính, không nên mọi chuyện đều hỏi ta, phải hiểu mục đích của chúng ta là được. Chỉ Thái Thanh nói, tốt, nhưng còn có một sự tình, đó là chuyện liên quan đến yêu hoàng Kim Giản. Dương Tiên Sinh nói, cái này ngươi không cần lo lắng, việc trọng yếu như vậy, yêu hoàng tất sẽ bày tam điệp nguyệt cấm, căn bản không cách nào phá vỡ, đương đại chỉ có cực nhỏ yêu tộc hiểu được cấm này. Nếu mạnh mẽ phá cấm mà nói, Kim Giản sẽ bị phá hủy. Chỉ Thái Thanh thầm nghĩ, thì ra là thế, thảo nào yêu chiết yên tâm như vậy. Lý Vân Tiêu cũng nhăn mi lại, tam điệp nguyệt cấm hắn kiểm tra qua, đúng là như thế, xem ra muốn đạt được tin tức bên trong rất khó. Dương Tiên Sinh lại nói, lần này máu không tệ, bên trong còn có một chút máu võ giả, chỉ là thời gian cách nhau hơi dài, ta có chút không kịp đợi. Lần sau phải mang đến sớm một chút. Trong lời nói của hắn mang theo trách cứ cùng uy nghiêm không thể kháng cự, chỉ Thái Thanh tựa hồ có chút sợ hãi, liên tục xưng vâng. Sau đó liền phất ống tay áo một cái, tất cả hỏa quang trên cây cột dập tắt, trong động thiên khôi phục một mảnh u ám. Toàn bộ trận pháp ngừng lại vận chuyển, trở về tĩnh mịch. Song đồng của Lý Vân Tiêu cũng lập tức bị nghẹt, thấy không rõ dưới mặt đất. Chỉ Thái Thanh rất nhanh ly khai động thiên, ở bên trong tiểu viện đóng cửa trận pháp, xoay người liền đi. Nhưng bất quá ba bước liền dừng lại, khuôn mặt trong nháy mắt khó coi, tràn đầy kinh hãi, thất thanh nói. Ngươi, ở ngoài chính là Lý Vân Tiêu, mặt vô biểu tình, chậm rãi nói. Chỉ Thái Thanh đại nhân, bỉ nhân mới đến, rất nhiều chuyện không rõ, muốn tìm đại nhân hỏi một vài vấn đề. Tuy chỉ Thái Thanh nhất thời hoảng loạn, nhưng trong nháy mắt liền lãnh tĩnh, trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đến Thiên Nhạc Phủ có chuyện gì? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Ta còn chưa bắt đầu hỏi, ngươi đã liền hỏi hai việc. Chỉ Thái Thanh nói, nơi đây chính là Thiên Nhạc Phủ, các hạ không rõ lai lịch, ta thân là Thiên Nhạc Phủ trưởng lão, tự nhiên là phải hỏi. Lý Vân Tiêu nói, vẫn là chờ đi, nếu ngươi trả lời tốt, ta có thể cho ngươi cơ hội hỏi ta, bằng không ta liền không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ Thái Thanh không rõ cả người run lên, chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý tập tới, con người đối phương như xuyên thấu ra thịt cốt cách, trực tiếp đâm vào nội tâm của mình, đem tất cả xem thấu. Loại cảm giác này để cho hắn như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Hắn muốn cầu cứu, nhưng mặc kệ thế nào cũng nói không ra, giống như bị người bóp cổ. Cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có ở dưới đáy lòng lan tràn, không ngừng phá hủy tín niệm cùng dũng khí của hắn, chỉ cảm thấy người trước mắt giống như thần minh, mình vô luận như thế nào cũng khó chống lại, chỉ có thể nghe lệnh. Lý Vân Tiêu chậm rãi hỏi, quân Như Vân hiện tại như thế nào? Chỉ Thái Thanh kinh hãi, rung giọng nói. Ngươi, ngài thật là vị kia, vị đại nhân kia. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng quát. Là ngươi hỏi ta hay là ta hỏi ngươi? Tiếng quát như trống trận lôi chung, trực tiếp đánh ở ngực Chỉ Thái Thanh, chân hắn khí huyết nảy lên yết hầu, nhịn không được phun ra. Chỉ Thái Thanh liền lùi lại ba bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mặc dù đối phương là siêu phàm nhập thánh, cũng không có khả năng một tiếng quát liền chấn thương bản thân a. Lý Vân Tiêu đi lên một bước, khí thế tùy theo bức bách tới nói. Quân Như Vân hiện tại làm sao? Chỉ Thái Thanh không dám lỗ mãng, vội vàng nói. Hắn hiện tại vô cùng tốt, không có tình huống gì. Lý Vân Tiêu cười một tiếng nói. Nga, có đúng không? Ngươi thật giống như cùng hắn rất quen a. Vừa rồi ngươi ở trong động thiên nói hoàng quyền thay thế là chuyện gì xảy ra? A, ngươi, Chỉ Thái Thanh kinh hãi, trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, chuyện bản thân lo lắng nhất vẫn là phát sinh, đối phương quả nhiên là một đường theo dõi tới, đồng thời đem việc vừa rồi nhìn nhất thanh nhị sở. Trên trán hắn mồ hôi như mưa hạ xuống, trong lúc nhất thời tâm niệm trăm vòng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ngươi có thể nói dối, cũng có thể tuyển không nói, nhưng bản thiếu kiên trì là phi thường có hạn. Ta chỉ có thể cho ngươi ba hơi thở thời gian suy nghĩ. 1. Ta nói
Mới vừa điểm ra chữ một, nội tâm chỉ Thái Thanh liền triệt để hỏng mất, nếu đối phương có khả năng lặng yên không tiếng động theo bản thân, giết mình cũng giống như giết kiến. Tất cả mọi chuyện so với tính mệnh, liền bé nhỏ không đáng kể. Chỉ Thái Thanh nói, hiện nay hoàng đế của cổ võ đế quốc sắp băng hà, tiếp nhận chức vụ có hai người, một là tam hoàng tử Bách Kiền Qua, hai là cửu hoàng tử Bách Vô Trần, cả hai dương đấu ám đấu phi thường lợi hại. Hai người không chỉ lập bang kết phái, ngay cả thiên nhạc phủ cũng vì chuyện hoàng vị kế thừa mà tranh đấu gay gắt. Mà thê tử của Quân Như Vân là Tiểu Nguyệt công chủ luôn cùng cửu hoàng tử Bách Vô Trần giao hảo, Quân Như Vân tự nhiên liền đứng ở bên Bách Vô Trần. Lý Vân Tiêu cau mày lại, tựa hồ có chút không hài lòng, loại thế tục hoàng quyền thay đổi này chính như Dương Tiên Sinh nói, chỉ là nhất thời, chỉ có vũ đạo mới vĩnh hằng. Ở trong mấy vị đệ tử, Quân Như Vân thiên phú cao nhất, cũng là đồ đệ duy nhất học xong ba chiêu kiếm quyết. Mà giờ khắc này lại nghe được hắn không có hứng thú ở vũ đạo tiến thủ, đem tâm lực tiêu hao ở chuyện thế tục, lập tức để cho sắc mặt hắn trầm xuống. Chỉ Thái Thanh cũng không biết, vẫn cho là mình nói làm cho đối phương không hài lòng, nhất thời khẩn trương vạn phần, vội vàng nói. Hôm nay hai phái cơ bản thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được trên dưới. Lý Vân Tiêu nói, chuyện thế tục bực này, thiên nhạc phủ cũng sẽ nhúng tay sao? Là bởi vì Thái Du Hồng Trần quyển gì đó sao? Cái này, chỉ Thái Thanh do dự một chút, nhưng nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu, nội tâm run lên liền lão lão thật thật nói. Tục truyền là một chiêu thần kỹ, chỉ là qua nhiều năm như vậy vẫn không có người có khả năng tìm hiểu. Thần kỹ, trong mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời nói. Vậy Thái Du Hồng Trần quyển hiện tại ở trong tay người nào? Phàm là thần kỹ, chắc chắn có khả năng kinh thiên động địa. Những người tu vi không đủ, vô pháp tìm hiểu cũng là rất bình thường, lấy kiến thức cùng lĩnh ngộ của hắn vẫn là có hy vọng. Chỉ Thái Thanh nói, ở trong tay hoàng đế. Lý Vân Tiêu nói, vật trọng yếu như vậy, sao lại để cho hoàng đế thế tục cầm? Chỉ Thái Thanh nói, đại nhân có chỗ không biết, thiên nhạc phủ cũng là từ trong hoàng thất cổ võ đế quốc tách ra, mặc dù bây giờ trên hoàng thất, nhưng phần lớn là người Bách gia. Mà Thái Du Hồng Trần Quyển là Ngọc Tỷ, dùng để truyền ngôi, cũng chính là Ngọc Tỷ truyền quốc. Vì vậy Thiên Nhạc Phủ cũng đặt vật ấy ở Hoàng Thất, đồng thời ước định thành tục, ngoại trừ trưởng môn Thiên Nhạc Phủ ra, người còn lại không được dùng quyền lực nhúng chàm vật ấy. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, một vấn đề nữa, bất quy cảnh ở đâu? Bất quy cảnh, chỉ Thái Thanh sửng sốt một chút, lập tức đáp. Nơi đây phương vị cụ thể ta cũng nói không rõ. Nhưng phải đi qua truyền tống trận đặc biệt của thiên nhạc phủ mới có thể tới. Hắn nhịn không được hỏi. Đại nhân muốn đi bất quy cảnh. Lý Vân Tiêu nói. Làm sao, không thể đi sao? Chỉ Thái Thanh lắc đầu liên tục nói. Tự nhiên không phải, tuy rằng bất quy cảnh không giống tên vừa đi không về, nhưng mà dị thường nguy hiểm, bên trong nóng như lửa, không cẩn thận liền có thể vẫn lạc. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi đi qua chưa? Chỉ Thái Thanh gật đầu nói, đi qua rồi, tựa hồ bất quy cảnh là không gian thất lạc, hiện tại thành một chỗ lịch lãm của thiên nhạc phủ. Lý Vân Tiêu suy ngẫm một trận, cũng không biết Khúc Hồng Nhan cùng Lạc Vân Thường có ở bên trong hay không, nếu cô San San lừa hắn, nàng kia nhất định phải chết. Hai vấn đề cuối cùng, Dương Tiên Sinh là người phương nào? Thiên nhạc phủ các ngươi cùng yêu tộc có quan hệ gì, có phải Ngũ Hà Sơn phong ấn buông lỏng hay không? Lý Vân Tiêu chậm rãi hỏi. Thân thể chỉ Thái Thanh thoáng run rẩy, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, hắn dùng tay lau mấy lần, vẫn là còn mồ hôi. Vấn đề này hiển nhiên dính đến hắn, thậm chí là hạch tâm bí mật của thiên nhạc phủ. Nội tâm chỉ Thái Thanh giãy giụa hồi lâu, mới nặng nề thở hắt ra, thở dài một tiếng nói. Ngươi đã muốn biết, ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Dương Tiên Sinh kỳ thực chính là Quân Như Vân A. Ngạch. Cái gì? Lý Vân Tiêu mục trừng khẩu ngốc, sửng sốt nói không ra lời. Đột nhiên một cảm giác dị thường nguy hiểm dưới đáy lòng lan tràn, từ phía sau lưng truyền đến lực lượng rời non lấp biển, muốn nghiền ép tất cả. Hắn chợt tỉnh ngộ, chỉ Thái Thanh cố ý nói một việc khiếp sợ khó có thể tin, vì chính là để cho mình phân thần, phối hợp người sau lưng đánh lén. Ngay thời điểm loại cảm giác nguy hiểm này xông lên đầu, chỉ Thái Thanh cũng xuất thủ, kéo tay ở trước người kết ấn. Tay kia rút ra một thanh trường kiếm, đâm thẳng đến. Trên kiếm bám đầy một mảnh phù văn, quang mang sáng quắc, nhắm thẳng vào buồng tim.
Bốn phía thân kiếm có vô số cái khe lan tràn, chính là một kiếm hết toàn lực của Chỉ Thái Thanh. Có thể sống hay không liền xem một kích này, hắn cũng là bất cứ giá nào đánh cuộc một lần. Kiếm thế này tuy rằng kinh khủng, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn không nhìn ở trong mắt, mà là lực lượng phía sau tập kích tới làm hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Hơn nữa cổ lực lượng này hắn không xa lạ gì, mang theo mùi máu tươi nồng nặc, không cần nhìn liền biết là Dương Tiên Sinh xuất thủ. Chỉ là chẳng biết hắn làm sao từ trong phong ấn đi ra, lại là khi nào đi ra ngoài. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lý Vân Tiêu bóp lôi quyết, cả người trong nháy mắt hóa thành thanh lôi, từng đạo lôi tinh hoàn ngưng tụ ở bên ngoài cơ thể, tổng cộng 9 tầng. Ầm ầm, lực lượng sau lưng đánh vào lôi tinh hoàn, vô số lôi đình nổ tung, hướng 4 phương 8 hướng chấn đi. Sau đó 9 đạo tinh hoàn từng cái phá vỡ, nhưng lôi quang vỡ vụn vẫn chưa tiêu thất, mà là không ngừng ở quanh thân lan tràn, ngưng tụ thành lôi giới. Ầm ầm, một đạo công kích sau khi phá vỡ tinh hoàn, rốt cục rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, trực tiếp oanh nát lôi thân của hắn. Một thân ảnh huyết sắc lập tức xuất hiện ở chỗ lúc trước Lý Vân Tiêu đứng, hốt hoảng thấy không rõ hình dáng, chỉ là quát. Bất hảo, đi mau. Sau khi nói xong, thân ảnh huyết sắc liền muốn bỏ chạy, Chỉ Thái Thanh cũng hoảng hốt xoay người rời đi. Lúc này phương viên trăm trượng ở vào trong một mảnh lôi giới thanh sắc mông lung, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cười nhạo nói. Đi được sao? Trong thiên địa ngưng tụ ra 2 bàn tay, phân biệt hướng 2 người đánh tới. Đồng thời có vô số lôi xà biến hóa ra, trực tiếp ở quanh thân 2 người hiện lên, giống như dây thừng quấn 2 người gắt gao, lôi quang thiểm thước bất định, điên cuồng phá hư phòng ngự. Chỉ Thái Thanh tuyệt vọng hét lớn một tiếng, không ngừng muốn chạy trốn, nhưng lôi xà này vô cùng vô tận, làm sao cũng dẫy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường kia hạ xuống, chỉ có thể chờ chết. Ầm, ầm. 2 trường lực đột nhiên đánh vào cả vùng đất, chấn lên lôi quang vô tận. Nhưng Lý Vân Tiêu sợ lan quá lớn, trực tiếp lợi dụng lôi giới ràng buộc dư ba, lập tức hóa thành 2 lôi đình chi trụ, xông thẳng cửu tiêu. Thân ảnh huyết sắc ở dưới lôi trường vỗ tán, triệt để hóa thành hư vô. Trong động thiên dưới đất, Dương Tiên Sinh bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra tiên huyết. Trên người Chỉ Thái Thanh hiện ra chiến giáp, nhưng chỉ chống đỡ chốc lát, chiến giáp vỡ nát, cả người hắn không ngừng ở dưới trường gào thét, tựa hồ không cam lòng vẫn lạc. Số lớn tiên huyết bắn ra, thân thể ở dưới lôi quang bị xé rách, thảm thiết rú lên. Trong lúc bất chợt, lôi quang khắp bầu trời thoáng cái biến mất, phân khai vụ tán, trong nháy mắt khôi phục càn khôn lang lảnh, một mảnh thanh minh, lôi đỉnh thế giới kinh khủng mới vừa rồi giống như ảo giác. Chỉ Thái Thanh cả người là huyết đứng trên mặt đất, không ngừng phun máu, thương tích đầy mình. Hắn cũng thoáng như nằm mơ, nhưng trạng thái hầu như sẽ chết lúc này cho hắn biết không phải là mơ. Yêu Chiết trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt âm trầm quét mọi nơi một lần, nhìn về phía Chỉ Thái Thanh nói. Ngươi không sao chứ? Nội tâm Chỉ Thái Thanh muốn mắng người, lão tử cũng sắp chết, ngươi nói có sao không? Nhưng hắn vẫn vô cùng cảm kích, nếu Yêu Chiết đến trễ một bước, mình tuyệt đối tan thành mây khói. Đa tạ đại nhân, ân cứu mạng. Sau khi nói xong, liền té trên mặt đất. Yêu Chiết đang muốn đi tới dìu hắn. Chỉ thấy quang mang từ 4 phía lao đến, bay vào trong viện, tất cả đều là người Thiên Nhạc phủ. Bọn họ vừa thấy Chỉ Thái Thanh té trên mặt đất, nhất thời sợ hãi, vội vàng đi tới điều tra. Một lão giả tóc bạc tung bay lấy ra một viên đan dược đỏ thắm nhét vào miệng hắn, Chỉ Thái Thanh tỉnh lại, kêu lên. Trưởng môn. Bạch Phát lão giả chính là Thiên Nhạc phủ trưởng môn Bách Chiến Thắng, hắn trầm mặt nói. Chuyện gì xảy ra? Chỉ Thái Thanh nhìn Yêu Chiết một cái, lúc này mới chậm rãi đem chuyện Lý Vân Tiêu xông vào nói một lần. Nhưng không đề cập tới việc Dương Tiên Sinh, chỉ nói là sau khi bản thân phát hiện Lý Vân Tiêu theo dõi vào, liền đánh nhau, không địch lại thiếu chút nữa bỏ mình, may mà Yêu Chiết đúng lúc tới. Mọi người nghe vậy đều thất kinh, nghị luận ầm ĩ. Yêu Chiết đứng ở một bên lặng lẽ không nói, trong mắt chớp động một tia kinh dị, chẳng biết nội tâm nghĩ gì. Bách Chiến Thắng ngưng thanh nói. Người xác định là Lý Vân Tiêu được xưng cổ phi dương chuyển thế. Chỉ Thái Thanh suy nghĩ một trận nói. Có lẽ vậy, trừ hắn, ta là nghĩ không ra người thứ hai. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với bất quy cảnh cảm thấy hứng thú, sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Bất quy cảnh. Bách Chiến Thắng niệm vài tiếng, thần sắc trên mặt cân nhắc, cuối cùng trầm mặc.
Một gã trưởng lão nói. Lộ khẩu của bất quy cảnh chỉ có một, chỉ cần chúng ta ôm cây đợi thỏ, là có thể bắt Lý Vân Tiêu. Bách Chiến Thắng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói. Mao Hạo Không trưởng lão, cho dù người bảo vệ nhập khẩu, người có thể đỡ nổi Lý Vân Tiêu sao? Mao Hạo Không sửng sốt một chút, đồng dạng là không thích hừ nói. Lẽ nào để hắn tùy ý làm bậy, tới lui tự nhiên, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bách Chiến Thắng nhìn hướng Yêu Chiết, ôm quyền nói. Chiết đại nhân nghĩ sao? Yêu Chiết nói. Người này cướp đi yêu hoàng kim giản, tuy rằng khẳng định mở không ra, nhưng mà chuyện liên quan đến yêu tộc ta. Nếu Thiên Nhạc Phủ có biện pháp dụ hắn ra, bổn tọa rất nguyện ý trợ giúp một tay. Mao Hạo Không vỗ tay đại hỉ nói. Có Chiết đại nhân tương trợ, cộng thêm lực lượng Thiên Nhạc Phủ chúng ta, Lý Vân Tiêu có chạy đằng trời. Bách Chiến Thắng do dự, tựa hồ đắn đo bất định. Yêu Chiết nói. Đại nhân có phải có điều lo lắng hay không? Bách Chiến Thắng nói. Xác thực, nếu ở trong Thiên Nhạc Phủ tập nã Lý Vân Tiêu, sợ là trong phương viên ngàn dặm sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ý của ta là tận lực không nên đi trêu chọc hắn, trực tiếp hỏi rõ ràng hắn muốn gì, chỉ cần không quá đáng, liền tùy ý hắn. Sắc mặt Mao Hạo Không giận dữ, lạnh lùng nói. Trưởng môn đại nhân, nếu hành sự uất ức như vậy, tương lai truyền đi tất thành trò cười cho thiên hạ. Bách Chiến Thắng lạnh lùng nói. Mao Hạo Không, người đây là thái độ gì? Ta chỉ là vì lợi ích của Thiên Nhạc Phủ suy nghĩ mà thôi, ở nhà mình làm ra chiến đấu lớn như vậy, sẽ chết bao nhiêu người ngươi biết không? Mao Hạo Không cười lạnh nói. Người chết không phải là chuyện rất bình thường sao, trưởng môn đại nhân khi nào sợ đầu sợ đuôi vậy? Nếu trưởng môn không muốn động thủ, vậy chuyện này liền toàn quyền giao cho ta. Làm càn. Bách Chiến Thắng quát lạnh một tiếng, một cổ khí thế không giận tự uy ở trên người bạo phát. Ép Mao Hạo Không sắc mặt thay đổi mấy lần. Tựa hồ không dám đối phong mang, Mao Hạo Không cười lạnh một tiếng, nhân tiện nói. Việc này ta sẽ lưu ý hồi bẩm thánh vực, sợ là đến lúc đó không phải do ngươi làm chủ. Bách Chiến Thắng lạnh lùng nói. Ta chính là đứng đầu Thiên Nhạc Phủ, chuyện Thiên Nhạc Phủ bất cứ lúc nào cũng do ta làm chủ, khi nào đến phiên thánh vực nói chuyện. Mao Hạo Không cả giận nói. Ngươi dám bất kính thánh vực. Bách Chiến Thắng khinh thường nói. Ta khi nào bất kính thánh vực, mọi người ở đây cũng nghe được rõ ràng. Hơn nữa thánh vực chỉ phụ trách chuyện Ngũ Hà Sơn, Thiên Nhạc Phủ hắn có tư cách gì nhúng tay. Yêu Chiết hơi biến sắc, trong mắt bắn ra quang mang lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Mao Hạo Không tức giận hừ nói. Đã như vậy, vậy chuyện này ta cũng lười quan tâm, trưởng môn đại nhân cứ tùy ý. Hắn buồn bực phẩy tay áo bỏ đi. Lập tức có vài tên thủ hạ theo sát phía sau, rời đi gần một nửa. Yêu Chiết nói, Bách Chiến Thắng đại nhân thực sự không có dự định tập nã tên nhân loại kia sao, phải biết rằng trong tay hắn có yêu hoàng kim giản, nếu bị mở ra, biết bí mật giữa ta ngươi, ha ha, sợ là Thiên Nhạc Phủ sẽ khó đặt chân trong nhân tộc. Bách Chiến Thắng nói, Chiết đại nhân cũng đừng khích ta, yêu hoàng kim giản há dễ dàng mở như vậy, nếu như vậy mà nói, đại nhân đã sớm không dằn nổi. Còn có thể an tâm đứng đây sao? Yêu Chiết khẽ cười một tiếng, nói. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Vân Tiêu ta tất phải tìm ra, hắn và yêu tộc chúng ta ân oán là không nhỏ. Bách Chiến Thắng nói. Tùy đại nhân ngươi, nhưng ta không hy vọng Thiên Nhạc Phủ bị lan vào. Hắn đỡ chỉ Thái Thanh, trực tiếp hóa thành lưu quang bay đi. Yêu Chiết khinh thường hừ lạnh một tiếng, chân mày lập tức cau lại, gương mặt bắt đầu phát sinh yêu hóa. Trực tiếp lộ ra mũi thú, ở trên không trung nhẹ ngửi. Kỳ quái, cổ khí tức này chẳng lẽ là... Hắn tự nói vài câu, thần sắc trên mặt do dự bất định, cuối cùng cũng thoáng cái bay đi. Sau đó không lâu, Thiên Nhạc Phủ liền phái người đến quét tước phế tích, đều là chút phàm phu tục tử. Ở bầu trời tiểu viện kia, một đạo lôi quang bay, hóa ra dáng dấp của Lý Vân Tiêu, ở trong viện tỉ mỉ quan sát. Sau đó tay bấm niệm thần chú. Ở bốn phía bố trí một đạo kết giới, để tránh kinh động người khác. Hai ngón tay khép lại, chém ra một đạo kiếm khí, đem đại địa cắt hai, hắn giơ tay ra, toàn bộ mặt đất lập tức bị sốc lên. Hắn trong nháy mắt bay vào, rất nhanh đi tới trung ương động thiên, ở bầu trời trận pháp. Lý Vân Tiêu nhướng mày, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Chỉ thấy trận pháp kia đã bị phá, lộ ra huyết chỉ phía dưới, từ lâu không có cái bóng của Dương Tiên Sinh.
Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, bên trong không có bất kỳ tin tức hữu dụng, chỉ có huyết vị trùng thiên gai mũi. Hắn trầm ngâm một lúc, xoay người liền tiến nhập giới thần bia, tới Phương Thốn Sơn. Trực tiếp tìm được Viên Cao Hàn, lấy ra yêu hoàng kim giản nói. Lão Viên, ngươi xem cấm chế phía trên một chút. Viên Cao Hàn tiếp nhận kim giản, tay từ trên đó xoa qua, lập tức hiện ra ba đạo trận pháp, như nguyệt ảnh, ở trên không trung chấp động liên tục. Đây là, ba trận pháp thật là tinh diệu. Viên Cao Hàn thở dài nói, lập tức đem thần thức đảo qua trận quang, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Ba đạo phong ấn này không chỉ hợp tung, hơn nữa còn liên hoành, phảng phất hồn nhiên như một, thâm ảo tuyệt diệu, sợ là rất khó phá vỡ. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao. Bản thân ngươi cũng là cửu giai thuật luyện sư, càng phải minh bạch thâm ảo trong đó, có thể tìm mục địch đại nhân thử xem. Viên Cao Hàn đề cập linh mục địch, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình tăng vọt. Lý Vân Tiêu nói. Hảo, ta đi hỏi một hắn. Nháy mắt liền biến mất. Em gái ngươi, mang ta theo a. Viên Cao Hàn sửng sốt một chút, vội vàng dậm chân kêu to. Thân thể hắn cũng trực tiếp tiêu thất ở trong Phương Thốn Sơn. Hai người đi tới nơi ở của Linh Mục Địch, liền đẩy kim giản tới. Linh Mục Địch khẽ vuốt thoáng cái, liền gặp trận quang bay ra, hắn nghi ngờ nói. Cái kim giản này là của yêu tộc. Lý Vân Tiêu nói. Không sai, đại nhân quả nhiên tuệ nhãn. Hắn lập tức đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Linh Mục Địch có chút giật mình nói. Yêu tộc bị tộc ta phong ấn tại Ngũ Hà Sơn. Nhưng sau khi khiếp sợ ngắn ngủi liền bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm kim giản trầm ngâm bất định. Lý Vân Tiêu nói, việc này đã qua mấy nghìn năm, mọi người đều biết, chỉ là ta cũng không hiểu năm đó tại sao lại có xung đột lớn như vậy. Hắn nhìn Viên Cao Hàn, tựa hồ đang trưng cầu đáp án. Viên Cao Hàn nói, chuyện này ta hiểu rõ một chút, năm đó thần tiêu cung cung chủ Cố Thanh Thanh cùng yêu hoàng phi cược một vật vào vũ quyết, cuối cùng yêu hoàng phi bại trận. Nhưng lỡ hẹn. Vì vậy Cố Thanh Thanh dưới cơn nóng giận đem toàn bộ yêu hoàng nhất mạch phong ấn vào Ngũ Hà Sơn. Cố Thanh Thanh phong ấn chẳng qua là nhằm vào yêu hoàng nhất mạch khi đó, kể cả yêu bộ chủng tộc, năm đó cực thịnh một thời cũng không tránh khỏi. Linh Mục Địch kinh ngạc nói. Lỡ hẹn, cái ghi chép này chính xác không? Người yêu tộc mặc dù tương đối tàn bạo, nhưng đối với vinh dự nhìn rất nặng, rất ít sẽ không giữ lời hứa, huống chi là yêu hoàng. Viên Cao Hàn lắc đầu nói, tình hình cụ thể làm sao liền không được biết, mặc dù ghi chép có thành kiến, cũng có độ chân thật nhất định. Linh Mục Địch gật đầu nói, xác thực, năm đó làm sao đã không trọng yếu, chỉ là ta hơi kinh ngạc mà thôi. Cái phong ấn này là một trong mấy phong ấn chí cường của yêu tộc, chỉ có phương pháp kết ấn chính xác, bằng không rất khó mở. Trên mặt Viên Cao Hàn lộ ra vẻ thất vọng, hình tượng Linh Mục Địch trong mắt hắn cao lớn không gì sánh được. Vốn tưởng rằng lại có thể học được không ít thứ. Lý Vân Tiêu cười nói. Rất khó mở, cũng không phải là không thể mở ra, đúng không? Linh Mục Địch gật đầu nói. Đúng, nhưng xác suất thất bại cực cao. Lý Vân Tiêu nói. Nếu không có thể mở được mà nói, vật ấy giữ lại cũng vô dụng, xin đại nhân thử một lần. Linh Mục Địch nói. Hảo, người đã nói, ta đây liền thử xem. Hắn cầm kim giản trong tay. Đem ba đạo nguyệt cấm kích thích ra, không ngừng hóa lớn, từng trận pháp như cái cối xay, ở bầu trời kim giản thoáng hiện. Đột nhiên Linh Mục Địch ngũ chỉ thành chảo, nắm tay liền đánh tới. Ầm ầm, một đạo quyền phong đánh vào ba đạo phong ấn, kim giản bị trùng kích, lập tức nổ tung, hóa thành vô số kim quang. A, à, Lý Vân Tiêu cùng Viên Cao Hàn trợn tròn mắt, nói biện pháp chính là trực tiếp dùng quả đấm đập. Hiện tại thoáng cái liền đập vỡ. Hai người đều là vạn phần không giải thích được, Lý Vân Tiêu đang muốn hỏi, nhưng trong lúc bất chợt, kim quang bể tan tành ở trên không trung lóe ra, chậm rãi ngưng thành chút phù hiệu cổ quái. Những phù hiệu đó, chính là văn tự yêu tộc. Nhưng hai người đều nhíu mày, văn tự yêu tộc bọn họ cũng nhận ra không ít, nhưng những thứ này lại một cái không hiểu. Linh Mục Địch cũng nhăn mi, tỉ mỉ đọc qua. Những văn tự đó từ trước tới sau, càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng có mấy đoàn kim quang không cách nào ngưng tụ, ở trên không trung sôi trào một trận liền tản đi. Linh Mục Địch nói, đáng tiếc vẫn là phá đi một bộ phận nội dung, vô pháp trả lại toàn bộ như cũ. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, đại nhân nhận ra những chữ kia.
Viên Cao Hàn cũng nghi ngờ nói. Như là yêu văn, rồi lại khác biệt, chắc là văn tự tương đối khó hiểu trong yêu tộc. Linh Mục Địch nói. Không sai, chính là yêu tộc hoàng thất bí văn, vừa vặn bổn tọa nhận biết. Trong mắt hắn hiện lên hồi tưởng, có chút bồi hồi. Lý Vân Tiêu nói. Những văn tự yêu tộc đó nói nội dung gì? Linh Mục Địch nói. Yêu hoàng bây giờ liên lạc yêu tộc trên Ngũ Hà Sơn, muốn nội ứng ngoại hợp, phá vỡ phong ấn của Ngũ Hà Sơn. Cái gì? Viên Cao Hàn thất kinh. Lý Vân Tiêu cũng có chút khiếp sợ, nhưng chỉ là nhíu mày thoáng cái, liền khôi phục như thường. Viên Cao Hàn vội la lên. Khi nào bọn họ động thủ? Linh Mục Địch lắc đầu nói. Đáng tiếc, bị phá hư bộ phận nội dung, không thể biết toàn bộ, chỉ biết những nội dung này. Vẻ mặt Viên Cao Hàn lo âu, ngưng thanh nói. Đại sự như vậy, lẽ nào thánh vực không có phát hiện chút nào sao, nếu ta nhớ không lầm, thánh vực ở cổ võ đế quốc là có cơ cấu tình báo chuyên môn phụ trách Ngũ Hà Sơn, đồng thời phái chú không ít cường giả, để phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Lý Vân Tiêu nói. Rất đơn giản, tất cả phòng ngự đều đã bị người yêu tộc đả thông. Nếu kim giả này bị đưa vào Ngũ Hà Sơn, như vậy có hai điểm liền khẳng định. Một là người trấn thủ Ngũ Hà Sơn đã không đáng tin cậy, hai là phong ấn ở Ngũ Hà Sơn xuất hiện khe nứt. Viên Cao Hàn thận trọng nói. Việc này quá mức trọng đại, phải lập tức đưa tin về thánh vực. Lý Vân Tiêu nói. Muốn đi người đi đi, ta không có công phu quản việc này. Viên Cao Hàn cả giận nói. Nếu Ngũ Hà Sơn phong ấn bị phá, tất sẽ lần thứ hai khiến cho hai tộc đại chiến, thiên hạ rơi vào hỗn loạn, lẽ nào ngươi không có một chút lòng trắc ẩn? Lý Vân Tiêu nói, cũng không phải là ta không có lòng trắc ẩn, mà là thời cuộc phức tạp, người không thể bằng vào một kim giản liền đoán ra cái gì, còn nữa, ta có chuyện quan trọng trong người, vẫn chờ đi cứu người đây. Viên Cao Hàn tức giận hừ nói, người đã không đi, ta đi. Lý Vân Tiêu đứng chắp tay nói, cứ tự nhiên, hừ, trong lòng Viên Cao Hàn tức giận nói, để cho ta và Trần Thiến Vũ ra ngoài. Lý Vân Tiêu vung tay lên, nhất thời đem Trần Thiến Vũ cùng Viên Cao Hàn từ giới thần bia truyền tống ra. Hai người thoáng cái xuất hiện ở xung quanh huyết trì, Trần Thiến Vũ còn có chút không sao nói rõ được, Viên Cao Hàn nói. Có việc khẩn yếu, lập tức theo ta quay về thánh vực. Cũng không đợi Trần Thiến Vũ hỏi nhiều, hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Trong mắt Linh Mục Địch quang mang chớp động, nhìn Lý Vân Tiêu, đột nhiên cười nói. Ha ha. Người đối với việc yêu tộc muốn phá vỡ Ngũ Hà Sơn còn là rất lo lắng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Nga, dùng cái gì thấy rõ? Linh Mục Địch khẽ cười nói. Nếu thật là thờ ơ, người sẽ đồng ý Viên Cao Hàn, trực tiếp đem tin tức truyền lại thánh vực. Người không có, mà là đuổi hai người bọn họ rời đi, bởi vì sự việc quá lớn, người sợ truyền tống tin tức không được hiệu quả, vì vậy để cho hai người tự mình đi một chuyến. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Điểm ấy cũng bị ngươi phát hiện, yêu tộc xuất thế đích thật là đại sự, ta cũng không muốn cục diện thiên vũ giới hỗn tạp xuất hiện biến số lần nữa, hơn nữa còn là đại biến số. Linh Mục Địch nói, nên tới sớm muộn sẽ đến, mặc dù là ngăn cũng ngăn không được. Nếu yêu tộc có thể xuất sơn, chưa chắc là chuyện xấu, chỉ ít năm đó chống lại ma chủ, yêu tộc cũng đưa đến tác dụng cực lớn. Nga, vẫn còn có loại sự tình này. Lý Vân Tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Linh Mục Địch nói. Tự nhiên, mục tiêu của ma chủ là toàn bộ thiên vũ giới, người người có trách nhiệm, thiên hạ đồng lòng, lúc này mới thành công phong ấn. Ở trước khi ma kiếp tái hiện, yêu tộc một lần nữa xuất thế, có khi là số trời. Ma kiếp. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đại nhân cho rằng sẽ gặp phải phong ma chi chiến như 10 vạn năm trước sao? Linh Mục Địch lo lắng nói. Ai biết được, nhưng bây giờ ta luôn cảm thấy thập phần bất an. Lý Vân Tiêu nói. Mong ở trong mấy trăm năm không nên xuất hiện mới tốt, để cho bản thiếu thư thư phục phục qua một đời. Ha ha, số trời há là ngươi có thể định. Linh Mục Địch cười nói. Ngươi là chủ nhân của thiên thánh khí giới thần bia, lại lấy được diễn thần đại nhân thần quyết truyền thừa, lại thêm tu luyện ma công, đạt được nghê hồng song thạch, mấy thứ này lẽ nào đều là trùng hợp thôi sao? Lý Vân Tiêu nhăn mi nói. Ý của đại nhân là, tất cả những việc này, ta như là một loại lực lượng vô hình dắt tới, đem những thứ này liên lạc, lần thứ hai sâu chuỗi. Linh Mục Địch nói.
Tự nhiên, đó chính là số trời. Thiết, thật hư vô. Lý Vân Tiêu khinh thường hừ một tiếng, liền rời đi giới thần bia, xuất hiện ở xung quanh huyết trì. Nhưng sắc mặt của hắn rất ngưng trọng, đối với thiên đạo truy cầu càng xa, lại càng có thể cảm giác được những phiêu miểu đó. Lời nói của Linh Mục Địch để cho nội tâm hắn có chút áp lực, hơn nữa tỉ mỉ suy nghĩ những năm gần đây kinh lịch, đích xác trong mơ hồ có vận mệnh an bài, ngay cả phong ma phong ấn cũng là hắn thả ra, hiện tại ma chủ phổ càng là trực tiếp cùng hắn liên quan. Nếu nói đây hết thảy đều là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi. Hơn nữa hắn vẫn luôn tin tưởng, trên đời này tuyệt không có sự tình gì tự nhiên, bất luận cái gì phát sinh, đều là hẳn nên phát sinh. Hừ, quản làm gì, trời sập còn có vóc cao gánh. Thánh vực cùng hóa thần hải ở trên chư phái, có sự tình cũng là bọn hắn xuất đầu mới đúng. Lý Vân Tiêu nói lầm bầm, nhưng tâm tình là thế nào cũng lái không ra. Thánh vực giống như là một khúc gỗ mục, nơi nơi xảy ra vấn đề, ngay cả Ngũ Hà Sơn cũng không thủ được. Tuy rằng không biết yêu tộc là chơi thế nào, nhưng nếu thánh vực không có vấn đề, tuyệt đối không có thể từ ngoại bộ truyền tin tức vào. Hơn nữa Dương Tiên Sinh kia cũng không biết là người hay yêu, nhưng tu luyện công pháp tuyệt đối là yêu tộc thần thông, xem ra Thiên Nhạc Phủ có vấn đề cực lớn. Cũng không biết Như Vân hiện tại làm sao, Hồng Nhan có tiến nhập bất quy cảnh hay không. Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, liền lập tức tiêu thất ở trong huyết trì động thiên. Trong Thiên Nhạc Phủ, trước một kiến trúc cổ, tình thế dương cung bạt kiếm. Sắc mặt Mao Hạo không âm trầm, bị hơn 10 võ giả vây quanh, sát khí lăng nhiên. Hơn 10 võ giả đều vạn phần khẩn trương, hai bên má có mồ hôi lạnh chảy xuống, một bộ thấy chết không sờn. Lão phu bất quá là muốn gặp Thái Thanh trưởng lão mà thôi, các ngươi dám khó xử. Ta không có hứng thú so đo với các ngươi, ta đếm tới 3, nếu còn không nhường đường mà nói, liền chết. Mao Hạo không lạnh lùng nói. Mao Hạo không, ngươi là Thiên Nhạc Phủ đại trưởng lão, vậy mà cãi lệnh trưởng môn. Một nam tử nghĩa phẫn điền ưng cả giận nói. Hừ, nếu biết ta là đại trưởng lão, vẫn dám vô lễ gọi thẳng tên ta như thế, đáng chết. Thân ảnh của Mao Hạo không khẽ động, người nọ trở tay không kịp, bị một trưởng vỗ ở trước ngực, đột tử tại chỗ. Giết người, Mao Hạo không ngươi thật dám giết đồng môn, chết tiệt a. Người xung quanh đều kinh sợ, thoáng cái đều xông tới. Trong mắt Mao Hạo không hiện lên sát khí, lạnh giọng nói. Nếu không muốn sống, vậy toàn bộ đi chết đi. Hắn liên tiếp xuất thủ, mỗi một trưởng đều là sát chiêu, lại có mấy người tại chỗ đột tử. Người còn lại nhất thời khiếp sợ, vội vàng hướng bốn phía thối lui. Hừ, nể tình đều là nhất mạch, tạm thời tha tính mạng các ngươi, cút cho ta. Mao Hạo không hét lớn một tiếng, khí thế trên người đánh văng mọi người ra, đi nhanh vào trong phòng. Những người kia không dám lên, đều quay người trực tiếp độn khai, tìm viện binh. Còn để lại mấy người ở ngoài phòng giám thị, nhưng không dám đi vào. Mao Hạo không vừa vào nhà, đi qua tiền đường, liền thấy chỉ Thái Thanh ở trong phòng, tựa hồ ngủ say. Thái Thanh trưởng lão. Hắn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, thấy không ai lên tiếng, liền chậm rãi đi tới. Thái Thanh trưởng lão, người đang ngủ sao? Mao Hạo không lại kêu một tiếng, không gặp đáp lại, trong mắt lóe ra sát ý. Là người phương nào? Chỉ Thái Thanh thoáng ngồi ngay ngắn lên, vạn phần đề phòng. Mao Hạo không bị hắn đột nhiên ngồi dậy dọa kinh sợ, hai tay run lên một cái, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, lộ ra vẻ mặt ân cần nói. Thái Thanh trưởng lão như thế nào? Chỉ Thái Thanh nói. Nguyên lai là đại trưởng lão, ta hiện tại cảm giác rất khá. Mao Hạo không gật đầu nói. Khá là tốt rồi. Chỉ Thái Thanh nói. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, nếu không có chuyện gì, đại trưởng lão cũng sớm về nghỉ ngơi đi, nếu mệt đến thân thể, Thiên Nhạc Phủ sẽ rối loạn. Mao Hạo không phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói. Ta mệt mỏi thì có can hệ gì? Thiên Nhạc Phủ này là của Bách Chiến Thắng. Chỉ Thái Thanh vội nói. Đại trưởng lão thế nào nói ra lời này, toàn bộ Thiên Nhạc Phủ nếu không có đại trưởng lão khổ cực kinh doanh, sao có thể có hưng thịnh như bây giờ, Bách Chiến Thắng hắn làm cái gì, có công lao gì đáng nói. Thần sắc của Mao Hạo không hòa hoãn một chút nói. Cũng là người rõ lẽ phải, hiểu đạo lý. Lấy đại trưởng lão tôn sư như ta, muốn tới thăm ngươi một chút, còn phải được Bách Chiến Thắng phê chuẩn. Hắn coi bản thân là ai? Chỉ Thái Thanh lộ ra kinh sắc nói.
Cái này, điều này sao có thể? Không thể nào. Hừ, làm sao không có khả năng? Vừa nãy lúc ta đi vào đã bị người chặn lại, lão phu dưới cơn nóng giận giết mấy người mới có thể tiến đến. Mao Hạo không lạnh lùng nói. Chỉ Thái Thanh giật mình nói. Cái này. Mao Hạo không khá có thâm ý nói. Lấy tu vi của Thái Thanh trưởng lão, không có khả năng không phát hiện a. Cái này. Trong mắt Chỉ Thái Thanh lóe ra vài cái, vội quay đầu đi nói. Ta thương thế quá nặng, vừa nãy ngủ say, nếu không phải đại trưởng lão đi tới trước mặt, cũng sẽ không tỉnh. Mao Hạo không nói. Vậy thật là tổn thương nặng. Chỉ Thái Thanh nói. Phải, ta muốn dưỡng thương, đại trưởng lão sớm về nghỉ ngơi đi, nghìn vạn lần đừng để thân thể lao lực, toàn bộ Thiên Nhạc phủ còn cần đại trưởng lão gánh vác. Mao Hạo không nói. Đã như vậy, ta cũng không tiện ở lâu, để tránh quấy rầy Thái Thanh trưởng lão chữa thương. Hắn xoay người muốn đi, trong lúc bất chợt dừng bước, quay đầu lại nói. Đúng rồi, ta còn có sự tình muốn hỏi Thái Thanh trưởng lão một chút. Năm đó Ngũ Hà Sơn phong ấn xuất hiện khe hở, yêu tộc từ bên trong chạy ra đã chết rồi sao? Sắc mặt Chỉ Thái Thanh thoáng cái trắng bệch, miễn cưỡng cười nói. Ha ha, không phải là sớm chết sao? Nga, có đúng không? Mao Hạo không lại quay người, tựa hồ không muốn đi, trực tiếp đi tới trước giường nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, gần đây đạt được chút thánh dược chữa thương, cũng không biết có hữu dụng không, để cho ta xem thương thế của Thái Thanh trưởng lão một chút. Hắn đưa tay phải đi vén chăn mền trên người Thái Thanh. 3. Chỉ Thái Thanh nắm cánh tay kia nói. Mặc dù thương thế của ta nặng, nhưng đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe, không cần lãng phí thánh dược của đại trưởng lão. Đồng tử của Mao Hạo không hơi co lại, nhìn chằm chằm tay Chỉ Thái Thanh nói. Lực lượng của Thái Thanh trưởng lão khôi phục không ít a, tổn thương nặng như thế, thời gian ngắn ngủi như vậy đã tốt lên, không biết là làm sao làm được. Chỉ Thái Thanh cười nói. Còn có thể làm sao làm được, năm đó ta ngẫu nhiên đạt được một viên Thái Thượng Hóa Thanh Đan, vừa lúc phục dụng, quả nhiên có thần hiệu. Mao Hạo không nhẹ nga một tiếng nói. Nguyên lai là Thái Thượng Hóa Thanh Đan, thảo nào. Chỉ Thái Thanh đem tay hắn đẩy ra nói. Đại trưởng lão không trở về sao? Mao Hạo không nói. Tự nhiên là phải trở về, bất quá hiện tại tâm tình ta hậm hực, nghĩ không ra bách chiến thắng lại đối với ta như này, oán hận trong lòng không biết nói cùng ai, vừa lúc cùng Thái Thanh trưởng lão tựa đầu nói chuyện. Hắn lần thứ hai đưa tay đi bắt chăn. Cái này không tốt lắm đâu, ta không có thói quen cùng người ngủ chung. Chỉ Thái Thanh vội vàng chộp tay của Mao Hạo không, nhưng đối phương đã có phòng bị. Ở trên không trung hóa ra một đạo tàn ảnh, nắm chăn xốc lên. Nhất thời một đạo hồng quang vọt tới, như là đao mang sắc bén chém ra. 3. Mao Hạo không ngũ chỉ thành chảo, liền đem đao mang kia bóp ở lòng bàn tay, khuôn mặt nhất thời cười rộ lên, Hắc Thanh nói. Thái Thanh trưởng lão, người cái này là ý gì? Hơn nữa con người của hắn đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm đao mang kia, đỏ tươi như huyết, yêu dị không gì sánh được. Trên mặt Chỉ Thái Thanh không có chút huyết sắc nào, trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, muốn bỏ chạy. Mao Hạo không cười một tiếng nói. Thái Thanh trưởng lão, chúng ta còn chưa nói chuyện a. Ầm ầm, một quyền đánh tới, Chỉ Thái Thanh nhất thời bị đánh trúng, từ trong phòng chấn ra mười mấy trượng, không ngừng thổ huyết. Thân thể hắn vốn trọng thương, nơi nào sẽ là đối thủ của Mao Hạo không, trong mắt một mảnh sợ hãi nói. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngươi muốn làm gì? Làm cái gì, là Thái Thanh trưởng lão xuất thủ công kích bổn tọa trước. Chậc chậc, bổn tọa là hảo tâm đến, thật khiến cho người ta thất vọng đau khổ a. Mao Hạo không cười gần đi bước một tới. Chỉ Thái Thanh ở trong hoảng loạn, rất nhanh thì khôi phục trấn định nói. Đại trưởng lão không phải là muốn biết người yêu tộc hạ lạc sao, nếu giết ta mà nói, liền vĩnh viễn không biết được. Mao Hạo không trong nháy mắt xông tới. Một tay nắm lấy Chỉ Thái Thanh, lạnh giọng nói. Người quả nhiên biết, đồng thời học công pháp của yêu tộc. Mau nói cho ta biết, người yêu tộc kia hiện ở nơi nào. Chỉ Thái Thanh theo dõi hắn, lạnh lùng nói. Ta nói ra còn có thể sống sao? Mao Hạo không cười nhạo nói. Người vẫn ngu xuẩn, đương nhiên không thể sống, nhưng có thể chết thống khoái. Sắc mặt Chỉ Thái Thanh đại biến, cả giận nói. Vậy ngươi liền giết ta đi. Mơ tưởng ta tiết lộ nửa lời. Muốn chết,
không có dễ dàng như vậy. Mao Hạo Không Ngũ chỉ bóp vào xương bả vai của hắn, bắt hắn lên tiêu thất ở tại chỗ. Rất nhanh liền tới nội bộ một mảnh núi non, tùy tiện tìm địa phương ném xuống đất, lại đánh ra mấy đạo kiếm khí, đâm vào huyệt đạo toàn thân của Chỉ Thái Thanh. Hắn lăn lộn trên đất, không ngừng tức giận mắng. Lão tử trung thành và tận tâm, thay người bán mạng nhiều năm như vậy, kết quả lại rơi vào kết cục này, người cũng sẽ không có kết quả tốt. Hừ, trung thành và tận tâm, bộ tộc thương yêu là chuyện gì xảy ra? Mao Hạo Không một cước giẫm nát trên mặt hắn, cắn răng nghiến lợi nói. Dám gạt ta đem bộ tộc thương yêu giấu đi, còn dám nói trung thành và tận tâm. Người cũng biết đây là muôn lần chết không hết tội. Ta phi, Chỉ Thái Thanh nhổ ra miệng đầy bùn đất, nổi giận mắng. Ai muốn cả đời làm chó? Lão tử cũng muốn có một ngày coi ngươi là chó đạp a. Ha ha, vậy chỉ có thể là kiếp sau. Trên chân Mao Hạo Không dùng lực, nhất thời đem đầu Chỉ Thái Thanh đạp vào trong bùn đất, còn hung hăng trả vài cái quát. Người bộ tộc thương yêu ở đâu? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Chỉ Thái Thanh cắn chặt hàm răng, đã quyết định chủ ý, mặc dù là chết cũng không nói. Hai mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, đồng tử lại đột nhiên co rụt, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, chính là Lý Vân Tiêu, lẳng lặng đứng ở đó, cũng không biết là khi nào đến. Hắn đứng đó, thật giống như trực tiếp sáp nhập vào đại địa, hắn và Mao Hạo Không hoàn toàn không phát hiện. Hắn đột nhiên muốn cười, không nhịn được nở nụ cười vài tiếng nói. Ha ha! Mao Hạo Không thấy hắn cười, càng tức giận trùng thiên, giơ chân lên hung hăng đạp đi, một cước xuống dưới, nhất thời có điều cảnh giác, vội vàng quay đầu lại quát. Người nào? Lý Vân Tiêu nói. Không có việc gì, coi như ta không tồn tại, người tiếp tục đi. Trong lòng Mao Hạo Không hoảng hốt, liền lùi mấy bước nói. Ngươi là người hay quỷ? Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại cao thủ, mà người trước mắt quá mức trẻ tuổi, cho nên hắn thoáng cái cho là mình gặp quỷ. Trong lúc bất chợt một đạo linh quang ở trong đầu hiện ra, nhất thời hiểu người trước mắt là ai, thất thanh kêu lên. Lý Vân Tiêu, liền không nói hai lời, trực tiếp hóa thành độn quang cấp tốc bỏ chạy. Lão nhân này thật ra rất thông minh. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, cũng không để ý tới, mà là đi đến Chỉ Thái Thanh. Chỉ Thái Thanh khẩn trương, vội nói. Nhanh, nhanh chặn hắn, không thể thả hắn đi à. Lý Vân Tiêu nói. Ân oán giữa các ngươi không có quan hệ gì tới ta. Chỉ Thái Thanh sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng phải, liền im lặng không lên tiếng, mà là nhìn Vân Tiêu nói. Vân Thiếu là tới tìm ta. Lý Vân Tiêu gật đầu. Chỉ Thái Thanh hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là vì người bộ tộc thương yêu? Chỉ cần ngươi thay ta giết Mao Hạo Không, ta liền đem thương yêu hạ lạc nói cho ngươi biết. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không cần thiết. Vậy quá phiền phức, ta định trực tiếp siêu hồn ngươi, rất nhanh a, không cần phải sợ. Đại nhân, không nên a. Chỉ Thái Thanh kinh sợ, gặp Lý Vân Tiêu vươn tay ra, liền hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Nhưng trốn chỗ nào thoát a, trực tiếp bị một cổ lực lượng khóa ở trên không trung, thân thể tứ chi hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Thần thức của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt phá vỡ óc của hắn, tứ phương vô kỵ tìm tòi. Sự tình trong cuộc đời Chỉ Thái Thanh bắt đầu ở dưới thần thức của hắn hiện lên. Đột nhiên có một cổ lực lượng quỷ dị xuất hiện, tối tăm mờ mịt như một biển máu, chợt bắt đầu ăn mòn thần thức của hắn. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc, vội vàng lui thần thức về, lực lượng kia cũng cắn chặt không tha, truy đuổi đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một đạo kiếm khí từ giữa ngón tay bắn vào trong óc Chỉ Thái Thanh, bắn ra một chùm tiên huyết. Sau đó ngũ chỉ thành chảo. Một điểm hồng quang kích bắn mà đến, rơi vào trong tay, như là một quả cầu thịt. Cầu thịt phảng phất như có sinh mệnh, ở trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn một lúc, đột nhiên trong cầu thịt truyền ra khí tức kinh khủng, thình thịch thoáng cái nổ tung, bạo thành một đoàn huyết phụ. Trong huyết phụ sôi trào ra một cái bóng, chính là dáng vẻ của Dương Tiên Sinh trong huyết trì, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẹ ồ lên. Ngươi chính là bộ tộc thương yêu. Huyết phụ ngưng tụ thành cái bóng hừ lạnh một tiếng, bắt đầu trở thành nhạt, hai tròng mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, cho đến biến mất. Đem một luồng thần niệm ngưng tụ thành cầu thịt, cắm vào trong óc Chỉ Thái Thanh,
thủ đoạn như vậy không đơn giản. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên lo lắng, lúc này chỉ Thái Thanh đã chết, tìm tòi ký ức cũng bị cầu thịt chặt đứt, nhưng vẫn như cũ đạt được chút tin tức mơ hồ. Thân ảnh hắn lóe lên, liền rời đi Thiên Nhạc Phủ. Sau nửa canh giờ, xuất hiện ở bầu trời thủ đô Cổ Võ Đế Quốc. Toàn bộ thủ đô mênh mông bát ngát, từ quy mô là không kém gì Hồng Nguyệt Thành, Tân Duyên Thành, chỉ bất quá trong thành phần nhiều là người bình thường, võ giả cực ít. Đột nhiên hắn nhướng mày, địa phương cách Hoàng Cung mấy con phố, một đám người đang vây quanh một thiếu nữ khóc nước mắt như mưa, người bốn phía đều hoảng sợ nhìn, không người dám ra. Loại sự tình cường đoạt nữ tử này không hiếm thấy, vốn cũng không thể lay động tiếng lòng của hắn, chỉ là trong lòng không rõ khẽ động, liền thuấn di xuống, xuất hiện ở trước người mấy người kia. Ha ha, đừng khóc, đợi lúc báo ra chơi đùa, sẽ rất vui a, huynh đệ chúng ta thật có phúc, ha ha. Nam tử dẫn đầu cười to, mấy người khác cũng cười dâm tà không gì sánh được, có mấy người càng bắt đầu động tay đông chân, thiếu nữ sợ đến cả người run rẩy, nước mắt liên tục. 3. Võ giả động tay đông chân kia liền bị quạt một bạt tai, quát. Đàng hoàng một chút, báo ra vẫn chưa dùng qua, người muốn chết à. Người nọ sợ đến vội rút tay lại. Người kia nói. Tất cả mọi người không nên nóng lòng, nếu báo ra thỏa mãn, tự có huynh đệ chúng ta hưởng phúc. Hắc hắc hắc. Một đám người cười rộ lên, bốn phía toàn bộ là ánh mắt sợ hãi, không chỉ không dám tiến lên, còn nao núng lui về phía sau. Đột nhiên tiếng cười dâm ngừng lại, giống như là thời gian ngừng một chút, tất cả thanh âm biến mất, ngay cả tiếng khóc của thiếu nữ cũng dừng lại. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu che ở phía trước, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử ngươi muốn chết à? Nam tử kia thoáng cái nổi giận đùng đùng, hai bước nhảy đến, ngấc đầu lên lộ ra một hình dạng hung tợn, quát. Ở đâu ra tạp mau tiểu tử, cút đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu không đổi. Đối với loại tiểu lâu la này hắn cũng sinh không nổi tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói. Để nàng yên, ha ha ha, chê cười, ngươi biết chúng ta là người nào sao, tiểu tử ngươi mới tới. Vài tên nam tử cũng cười lớn, đồng thời ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Vân Tiêu, giống như là xem người chết. Lão đại, cùng hắn lời vô ích cái gì, trực tiếp đánh chết a, đầu năm nay lại còn có người không có mắt dám quản chuyện của chúng ta. Mấy người khác cũng lớn tiếng la ầm lên. Người kia lộ ra nanh sắc, nhìn Lý Vân Tiêu nói. Nghe thấy không, các huynh đệ của ta đều đã nói, coi như người vận khí bất hảo. Chết đi. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền liền hướng đầu của Lý Vân Tiêu đánh tới. 3. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm tay của đối phương, sau đó là một trận đùng tiếng xương nứt, nghe mà mau cốt tủng nhiên, một quả đấm bị nắm thành thịt nát. A. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đâm rách bầu trời, nam tử kia đau đến nước mắt chảy ra. Mấy người khác ngẩn ngơ, trong nháy mắt liền phản ứng kịp, gầm lớn phóng lên cao, trong tay mỗi người đều là quang mang lóe lên, liền lấy ra huyền khí chém đến. Những thứ này đều là võ giả có thực lực nhất định. Nhưng mà không có dùng. Chưa tới ba thước quanh thân Lý Vân Tiêu, liền bị đánh văng ra, tại chỗ chết mấy người. A, à, lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Biết gặp được cao thủ. Người kia sợ đến quên đau, mồ hôi lạnh như mưa, rung giọng nói. Đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng, đại nhân không chấp tiểu nhân a, tha cho chúng ta đi. Tên còn lại cũng run run nói. Ngươi không thể giết chúng ta là thủ hạ của báo gia, ai cũng cho báo gia mấy phần mặt mũi, bằng không ngươi ở đế quốc này là lăn lộn không được. Không nên giết bọn họ. Cô gái kia cũng kinh hô một tiếng. Sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhìn trên mặt đất đã chết mấy người, sợ đến quên khóc, run rẩy nói. Lý Vân Tiêu cũng nhăn mi lại, có chút hối hận bản thân xen vào việc của người khác. Mặc dù mình giết mấy người này, chỉ cần mình vừa ly khai, tiểu cô nương kia hơn phân nửa sẽ gặp phải tai ương, trừ khi đem thế lực sau lưng những vô lại này nhổ sạch, nhưng như vậy rất phiền toái. Thiếu niên, người gây đại họa rồi, đi nhanh a. Trong đám người truyền đến thanh âm hảo tâm nhắc nhở. Lúc này từ phía sau chạy ra một đôi phu phụ, chính là phụ mẫu của thiếu nữ, trực tiếp quỳ gối ở trước mặt Lý Vân Tiêu, khóc dập đầu nói. Đại nhân, không thể giết bọn họ, thả bọn họ đi đi, bằng không toàn ra chúng ta chết chắc rồi. Lý Vân Tiêu có chút phiền não nói. Báo ra là ai? Nam tử kia sửng sốt một chút,
ngượng ngùng cười làm lành nói. Đại nhân ngài không phải là nói đùa sao, báo ra ngài cũng không nhận ra. Lý Vân Tiêu tát một cái, trực tiếp chấn vỡ răng, đồng thời ép vào bụng, lạnh giọng nói. Nói nhảm nữa sẽ chết. Người nọ đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà rất đàng hoàng, nuốt huyết nói. Báo ra chính là đại quản gia của cửu hoàng tử Bách Vô Trần. Nội tâm hắn vạn phần ủy khuất, làm sao cũng nghĩ không ra sẽ có người không đem báo ra để trong mắt. Bách Vô Trần. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nhớ lại chỉ Thái Thanh nói, Bách Vô Trần chính là vị vương tử quân như Vân ủng hộ kia, trong lòng nhất thời không thích, lạnh lùng nói. Dẫn ta đi gặp Bách Vô Trần. A, người nọ ngây ngẩn cả người, lập tức há to mồm giật mình đứng lên, khổ sở nói. Đại nhân ngài nói giỡn, lấy thân phận của tiểu nhân có thể gặp báo gia cũng đã tam sinh hữu hạnh, ta sao có thể gặp cửu hoàng tử a? Lý Vân Tiêu biết hắn nói là tình hình thực tế, nói. Dẫn ta đi gặp báo gia của các ngươi. Dạ. Người nọ vội vàng gật đầu, trong lòng vui vẻ, cúi đầu, thần sắc tràn đầy thâm độc. Nghĩ thầm bên người báo gia cao thủ nhiều như mây, nếu như ngươi mạo muội đi vào chính là muốn chết, đến lúc đó cái sỉ nhục này muốn gấp trăm ngàn lần trả lại. Hắn hơi quay đầu đảo qua cô gái kia cùng đôi phu phụ một cái, trong mắt tràn đầy sát ý, đều là cô gái nhỏ này khiến cho bản thân chết nhiều huynh đệ như vậy, cũng nhất định không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu vẫn là mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói. Đi thôi. Một đám người lập tức đi xa, người nọ ở phía trước dẫn đường, Lý Vân Tiêu theo ở phía sau. Mấy người không có chết mang thi thể, đoàn người ở rất xa theo sau, ngay cả cô gái cùng đôi phu phụ kia cũng đi theo, không dám chạy trốn. Sau nửa canh giờ, một đám người diễu hành đi tới trước một tửu lâu, phía trên treo một chữ trần rồng bay phượng múa. Bên trong hoan ca cười nói, rượu kỳ phiêu hương, tất cả mọi người ở phía xa dừng lại, không dám đi lên trước. Thị vệ trước tửu lâu cũng vênh váo tự đắc, thật xa liền quát to. Dừng lại. Nam tử dẫn đường nhất thời không dám đi, cách xa hơn 10 trượng hô. Chư vị đại ca, ta là thủ hạ của báo gia, có chuyện quan trọng muốn gặp báo gia. Gặp báo gia. Thủ vệ kia nhìn xuống tràng diện, thân trọng thương, còn mang mấy tử thi, cả giận nói. Cút ngay, đừng tìm chết. Người nọ khẩn trương, tại chỗ quỳ xuống, khóc nói. Ta thật là thủ hạ của báo gia a, tiểu tử này đánh chúng ta trọng thương. Mong chư vị đại ca thay chúng ta làm chủ. Chư vị đại ca thay chúng ta làm chủ a. Mấy người còn lại cũng quỳ xuống, khóc cực kỳ bi thương. Mấy tiểu tử này thật là thủ hạ của báo gia, ta nhận ra được. Một hộ vệ tựa hồ nhận ra bọn họ, giật mình nói. Cái gì, còn có người dám đánh người của báo gia? Vài tên hộ còn lại vệ khiếp sợ không thôi, không khỏi quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, cảnh giác nói. Tiểu tử. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người gây ra đại họa rồi biết không? Lý Vân Tiêu nói. Báo ra ở nơi nào? Một gã hộ vệ giơ ngón tay cái lên chỉ phía sau nói. Lúc này báo ra ở trên lầu, không chỉ có báo ra, cửu hoàng tử điện hạ cũng ở đây, chỉ bất quá ngươi không gặp được. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, liền hướng bên trong tử lâu đi đến. Đột nhiên vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy người làm sằng làm bậy thoáng cái đầu thân khác biệt, toàn bộ chết hết. Vài tên hộ vệ lấy làm kinh hãi, lại đột nhiên phát hiện Lý Vân Tiêu đã không gặp. Trên tử lâu, một mảnh cảnh xuân nồng đậm, vũ y xuyên toa, lộ ra ý lã lướt. Một nam tử mặt quan như ngọc đang thản nhiên uống rượu, ôm mỹ nhân, rất thích ý, các loại tiếng cười vui vang lên mọi nơi. Đột nhiên một tiếng quát chói tai đâm rách hoàn cảnh, tất cả thanh âm toàn bộ ngừng lại. Là ai? Trước người nam tử lập tức xuất hiện hai gã hộ vệ, một tả một hữu, đều cảnh giác cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, hắn đứng ở trung gian các vũ cơ, trước kia căn bản không có người này, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện. Đám vũ cơ cũng phát hiện dị dạng, kinh hoàng tránh ra hai bên, chỉ còn lại Lý Vân Tiêu lẻ loi trơ trọi đứng ở trung ương, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Ngươi là người phương nào? Cửu hoàng tử Bách Vô Trần mi cong mắt tú. Ước chừng 30 tuổi, thập phần chấn định nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu hỏi. Hắn chỉ có thực lực vũ hoàng, tuy rằng nhìn không thấu Lý Vân Tiêu, nhưng cảm thấy người này bất phàm, trong lúc nhất thời nảy sinh hứng thú. Lý Vân Tiêu nói, ngươi chính là Bách Vô Trần. Vô lễ!
Hai gã hộ vệ trước người Bách Vô Trần cùng kêu lên quát, trên người bọn họ tản ra sát khí, như phun hỏa sơn, trực tiếp xung kích ra, muốn cho Lý Vân Tiêu một hạ mã uy. Hai người đều là lục tinh vũ đế cao thủ, so với Bách Vô Trần càng thêm cảm giác được Lý Vân Tiêu không giống tầm thường, nhưng chỉ là nghĩ không giống tầm thường mà thôi, vẫn không có nhiều lo lắng. Dù sao ở cổ võ đế quốc, hai gã lục tinh vũ đế cao thủ đủ để giải quyết phần lớn sự tình. Uy áp của hai người ở vài thước quanh thân Lý Vân Tiêu lượn vòng, đem nghe thường vũ y của các vũ cơ thổi bay phất phới, một mảnh cảnh xuân vô hạn, làm các nàng kêu sợ hãi liên tục. Cái gì? Nội tâm hai người đồng thời chấn động, khó có thể tin, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều hiện lên một tia nghiêm trọng, muốn thử xuất thủ. Dừng tay! Bách Vô Trần lập tức quát ngừng, trong mắt chớp động tinh quang, lớn tiếng nói. Đến, thưởng ghế cho vị bằng hữu này. Hai gã lục tinh vũ đế thu liếm khí thế, lui trở về hai bên, bọn họ biết rõ tính cách của cửu hoàng tử, chắc là đến lòng yêu tài, muốn đem người trước mắt này thu nhập dưới trướng. Lý Vân Tiêu nói, không cần thiết, quân Như Vân ở đâu, để cho hắn ra đây gặp ta. Trong sân lần thứ hai yên tĩnh, lần này tất cả mọi người há to mồm, mặc dù là Bách Vô Trần cũng sửng sốt một trận, mới nói. Ngươi nhận thức Như Vân phò mã. Lý Vân Tiêu Tịnh không trả lời, chỉ nói là nói. Ta biết hắn không ở chỗ này, ngươi bây giờ thông chi hắn, để cho hắn tới gặp ta. Lúc này có mấy võ giả chạy tới, ở bên tai một nam tử nói nhỏ. Trong mắt nam tử kia tuôn ra tàn khốc, bỗng nhiên vô án quát. Tiểu tử, ngươi giết người của ta. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi chính là báo ra trong miệng bọn họ. Nam tử kia nói, chính là bản gia chính là đại quản gia dưới trướng cửu hoàng tử, phụ trách. Đông, còn chưa nói xong, trên trán hắn liền xuất hiện một cái động, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Ánh mắt hắn tràn đầy khó có thể tin cùng kinh khủng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng, lỗ máu xuất hiện quá đột nhiên, không có dấu hiệu chút nào. Bản thân hắn cũng là bát tinh vũ tôn cao thủ, cứ như vậy không sao nói rõ được, không hề phòng bị chết. À, người toàn trường đều dị thường khiếp sợ, tất cả đều sợ đến rầm tản ra. Ai cũng biết Lý Vân Tiêu ra tay, bởi vì lúc này hắn đang giơ tay, một đầu ngón tay hướng ra ngoài. Nhưng không ai có thể thấy hắn xuất thủ, mặc dù là hai gã lục tinh vũ đế cường giả cũng run rẩy, sợ đến không nhẹ, vội vàng một tả một hữu hộ vệ ở trước người Bách Vô Trần. Vài võ giả tên chạy tới báo tin càng sợ choáng váng, ngẩn ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Sắc mặt Bách Vô Trần tái nhợt, trong nháy mắt đã không còn đạm nhiên, nhưng loại phong độ hoàng giả kia vẫn còn, cắn răng cả giận nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sao một lời không hợp liền sát nhân? Lý Vân Tiêu thu tay về nói. Người giết người, nên có tâm lý bị người giết. Bách Vô Trần nói. Có ý tứ gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn nói. Có ý tứ gì ngươi không hiểu sao? Nội tâm Bách Vô Trần bốc hỏa. Nhưng biết người trước mắt này kinh khủng, hơn nữa hai gã trung giai vũ đế của bản thân cũng là một bộ như lâm đại địch, liền biết hai gã hộ vệ này cũng không có nắm chắc có khả năng ngăn đối phương lại. Mặc dù báo ra có điều đắc tội các hạ, cũng không cần phải thoáng cái liền giết. Đánh chó cũng nên ngó mặt chủ, các hạ có phần không đem bản vương để trong mắt. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái nói. Ta vốn không có đem ngươi để trong mắt, ngươi tính là cái gì? Ngươi! Bách Vô Trần giận dữ vô án. Trên mặt không ngừng hiện ra tức giận, như là vân hà cuồn cuộn, đây cũng là vũ khí bí thuật nào đó, hiển nhiên áp chế không được tâm tình bản thân. Hắn thân là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn người dám nói chuyện với hắn như thế thật là không nhiều. Mặc dù là những trưởng lão của Thiên Nhạc Phủ, cũng không vũ nhục chửi bới như vậy. Nhưng hắn vẫn rất nhanh thì đem lửa giận đè xuống, bởi vì tình huống hiện tại quá không tầm thường. Bởi vì nếu là thường ngày, những vũ đế cường giả bên cạnh mình sớm đã xông lên giết người, nhưng lúc này vẫn không nhúc nhích, không người nào dám tiến lên một bước, mặc dù là hai gã lục tinh vũ đế cường giả cũng không có bất kỳ động tác. Hơn nữa ánh mắt của hắn thoáng nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, trên trán hai người đều đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ sợ hãi. Bách Vô Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu người trước mắt này so với dự đoán còn muốn kinh khủng. Có thể là đệ tử ưu tú xuất từ đại môn đại phái, nhân vật như vậy mặc dù là mình cũng không cách nào với tới. Nội tâm hắn khiếp sợ không thôi,
chẳng biết từ đâu chạy tới một người như thế, hơn nữa tựa hồ cùng bản thân có cửu oán, nhưng vừa nghĩ lại, nếu có thể đem người này chiêu vào dưới trướng, như vậy chống lại Bách Kiền Qua sẽ thêm một phần nắm chắc, đặc biệt nếu có thể mượn hơi đại thế lực sau lưng hắn, sẽ có thể ảnh hưởng đến quyết định của Thiên Nhạc Phủ, đối với mình chỗ tốt cực lớn. Tuy rằng hoàng tử bọn họ tranh đấu gay gắt, nhưng chân chính đưa đến tính quyết định là Thiên Nhạc Phủ. Vị bằng hữu này, là tiểu vương kích động, người đâu, nhanh thưởng ghế. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức thay đổi thái độ nói. Nếu bằng hữu ra tay giết báo gia, tiểu vương tin tưởng, chắc chắn báo gia có lý do đáng chết. Lời nói này để cho võ giả bốn phía thay hắn bán mạng một trận thất vọng đau khổ, nhưng vì giao hảo Lý Vân Tiêu, Bách Vô Trần cũng không kịp nghĩ nhiều. Lý Vân Tiêu nói, không tệ, ứng biến rất nhanh, người coi như là một nhân vật. Hắn đem nguyên do sự việc đại thể nói một phen, nói. Nếu thằng nhãi này đã chết, ta cũng không tính toán với ngươi, nàng ở dưới lầu kia vẫn mong ngươi có thể buông tha, không nên tìm nàng phiền toái. Nhất định, nhất định. Bách Vô Trần vỗ ngực kiên định nói. Bằng hữu yên tâm, chỉ cần tiểu vương còn ở cổ võ đế quốc một ngày, tuyệt không có người dám đi quấy rối cô nương kia. Nghĩ không ra báo ra lại làm ra việc thương thiên hại lý như vậy, may là có bằng hữu đúng lúc trượng nghĩa xuất thủ, không chỉ trừng phạt ác nhân, còn thay tiểu vương vãn hồi danh tiếng, bằng không tùy ý hắn thương thiên hại lý xuống dưới, tiểu vương chẳng phải cũng bị bách tính toàn thành mắng chửi, báo đầu này chết tốt lắm. Lúc này hắn vỗ tay đứng lên. Người bốn phía nội tâm đều là bất đắc dĩ, báo ra làm sự tình ở đây người nào không biết, hơn nữa mỹ nữ đoạt được đều là Bách Vô Trần dùng để chiêu hiền nạp sĩ, đưa cho thế lực khắp nơi dùng, người phía sau xúi dục hơn phân nửa chính là Bách Vô Trần. Hiện tại thay hắn có ác danh mà chết, trái lại bị nói chết tốt, thật là làm người thất vọng đau khổ. Nhưng thất vọng đau khổ là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác, mọi người cũng chỉ có thể phụ họa vỗ tay, đều liên tục trầm trồ khen ngợi. Chết hảo, con sâu làm dầu nồi canh. Thằng nhãi này xấu như vậy, đã sớm đáng chết. Mỗi một người đều là lòng đầy căm phẫn, bộ dạng hạo nhiên chính khí. Cùng vừa nãy thanh sắc khuyển mã, trầm mê tử sắc hoàn toàn tương phản. Đám vũ cơ đều là nhìn mục trừng khẩu ngốc, tựa hồ không biết những người này. Lúc này sớm có người đưa đến cái ghế, đặt ở bên người Lý Vân Tiêu, Bách Vô Trần nói. Chẳng biết bằng hữu cao tính đại danh, từ đâu mà đến. Lý Vân Tiêu nói, ngươi chưa cần thiết phải biết, lập tức thông tri quân Như Vân cho ta, để cho hắn đến. Lời của hắn thập phần bình ổn, lại có loại chân thật đáng tin, vô pháp phản kháng. Bách Vô Trần thập phần không quen, tâm tình cùng nguyên lực đều phập phồng, nhưng phải mạnh mẽ áp chế, nhịn xuống nói. Bằng hữu nhận thức Như Vân phò mã. Lý Vân Tiêu cau mày lại, mơ hồ có hàn ý nói. Làm sao dài dòng như vậy? Mới vừa khoa trương ngươi một câu đã bắt đầu phạm ngu xuẩn. Bản thiếu kiên trì đã sắp bị ngươi mài sạch. Ngay khi sắc mặt hắn trở nên lạnh, nhiệt độ trong sân chợt giảm xuống, tất cả mọi người lạnh run, ngay cả hai gã lục tinh vũ đế cũng như rơi vào vết nứt, tâm kinh đảm hàn, sợ đến không nhẹ. Bọn họ đã phi thường đánh giá cao đối phương, nhưng hiện tại xem ra còn vượt xa tưởng tượng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu biến sắc, trong tròng mắt bắn ra một mảnh tinh mang, ngẩng đầu nhìn lại. Nhãn lực trực tiếp xuyên thấu nóc nhà, nhìn về phía thương khung vô biên vô tận. Nói cho quân Như Vân, ta ít ngày nữa sẽ đến tìm hắn. Thanh quang lóe lên, thân ảnh của Lý Vân Tiêu trực tiếp tiêu thất ở trên tử lâu, chỉ để lại một câu như vậy phiêu đáng, truyền vào trong tai mỗi người, chấn đến màng tai bong bong. Bách Vô Trần kinh ngạc nói. Đi, đi rồi sao? Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không có thấy rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy tựa hồ có thanh mang chớp động, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người hai gã lục tinh vũ đế cường giả. Một người trong đó thở hắt ra, tựa hồ như chút được gánh nặng, lau mồ hôi chán nói. Đi rồi. Hô. Vài thanh âm thở ra vang lên, đều là sợ hãi. Bách Vô Trần nói. Hai vị đại nhân, người nọ rốt cuộc là thực lực gì? Hai gã lục tinh vũ đế đều nhìn nhau một cái, trên mặt hơi đỏ, một người khổ sở nói. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, người này chỉ là đứng ở đó, thậm chí không có khí tức phóng ra ngoài, liền cho người một loại cảm giác áp bách cực mạnh, phảng phất gặp phải vực sâu vô tận, hoặc như là biển rộng vô biên. Bách Vô Trần cả kinh nói. Làm sao sẽ,
hai vị là lục tinh vũ đế à? Chẳng lẽ người kia đã là thất tinh cao giai vũ đế? Một người khác lắc đầu nói. Đừng nói thất tinh cao giai vũ đế, coi như là bát tinh vũ đế cường giả, cũng không có khả năng cho hai người chúng ta sợ hãi như vậy. Nếu ta không có đoán sai, người này tất là cửu tinh vũ đế. Cửu tinh vũ đế. Chi. Các loại tiếng hút không khí vang lên, đều là kinh hãi một mảnh. Không ít người biến sắc, hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, bản thân vậy mà cùng một gã cửu tinh vũ đế giằng co, cả người không khỏi run rẩy, nghĩ mà sợ. Bách Vô Trần cũng sợ đến không nhẹ, một gã cửu tinh vũ đế ý vị như thế nào hắn hết sức rõ ràng, lực lượng kia căn bản không phải cổ võ đế quốc có khả năng địch nổi. Trầm tư một lúc, lập tức quát. Phái trọng binh bảo vệ tiểu cô nương người nọ nói, người còn lại lập tức theo ta đi phủ Như Vân phò mã. Lý Vân Tiêu từ trong tử lâu lao ra, trong nháy mắt phi tới trên cao nghìn dặm, hai tròng mắt như huyết, dừng ở viễn phương. Một thân ảnh côi cút độc lập dừng ở phía xa, khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra nụ cười nhạt cùng trào phúng, xoay người liền đi. Nếu tới còn muốn đi sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hầu như vặn vẹo lên. Nội tâm luôn luôn không hề bận tâm dâng lên cơn sóng gió động trời, như là hỏa sơn phun trào, đem cả người thiêu đốt. Thần hỏa ở sau người ngưng tụ thành hình phượng hoàng, trong hỏa diễm kim quang bắn ra bốn phía, ma văn trong nháy mắt bày kín toàn thân, kiếm thương trảm hồng rơi vào trong tay, kiếm ý vô biên ở trên bầu trời kích động. Đi tìm chết đi! Vô số ma văn cùng kiếm phù ở trên kiếm thương trảm hồng nảy lên, Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người giống như sao rơi xẹt qua trời cao, một đạo kiếm khí như lưu tinh chém xuống. Gì? Đạo thân ảnh kia dừng bước, tựa hồ có chút kinh ngạc, xoay người lại, giơ một chảo lên không trung nói. Phong quang. Một đạo kim mang hạ xuống, ở trong tay hóa thành chiến qua, tản mát ra quang mang cực mạnh, như mặt trời chói chang, vô số phù văn ở trên qua cuồn cuộn. Kim qua lưu ảnh. Người nọ khẽ quát một tiếng, tay nắm chiến qua, quét ngang tới. Một đạo kim quang cắt hỏa diễm, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chợt nổi lên, trên mặt tràn ngập dữ tợn, hai tròng mắt đỏ tươi như lửa đốt, chém xuống một kiếm. Chết đi, thiên tư! Phanh! Hai kiện binh khí đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng thoáng cái tứ tán, đánh thẳng vào thân thể hai người, bầu trời trong sát na xuất hiện cái khe, như một lạch trời ở giữa hai người. Thiên tư bị kiếm khí chấn động, thân thể ở trên bầu trời chợt đi mấy ngàn trượng, lúc này mới hóa giải lực trùng kích. Hắc hắc, tồn tại như con kiến hôi năm đó, hôm nay cũng có thực lực cùng ta đánh một trận sao? Thù mới hận cũ, hôm nay đồng thời chấm dứt. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm, đem lửa giận phát tiết đi ra ngoài, lập tức khôi phục lý trí. Tuy rằng không biết tại sao thiên tư lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng muốn giết chết đối phương, cũng không phải sự tình từng chiêu từng thức, tất sẽ gian khổ không gì sánh được. Tay phải hắn điểm kiếm quyết, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra. Hóa thành vạn kiếm đổ từ trên trời rơi xuống. Vô số kiếm ý như cửu tiêu hàn quang, hóa thành 36 tòa cô phong, định trụ toàn bộ bầu trời. Thiên tư bị kiếm khí chi hải thôn phệ, người cùng chiến qua bị vô số kiếm quang thắt cổ, trong khoảnh khắc hóa thành vô số kim quang điểm điểm. Hừ, ảo thuật sao, đừng quên ta cũng có nguyệt đồng chi nhãn, không chỉ có như vậy. Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, hai mắt lập tức bày biện ra ánh sáng khác nhau. Trong mắt trái tinh hồng như huyết, như hoang cổ mãnh thú, mắt phải lại là đen như mực, ở bốn phía con ngươi hiện ra kim sắc. Ở trong một mảnh kiếm khí chi hải, cái bóng của thiên tư từ từ nổi lên, lộ ra vẻ mặt coi nói. Nhãn thuật của ngươi! Chết đi! Lý Vân Tiêu không lời vô ích, giơ tay lên chính là một kiếm, cả người nhảy vào trong vạn kiếm đổ, sát khí doanh dã. Phanh! Thiên tư không cảm khinh thường, hai tay nắm chiến qua. Vô số ma ha cổ tự ở trên đó bay lượn. Thần nghênh tam quang, vô ngã vô cực. Hai cổ lực lượng lần thứ hai chạm vào nhau, phun ra đại lượng tinh mang, xé rách thiên địa. Ma ha cổ tự trên chiến qua hóa thành vô số kim quang, kiếm khí chi hải ở dưới kim mang không ngừng tán đi. Nhưng trên kiếm thương trảm hồng không ngừng dâng lên ma văn, cùng quy tắc chi lực màu vàng đan quấn, tương xứng tương hỗ. Ha ha, thật mạnh. Như vậy mới phù hợp yêu cầu của ta. Thiên tư cười như điên, dung nhan anh tuấn tràn đầy cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Lý Vân Tiêu nhìn khuôn mặt quen thuộc, nhưng thần thái xa lạ đến mức tận cùng, trái tim đang rỉ máu. Phù hợp em gái ngươi,
phù hợp tổ tông 18 đời nhà ngươi a. Hắn hóa ra pháp tướng kim thân, tay trái bấm niệm thần chú vỗ vào trên thân kiếm, băng sát tâm diễm hóa thành một đóa bạch liên, từ trên thân kiếm mọc lên, lực lượng kinh khủng tản ra. Đồng thời bốn cánh tay phía sau bấm niệm thần chú, trên mặt mũi lộ ra ác nhanh, song nhãn phẫn nộ, bốn trưởng đồng thời chụp đến, khắp bầu trời phong khởi vân dũng. Lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, đồng thời hướng trên người thiên tư áp đi. Lực lượng thật mạnh, sở học của ngươi rất tạp a. Trong mắt thiên tư lộ ra vẻ kinh dị, nhưng không hoảng loạn, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, mi tâm lóe ra ánh sáng màu lam.